lệnh, càng không cho phép mình lưu tình với Lăng Thiên, cho dù Lăng Thiên có thể sống sót thì cũng phải tự dựa vào sức lực của hắn hoặc là thành công tránh khỏi sát chiêu của Thiên Lý hoặc là dùng biện pháp nào đó tránh thoát khỏi kỳ hẹn nửa năm. Nói đến sát chiêu của Thiên Lý thì với Lăng Thiên hiện tại sẽ không có cơ hội tránh thoát, cho dù Lăng Thiên đã thành công đột phá cũng như vậy thôi. Nhưng mà nói về việc ẩn nặc hành tung thì Thiên Lý cũng khó mà phát hiện ra được ngay. Lần này chính là thời cơ tốt nhất để Lăng Thiên thoát khỏi Thiên Lý là do Thiên Lý cho hắn cơ hội này một cơ hội duy nhất, nhưng hành động của Lăng Thiên lại khiến cho Thiên Lý cảm giác ngoài ý muốn. Tốc độ của Lăng Thiên rất nhanh nhưng hắn luôn đi thẳng về phía trước, căn bản không có khả năng thoát khỏi sự truy tung như có mục tiêu sẵn rồi và chỉ việc dẫn Thiên Lý đến thôi. Hắn muốn làm cái gì? Muốn chết sao? Di chuyển với tốc độ cao như vậy thì công lực sẽ tiêu hao rất nhanh, trước hết không nói thiên lý mà kéo dài càng lâu thì càng bất lợi cho lăng thiên hơn. Đạo lý này thiên lý hiển, đương nhiên lăng thiên không phải không biết nhưng hắn cứ không nhanh không chậm đi như vậy thì khiến cho trong lòng thiên lý càng tức giận hơn chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ hạ thủ lưu tình sao nếu như nghĩ vậy thì ngươi sai lầm rồi sai lầm rất lớn sai lầm này có thể đưa ngươi bước lên con đường hoàng tuyền có đi không về thân pháp của hai người bây giờ đã đạt đến trình độ kinh người chỉ trong chốc lát thôi đã rời khỏi thiên la thành tiến vào một mảnh núi rừng rồi ngọn núi nhỏ tú lệ xinh đẹp vô cùng trong rừng có một con đường nhỏ trên con đường có một bóng người bận áo. Xanh không nhanh không chậm đi lại, thần thái lạnh nhạt vô cùng, trên gương mặt cũng có một cái khăn mỏng che lại dung nhan chỉ để lộ ra một đôi mắt phiêu giật trong suốt như mặt hồ nhưng lại toát ra sự lạnh lùng băng giá. chương 393, Nghịch tập thiên lý, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Thân ảnh xinh đẹp nhẹ nhàng khom thắt lưng xuống vươn tay ra nhẹ nhàng hái một cây cỏ màu tím mà khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm như đây chắc là đủ rồi lần này rời nhà lâu như vậy thì cũng đã đến lúc cần quay về. Nói đến đây thì sắc mặt của nàng khẽ biến, đôi tai khẽ nhúc nhích rồi nàng nhảy người lên một ngọn cây thật nhanh. Một bóng người trắng như tuyết vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp trên không trung đang đi đến. Phía sau hắn còn có một thân ảnh màu lam lờ mờ nữa. Thân ảnh của người đó có vẻ chậm chạp nhưng tốc độ lại nhanh như thiểm điện. Thật không ngờ rằng thiên hạ hôm nay lại có bực cao thủ như thế này. Thiếu nữ bận đồ xanh nhạt mở miệng nói nhỏ một câu, đột nhiên trong đáy lòng xuất hiện cảm giác muốn đi theo để xem dòng máu võ giả trong người nàng như thức tỉnh thần niệm cường đại được nàng triển khai ra đôi mắt lại toát ra hai đạo hàn khí mạnh mẽ vô cùng thế gian này không giống như suy nghĩ ban đầu của lăng thiên người tài giỏi trong thiên địa xuất hiện tầng tầng lớp lớp chỉ với khinh công siêu việt của thiếu nữ bận đồ xanh nhà đó thôi cũng đủ để xếp vào nhóm cao thủ đương thời đột nhiên thiếu nữ đó lắc đầu tự diếu mặc kệ hắn có thủ đoạn thông thiên nào đi nữa thì cùng ta có quan hệ gì Ta cần gì phải tìm hiểu chứ?" Khẽ cười một tiếng liền muốn nhảy xuống cây đại thụ, ngay khi thần niệm của nàng tỏa ra thì Thiên Lý và Lăng Thiên như có cảm ứng cùng nhìn về hướng này. Hai người có cảm giác ở đó có một tuyệt thế cao thủ. Dưới suy nghĩ của Thiên Lý thì đây là một người giúp đỡ của Lăng Thiên, mà hắn có cảm giác người này có hình dáng giống như thiếu nữ bận đồ trắng cùng hắn giao thủ tại kinh thành, bất quá người này cao hơn thiếu nữ kia một bậc. Nếu Lăng Thiên có người này trợ giúp thì cơ hội thoát khỏi tay hắn nhiều hơn một bậc chỉ là Lăng Thiên dựa vào sự trợ giúp của kẻ đó thì hắn đã không còn tư cách trở thành đối thủ của mình nữa. Khi đó bản thân mình sẽ không hề do dự ra tay giết chết Lăng Thiên. Cho nên từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì Thiên Lý hy vọng rằng người đó là giúp đỡ của Lăng Thiên đồng thời lại thất vọng vì Lăng Thiên sau này không phải là đối thủ của mình. Mà Lăng Thiên lại cho rằng với thiên tư hơn người của Thiên Lý và tâm tình cao ngạo của hắn thì cần gì phải mai phục một người ở đây để phong tỏa mình mà người đó tuy có thực lực kém hơn thiên lý nhưng cũng không thua mình bao nhiêu cả. Quả nhiên thiên hạ rộng lớn, nhân tài xuất hiện liên tục. Bản thân mình trước kia luôn tự cao tự đại, tin rằng quần hùng khắp thiên hạ thì không một ai có thể chống lại mình nhưng hôm qua xuất hiện một thiên lý, hôm nay có thêm một người thần bí. Thần niệm như vậy thì há có thể là hạng người tầm thường. Nếu như hắn cùng với thiên lý đi chung thì bản thân mình sợ rằng không ổn lắm. Nhưng lăng thiên liền bác bỏ suy nghĩ này, với sự cao ngạo của Thiên Lý thì hắn tuyệt đối sẽ không liên thủ với kẻ khác để đối phó mình. Nếu như hắn có ý nghĩ này thì sẽ không có thành tựu trước mắt như vậy. Cho nên người này xuất hiện chỉ là trùng hợp mà thôi. Hai người đều có suy nghĩ riêng nên cũng nhanh chóng có phán đoán riêng. Ứng biến đầu tiên của Lăng Thiên chính là hắn hạ xuống một ngọn cây tùng rồi gặp qua một bên tiếp tục di chuyển giống như du long di chuyển trên trời cao thoải mái vô cùng. Đối mặt với kẻ có thần niệm cường đại như vậy, nếu đã phán đoán kẻ này không phải là địch nhân thì sao lăng thiên lại dại dột tìm phiền toái làm gì tự nhiên hắn sẽ trốn đi rất xa nhưng lăng thiên tin rằng thiên lý chưa chắc tránh né người bận áo xanh kia thiên lý luôn luôn cô tịch cả đời này theo đuổi võ đạo mà có một nhân vật như thế xuất hiện chính là điều mà thiên lý chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu cho nên lăng thiên mới lựa chọn di chuyển như vậy nếu thiên lý có hứng thú với kẻ này dù chỉ là một chút thôi thì lăng thiên cũng có thể nhân cơ hội này bỏ trốn ngàn dặm Thật ra ý của Lăng Thiên chính là đưa thiên lý trở thành vật thử vàng, xem thử một chút lần này võ công mình tinh tiến đã đạt được cấp độ gì rồi. Đương nhiên hắn cũng tính đến phương pháp chạy trốn tốt nhất, cho dù không chống lại như cũ nhưng hắn cũng tin rằng bản thân mình có đủ thủ đoạn để tự bảo vệ nhưng đột nhiên thần niệm này xuất hiện khiến cho Lăng Thiên hoàn toàn bỏ qua kế hoạch cũ. Nữ tử áo xanh này cho dù không phải là bằng hữu của Lăng Thiên nhưng vẫn khó có thể phân biệt là địch hay là bạn. Lăng Thiên tự biết chuyện của mình Mặc dù bây giờ bản thân đã rời xa lăng ra nhưng vô tình đã hình hành trên người mình một tiêu điểm. Giang Sơn lệnh chủ đuổi giết cùng với thân phận đặc thù của mình đã khiến cho khối kẻ mơ ước. Trong đó không ít thành phần, thừa nước đục thả câu. Nữ tử này mình không biết được đối phương là ai, nếu vậy nàng làm như thế nào cũng không có người biết được. Thời khắc như vậy tuyệt đối không thể mạo hiểm được và cũng không phải là lúc mạo hiểm. Bóng người trên cây nhìn thấy Lăng Thiên đi ngang qua với ánh mắt lạnh nhạt nhưng đột nhiên cả người run rẩy khi thi triển thân pháp chuyển hướng. Kinh Long thần công, nữ tử bận áo xanh đó kêu lên một tiếng thất thanh, ánh mắt của nàng kinh hãi vô cùng, ngay cả người cũng muốn hóa đá. Trong lòng trăm ngàn tư vị hỗn tạp, có mừng rỡ, có mất mát, có tiếc nuối, thân thể run nhẹ nhẹ như chiếc lá rơi trong làn gió, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng vào phương hướng Lăng. Thiên rời đi như kích động vô cùng đột nhiên lăng thiên tăng tốc khiến cho thiên lý kinh ngạc không thôi thiên lý không có cảm thấy hứng thú chút nào với kẻ đứng ở bên dưới kia điều này nằm ngoài dự đoán của lăng thiên cho dù nàng võ công nghịch thiên như thế nào đi nữa cũng là một nữ tử bình thường thôi nam nhân tốt không đấu với phụ nữ trong lòng thiên lý nghĩ như vậy nên không dừng lại chút nào cả lực hấp dẫn của nàng đối với thiên lý mà nói thì còn thua xa lăng thiên về tình về lý về người về mình thiên lý sẽ không dễ dàng bỏ qua cho lăng thiên nên hắn đối mặt với nữ tử thần bí này hoàn toàn làm ngơ, không chút buông lỏng truy tung lăng thiên. Thấy lăng thiên đột nhiên ra tốc nên thiên lý cười lớn, lăng thiên, người thiếu kiên nhẫn rồi sao? Tiếng cười vang xa xa tạo ra âm thanh ầm ầm lấn áp cả tiếng gió trên không trung. Thân thể của thiên lý trong nháy mắt thôi đã nâng tốc độ đến cực hạn, điên cuồng đuổi theo. Lăng thiên, là trùng hợp hay là, là hắn? vừa nghe đến tên này thì thân thể của nữ tử bận đồ xanh kia run rẩy kịch liệt hơn đôi mắt toát ra sự thê lương kèm theo chút lệ quang nàng cắn môi nhìn hai người đã đi xa nhưng cuối cùng không thể kiềm chế được xúc động xoay người bay lên đuổi theo hai người kia dưới sự hành động kịch liệt nên nội lực cơ thể nàng toát ra ngoài khiến cho những chiếc lá cây khi nàng đi ngang qua để bị đóng một tầng băng mỏng manh loại công pháp thần kỳ mà cường đại này có chút giống với hàn băng thần công của lăng thần nhưng uy lực so với lăng thần hơn xa nhiều lắm không thể so sánh với nhau được, thấy thiên lý vẫn còn đuổi sát theo làm cho lăng thiên vỗ chán chính mình. Xem ra tác phong của thiên lý hẳn là người theo chủ nghĩa đại nam tử, thật không hiểu như thế nào mà lại không có hứng thú với một nữ cao thủ kia. Thật là thất sách mà, nghĩ đến đây nên lăng thiên thi triển thân pháp chợt trái chợt phải, cả thân thể một con cuồng long ẩn trong đám mây mù biến hóa vô cùng. Đây đúng là vương bài mà lăng thiên có thể thoát khỏi sự truy kích. Của thiên lý, tuyệt đỉnh thân pháp trong kinh long thần công linh long trí động. Trước kia Lăng Thiên bằng vào khinh công thần diệu này mới thoát khỏi sự truy kích của Thiên Lý. Thiên Lý cười lạnh một tiếng, hắn hiểu rất rõ đây là thân pháp mà Lăng Thiên sử dụng để thoát khỏi sự truy tung của hắn. Lúc trước Thiên Lý đối khinh công này đau đầu vô cùng nhưng bây giờ khác xa trước kia. Thân ảnh của Lăng Thiên đã xuất hiện trước mặt Thiên Lý, một thủ đoạn dùng hai lần nhưng sẽ không có hiệu quả như lần đầu đâu. Hai người triển khai thân pháp nhanh như tia chớp đuổi giết không ngừng, cả hai giống như hai tia chớp không ngừng truy kích lẫn nhau người nào cũng không thể nào dứt bỏ được đối phương cuối cùng lăng thiên bằng vào du long thân pháp đã lừa gạt được thiên lý đi đến bên dưới một chân núi thiên lý nhướng mày đề cao tốc độ thêm một lần nữa hắn biết dưới địa hình càng phức tạp thì cơ hội thoát thân của lăng thiên càng nhiều chỉ cần mình chậm một chút thôi thì lăng thiên đã có khả năng biến mất trong tầm mắt nhưng thiên lý tin rằng lần này lăng thiên không thể thoát thân được lúc này lăng thiên đang chạy chối chết chính là ý nghĩ của thiên lý cho nên hắn cứ thoải mái đuổi theo không tha ngay khi thiên lý vừa đi qua một ngã rẻ thì hắn đã thấy một đạo kiếm quang mang theo âm thanh duệ khiếu phóng thẳng đến chỗ hắn. Trong kiếm quang là ngàn vạn hoa cúc nở rộ tạo thành, thiên lý có thể thấy mỗi đóa hoa đều rực rỡ vô cùng. Phía sau sự xinh đẹp ấy chính là tuyệt diệt sát khí huyền thiết kiếm. Thiên lý đang tiến lên mạnh mẽ liền bị một kiếm kinh thiên này ngăn cản lại. Đúng lúc này thiên lý phát ra một tiếng trường khiếu, theo âm thanh mạnh mẽ này xuất hiện còn có một cỗ nội lực mạnh mẽ từ trong miệng phun ra ngoài, đồng thời hai tay của hắn dùng hết sức đánh ra hai trường mạnh mẽ như muốn rời núi lấp biển. Hai chân vốn đang đi về trước được thiên lý đá mạnh xuống đất khiến cho bùn đất bay lên nhắm thẳng vào lăng thiên. Dưới ba phương diện hợp lực lại mới khiến cho thiên lý dừng lại được, thiên lý vội vàng lui về sau hai bước nhưng đã không còn kịp nữa. Hắn dựa theo xu thế lui về sau rồi đột nhiên phóng lên cao như thương thiên bạch hạc bay thẳng vào không trung. chương 394, truyền thừa sang tân, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong kiếm quang truyền ra âm thanh của Lăng Thiên, "Thiên Lý, tư vị của chiêu này như thế nào? Xin mời chỉ giáo." Theo giọng nói truyền ra thì kiếm quang vốn đang đâm đến liền chuyển hướng chém lên trên, kiếm thế vẫn hùng hồn như cũ, không vì chuyển hướng kiếm mà uy thế giảm đi, ngược lại còn tăng lên ba phần nhắm thẳng vào thân hình của Thiên Lý mà truy kích. Một kiếm thật đáng sợ, một kiếm thật khí phách, nếu như Thiên Lý không ứng phó kịp thì giờ hắn đã không còn gọi là Tống Quân Thiên Lý nữa. Đáng tiếc không có, nếu như Thiên lý giống như là đã có phòng bị rồi, thân thể chưa vọt đến cao nhất đã thấy hắn hít vào một hơi rồi thở ra một ngụm khí, cười cười nói, tư vị không tồi, đáng tiếc rằng thủ đoạn đánh lén này không mới mẻ chút nào cả. Một thủ đoạn thi triển nhiều lần cũng quá nhàm chán đi. Cánh tay hắn khẽ dơ ra giữa không chung, tay phải đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Bàn tay cầm kiếm của hắn di chuyển nhanh như tia chấp, chỉ trong chốc lát thôi đã có một quang cầu được tạo thành ánh sáng do kiếm phản xạ lại đột nhiên tất cả những bóng kiếm đó hợp lại thành một kiếm có uy lực vô cùng mang theo khí thế phá trời cao nhắm thẳng vào kiếm quang của lăng tiên chém xuống. Một kiếm này như có xu thế trẻ đôi ngọn núi ra. Hai kiếm quang giao kích với nhau nhất thời tạo ra từng âm thanh, ba ba, liên tục giống như là bọt nước võ tan. Hai kiếm kinh thiên động địa vậy mà khi va chạm nhau chỉ phát ra âm thanh nhỏ xíu như hai đứa trẻ con chơi đùa với nhau. Kiếm quang phản xạ lại ánh sáng mặt trời toát ra ánh sáng chói mắt, phía sau là thiên lý với bộ áo xanh bay phất phơ dưới làn gió đuổi theo lăng thiên không bỏ. Lăng thiên di chuyển đến một cây đại thụ nhanh như tia chớp, mũi kiếm khẽ điểm lên đó liền mượn lực xoay người lại công kích, kiếm quang của lăng thiên nở rộ ra ba trượng xung quanh đó giống như một đóa hoa rực rỡ. Thanh quang chợt lóe lên, trường kiếm của thiên lý đuổi đến giống như là lưu tinh cản nguyện mạnh mẽ xông vào thế kiếm của lăng thiên không chút cố kỵ nào cả. Cheng 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 chen chen âm thanh hai kiếm va chạm với nhau vang lên không ngừng. Đột nhiên, bịch một tiếng thật lớn giống như là hai người đối trưởng với nhau vậy, tiếp theo là âm thanh đau đớn của cả hai vang lên. Kiếm quang dần tiêu tán đi để lộ ra hai thân ảnh bên trong đó. Ngay lúc này hai thanh trường kiếm của cả hai vốn đang tương giao lẫn nhau liền phát ra âm thanh nổ vang thật lớn khiến cho cây cỏ xung quanh hỗn độn vô cùng. Thì ra hai người từ khi so kiếm đến giờ vẫn ngừng tụ nội lực lại không phát tán ra xung quanh, đến bây giờ mới bạo phát tạo ra cảnh tượng hoang tàn. Lăng thiên cầm trường kiếm trong tay thân thể không động đậy gì đứng lên cây đại thụ kia, gương mặt xám ngắt không còn giọt máu, khóe miệng còn một tia máu tươi đang chảy xuống dưới, thậm chí quần áo trắng như tuyết trên người cũng có vài chỗ rách nát. Dưới sự xâm lấn của nội lực thiên lý khiến cho lăng thiên cảm giác khó chịu vô cùng. Nhưng cho dù là như vậy thì ánh mắt của lăng thiên vẫn tỉnh táo và lạnh lùng vô cùng. Thiên lý cách đó nằm trường với một bộ quần áo xanh đang đứng trên một. Nhánh cây nhỏ như ngón út. Nhánh cây bị gió thổi thì thân thể của hắn cũng phập phồng theo đó, thân sắc có chút tán thưởng nhưng cũng có chút không thể tin tưởng được. Tiến cảnh võ công của Lăng Thiên khiến cho hắn cảm giác ngoài ý muốn vô cùng, chỉ mới mấy ngày không gặp thôi mà lần giao chiến này hắn đã có thể bức bản thân mình dùng ra tám thành công lực, ngay cả Càn Khôn Tam Tuyệt kiếm, gia truyền rất ít sử dụng cũng dùng ra một kiếm. Nhưng hắn chỉ có thể bước lui Lăng Thiên mà thôi, mặc dù chiếm thượng phong, thậm chí còn dựa vào kiếm khí khiến cho Lăng Thiên bị thương nhưng cuối cùng vẫn không thể đánh chết hắn được nhìn lăng thiên bị thương thế không nhẹ kia nhưng vẫn còn lực lượng để liều mạng. Tiểu gia hỏa này thật sự không đơn giản chút nào à, không hổ là người có thể thực hiện được nguyện vọng của ta. Thông qua lần giao thủ này thiên lý đã phát hiện ra một sự thật kinh người đó chính là hai trưởng pháp. Thậm chí là nội lực công pháp của Lăng Thiên đều đạt đến trình độ kinh thế hãi tục, có một không hai tại đương thời này. Nhất là công pháp có nội lực kỳ dị như vậy khiến cho hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Đây là một sự thật khó thể nào tin tưởng được phải biết rằng vô thượng thiên trải qua ngàn năm truyền thừa đến nay lần trước nghe diệp khinh trần kể lại hắn còn cho rằng diệp khinh trần quá mức đề cao kẻ hậu bối này bất ngờ rằng khi chính mình đối mặt mới biết được võ công này tinh diệu như thế nào đơn độc về sự tinh diệu của chiêu pháp thôi đã thắng sự truyền thừa ngàn năm của vô thượng thiên đây là một sự thật không thể nào phủ nhận được thiên lý tin rằng thân pháp khinh công thần kỳ mà lăng thiên thi triển kia chính là lấy công pháp nội lực ấy làm cơ sở mới thi triển được mà chính mình với kinh nghiệm chiến đấu không biết bao nhiêu năm và nội lực thâm hậu hơn nhiều so với Lăng Thiên phối hợp với linh giác nhạy bén khi tiến vào cảnh giới võ đạo phối hợp với tuyệt đỉnh khinh công đương thời, tất cả những điều đó hợp lại một chỗ mình mới có khả năng truy tung Lăng Thiên. Nếu như thiếu đi một phần thì thì sợ rằng bây giờ mình không biết Lăng Thiên đã đi đâu rồi. Mà để cho Thiên Lý cảm thấy thần kỳ chính là công pháp nội lực của Lăng Thiên không hề có trong ghi chép của Vô Thượng Thiên nên biết rằng Vô Thượng Thiên trải qua ngàn năm nghiên cứu võ công trên Giang Hồ nên cũng đã tập hợp được số lượng võ công kinh người. Không nói công pháp siêu diệu này của hắn, thậm chí ngay cả tính chất của nó thiên lý cũng chưa từng nghe qua. Chỉ cần bộ công pháp này từng xuất hiện trên Giang Hồ thì trong điển tịch của Vô Thượng Thiên nhất định sẽ có. Cho dù là, của ma đại pháp, của ma đầu huyết tẩy thương khung nhâm bình sanh tại ngàn năm trước thì Vô Thượng Thiên cũng có ghi chép. Như vậy chỉ có một giải thích thôi, công pháp này chưa từng xuất hiện trên Giang Hồ trước đây hắn xem không kỹ điều này mà hôm nay nghĩ lại khiến cho thiên lý chấn kinh hắn vừa nghĩ đến một trưởng lạnh như băng kia như muốn đem máu toàn thân đông cứng có thể là từ công pháp thiên biến vạn hóa của lăng thiên tạo thành kỳ công như vậy thì tại sao trước giờ không có xuất hiện trên giang hồ điều này nói lên cái gì còn có nếu như chưa từng đi lại trên giang hồ thì trưởng pháp siêu tuyệt kia là sao một bộ thần công truyền thừa không xuất hiện trên giang hồ nhưng chiêu thức ấy không có mấy trăm năm ngưng luyện ngàn năm cô động thì sao có thể đạt đến tình trạng n lăng thiên có lai lịch gì tất cả đều rất quỷ dị rất thần bí không thể nào giải thích được chẳng lẽ trên thiên hạ này còn có một môn phái thần bí đang ẩn tàng sao đôi mắt của thiên lý nhìn lăng thiên có chút biến đổi mặc kệ như thế nào đi nữa thì đánh chết lăng thiên chính là sứ mạng cao nhất của giang sơn lệnh cho dù có đưa đến sự trả thù điên cuồng của thế lực kia thì cũng tốt thôi huống chi có địch nhân cường đại đến cũng là một chuyện không tồi chút nào Hiển nhiên Lăng Thiên không biết chỉ trong nháy mắt này mà trong lòng Thiên Lý lại có suy nghĩ như vậy, hắn nhẹ nhàng xoa xoa máu tươi trên miệng. Khi vừa khẽ vận khí thì hắn cảm thấy trong kinh mạch không chút trở ngại nào cả nên mừng rỡ vô cùng. Đến bây giờ hắn cũng tin tưởng rằng võ công của mình đã tiến triển rất nhanh. Chỉ ba ngày trước thôi mình tốn hết thiên thời địa lợi mới mai phục thiên lý nhưng bây giờ cùng quấn chiến với thiên lý lâu như vậy mặc dù cũng rơi xuống hạ phong, mặc dù bị hộc máu với nội thương nhưng đây là đánh nhau trực diện. Vốn hắn cho rằng thiên lý có thực lực giết mình nhưng bây giờ hắn đã có thể cùng đánh một trận với thiên lý rồi. Lăng thiên cảm giác được công pháp nội lực của mình không có đột phá tầng thứ 10 nhưng cảnh giới võ công đã đột phát một loại cảnh giới thần bí. Giống như là giác ngộ mộ vậy, một loại cảm giác vi diệu vô cùng. Loại cảnh giới này ở kiếp trước hắn chưa từng cảm thụ qua lần nào. Hai người đối diện nhau mà đứng, trong lòng đều có suy nghĩ riêng nhưng không một ai phát hiện một bóng người màu xanh với khinh công tuyệt đỉnh đang ẩn thân phía sau một gốc cây đại thụ đôi mắt nhìn về phía lăng thiên tràn đầy sự phức tạp ánh mắt đó như nhìn xuyên hồng trần ngàn năm nhìn thấy triệt để luân hồi cửu thế ánh mắt của lăng thiên giống như hai tia điện lạnh lùng nhìn thiên lý mỉm cười thiên lý hình như ta phát hiện ra chuyện thỏa mãn nguyện vọng của ngươi đã không còn khó khăn lắm ta cũng đồng ý đáng tiếc ta muốn nói cho ngươi rằng vẫn chưa được đâu thiên lý cười lạnh nói công pháp của ngươi kỳ dị thân pháp kỳ dị kiếm pháp kỳ dị tất cả những điều đó chính là ưu điểm của ngươi và cũng là điều mấu chốt để ngươi có thể bảo vệ tánh mạng nhưng mà đó cũng là khuyết điểm của ngươi vạn vật trên thế gian này đều có điểm tệ hại kèm theo công pháp thần dị như vậy nếu như dần dần tiến vào thì có thể đạt bước vào nhóm tuyệt đỉnh cao thủ đương thời nhưng kể từ đó cũng đã hạn chế bản tính của chính ngươi công pháp mặc dù tốt nhưng không phải của ngươi kiếm pháp mặc dù tinh diệu nhưng cũng như vậy cho dù ngươi lĩnh ngộ sâu hơn nữa cũng là do tiền bối làm ra mà thôi không phải do ngươi ngươi chỉ kế thừa trí tuệ của tiền nhân mà không có sự sáng tạo của chính mình mà ta đã có thể dung hợp tất xê võ công của vô thượng thiên để tạo thành một công pháp của riêng mình. Với công pháp ta nghĩ ra thì cho dù ngươi có cố như thế nào đi nữa thì ngươi cũng thua, không có bất kỳ điều may mắn nào cả. Thiên lý hãnh diện vô cùng, ta muốn giết ngươi vẫn dễ dàng như cũ. chương 395, Tránh diện ngạnh hám. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lăng thiên ngẩn người, nếu như những lời này mà người khác nói thì lăng thiên sẽ khinh thường vô cùng, thậm chí sẽ cười nhạt nhưng những lời này chính là do đệ nhất cao thủ đương thời thiên lý nói làm cho lăng thiên không thể không coi trọng được. Hắn tin rằng thiên lý sẽ không vì giảm đấu trí của mình xuống mà nói bởi vì hắn không cần. Chỉ với vài câu nói đơn giản này thôi khiến cho lăng thiên cảm giác chướng ngại ở trong lòng dưới vài câu nói của thiên lý nhất thời sụp đổ hoàn toàn, lăng thiên cười to có đạo lý. Có đạo lý, ha ha ha, thiên lý không hổ là đệ nhất cao thủ đương thời chỉ vài câu nói đơn giản của ngươi thôi đã khiến cho ta giải quyết được vài vấn đề phức tạp ta không thể không nói cho ngươi một chữ phục ta thật sự muốn cảm tạ ngươi ừ vì báo đáp mấy câu nói đó của ngươi ta sẽ cố gắng hết sức hoàn thành tâm nguyện của ngươi thiên lý giờ khóc giờ cười hắn có thể nghe ra mấy câu này lăng thiên nói chính là lời nói tận lòng của hắn nhưng nghe câu cuối hắn lại có cảm xúc muốn vặn cổ tên tiểu tử này cái gì hoàn thành tâm nguyện của ta đó chính là ngươi muốn bảo vệ mạng nhỏ mà đã như vậy thì cho ta xem thử nội lực của ngươi đã đột phá đến cảnh giới gì rồi. Có năng lực gì mà muốn hoàn thành tâm nguyện của ta? Thiên lý lạnh lùng nói, trường kiếm trong tay rung lên muốn phi thân lên tấn công nhưng đột nhiên biến sắc, thân thể dừng ngay tại chỗ. Trường kiếm trong tay hắn đột nhiên phát ra vài tiếng, đinh đinh, rơi trên mặt đất. Trường kiếm của thiên lý chính là tinh cương bách luyện tạo thành, có thể nói là cứng cỏi cực kỳ, Thanh kiếm này theo bản thân hắn đã nhiều năm chưa từng bị tổn thương lần nào cả nhưng trên trường kiếm của Lăng Thiên có một lớp huyền thiết kiếm phong. Như vậy trường kiếm của hắn sẽ sắc bén hơn Thiên Lý rất nhiều. Nếu không phải Thiên Lý có nội công thâm hậu thì sợ rằng trường kiếm của Thiên Lý sớm đã bị Lăng Thiên chặt đứt rồi. Tuy có thể chống đỡ thời gian dài như vậy nhưng cuối cùng dưới kiếm khí mạnh mẽ của huyền thiết kiếm và toàn thân công lực của hai người hợp lại nên không nhịn được bị gãy nát. Ngay cả trong tay không có kiếm nhưng lấy mạng người cũng không hề khó chút nào. Đôi mắt thiên lý nhìn thanh kiếm làm bạn của mình hơn 10 năm mà tràn ngập cảm tình, một lúc lâu sau liền quay đầu nói với lăng thiên. Lăng thiên cười lớn, thiên lý đau lòng sao? Thanh bảo kiếm này đã theo người bao nhiêu năm rồi? Đôi mắt của lăng thiên toát ra sự châm trọng mạnh mẽ nhìn thẳng vào thiên lý. Cảm tình chợt hiện lên vừa rồi của thiên lý đã bị giác quan nhạy cảm của lăng thiên nắm giữ nên trong lòng khẽ truyền. Từ ánh mắt tràn đầy cảm tình thiên lý nhìn về thanh kiếm kia thì lăng thiên đã xác nhận võ công của thiên lý đã đạt gần đến một cảnh giới thần bí. Có thể nói bây giờ Lăng Thiên chỉ cần nói một câu thôi, Thiên Lý lập tức giác ngộ tiến vào cảnh giới thần bí kia, nhưng Lăng Thiên không muốn làm như vậy. Thiên Lý chỉ điểm võ công cho Lăng Thiên bởi vì Thiên Lý tự tin rằng võ công của Lăng Thiên vô luận rằng tinh tiến như thế nào đi nữa cũng không có. Khả năng chỉ trong thời gian ngắn là có thể đối kháng với hắn, hắn làm vậy chỉ là từ khía cạnh tán thưởng khả năng võ học của Lăng Thiên mà thôi. Thậm chí Thiên Lý còn mong muốn cho Lăng Thiên tiến bộ nhanh hơn một chút nữa nhưng lăng thiên chỉ điểm võ công cho thiên lý thì chẳng khác gì đi tìm tử lộ. Thiên lý bây giờ không phải là người mà lăng thiên có thể đối phó được. Nếu hắn có đột phá thì lăng thiên không có chút hy vọng trốn thoát được. Lăng thiên chỉ điểm cho thiên lý thì thả hắn đi tự sát còn tốt hơn cho nên ánh mắt của lăng thiên chợt lóe lên mà vẫn không nói gì cả. Lăng thiên, không biết thanh kiếm trong tay ngươi còn kiên trì được bao lâu. Thiên lý lạnh lùng nhìn hắn, thì ra thừa thiên mính yên lâu là thủ hạ của ngươi, còn ngươi lại có biện pháp luyện huyền thiết chỉ bất quá thanh kiếm trong tay ngươi có thể chống đỡ được nội lực của ngươi sao? Thanh kiếm của ngươi dùng huyền thiết bao quanh bên ngoài chứ không phải là do huyền thiết tạo thành. Lăng thiên cười lớn, kiếm của ta nếu có linh nhất định sẽ cảm thấy vinh dự vô cùng bởi vì hắn có thể đồng quy vô tận với thanh kiếm của Giang Sơn lệnh chủ. Chẳng phải rất vinh dự sao? Thân sắc của thiên lý lạnh lùng quát, vậy ngươi cũng đi theo thanh kiếm của ta đi. Nói xong liền bay lên như đại bàng dương cánh che kín mặt trời thiên tuyệt địa diệt, mãi đến lúc này thiên lý mới dùng bản lĩnh thật của hắn. Một kích này mạnh mẽ hơn cả, càn khôn tam tuyệt kiếm. Xu thế này khiến cho người ta cảm giác được bốn phía đều bị những ngọn núi cao đè ép lại. Bầu trời vẫn xanh như cũ nhưng trong cảm giác của lăng thiên không giống như vậy. Hắn cảm giác thiên địa đều bị thiên lý che kín hoàn toàn, mỗi một góc một điểm xung quanh đều có mang đến một tin tức duy nhất. Đó là tử ý, không khí bốn phía như bị ngưng trệ, trong lúc nhất thời lăng thiên cảm giác hít thở không thông chút nào. Đây quả là thần công đoạt thiên địa tạo hóa, tốn quân thiên lý không hổ là giang sơn lệnh chi chủ. Thần sắc của lăng thiên ngưng trọng vô cùng, cổ tay run lên, nội lực cả người bộc phát ra khiến cho trường kiếm trong tay bạo vỡ thành những thiết phiến nhắm vào thiên lý như cuồng phong. Đồng thời vai phải run lên bắn ra ba miếng ngân châm. Ngân quang chợt lóe lên bắn thẳng vào đôi mắt của thiên lý. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Thiên lý không thèm trách mà chỉ giơ hai tay đánh ra hai trưởng khiến cho những mảnh vỡ của thanh kiếm kia còn chưa kịp chạm vào quần áo đã bị hắn đánh bay ra ngoài. Hai tay của thiên lý tàn đầy nội lực muốn tiếp xúc với thân thể của lăng thiên, một khi đánh chúng thì lăng thiên có bản lĩnh cỡ nào đi nữa cũng không thể không có chuyện gì. Thế nhưng lăng thiên vẫn không biết sống chết giơ hai tay lên không không chung nhắm vào thiên lý đánh ra. Khóe miệng còn lộ ra một nụ cười nữa, nhưng vào lúc này đột nhiên thiên lý biến sắc, hai tay thu lại quát lớn, lăng thiên, tiểu tử hèn hạ kia, không ngờ còn xuất ra ám chiêu này. Hắn không cùng đối trưởng với lăng thiên mà tránh khỏi nơi đó ba trượng, hai ống tay áo được hắn quán chú nội lực vào vội vàng phất ra ngoài, thần sắc có chút bối rối. Đinh đinh đinh, ba âm thanh tinh tế vang lên, thiên lý nhìn lăng thiên trầm giọng từ chỗ nào mà ngươi lấy được nhiều ám khí ác độc như thế. Trong giọng nói có chút hồn hền, trên trán cũng có vài giọt mồ hôi lạnh chảy ra. Một kích vừa rồi khiến cho vị tống quân thiên lý này còn sợ không thôi. Như thế nào, Tư vị không dễ chịu chút nào hết phải không? Lăng Thiên cười lớn nhưng trong lòng vẫn sợ hãi không thôi. Chỉ có Lăng Thiên biết ám khí vừa rồi của mình mạnh mẽ và bá đạo ra sao. Dưới tình huống bất ngờ như vậy mà Thiên Lý vẫn có thể tránh né được. Trước kia Lăng Thiên cũng dùng ngân châm đánh lén Thiên Lý nhưng lần nào Thiên Lý cũng dễ dàng giải quyết. Chỉ là ba miếng ngân châm này khiến cho Thiên Lý bị lật thuyền trong mương, làm cho hắn bị tiêu hao lượng lớn nội lực. Khi hóa giải ba miếng ngân châm đó đã khiến cho lưng hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh ba miếng ngân châm này và số ngân châm lăng thiên dùng trước kia không giống nhau đây chính là do lăng thiên dùng tinh hoa của ngọc phách hàn tinh tạo ra một đường cong nhỏ bé tinh vi vô cùng chuyên dùng để phá nội ra chân khí nếu có người dùng nội lực đối phó nó thì nó có thể theo phương hướng của nội lực đâm sâu vào người dùng nội lực càng mạnh thì tốc độ của nó càng nhanh chỉ cần ba miếng ngân châm đó xuyên qua da là có thể theo mạch máu tiến vào trong tim cho dù là tuyệt đại tông sư chỉ cần chúng ngân châm thì chỉ biết nhắm mắt chờ chết thôi. Độc khí như vậy với tài lực và nhân lực của Lăng Thiên cũng chỉ có thể luyện thành 10 miếng mà thôi nên cũng có thể thấy được thứ này khó luyện chế như thế nào. Khi Thiên Lý phát trưởng ra thì đã thấy ngân châm đó như có tính mạng vậy, đột nhiên phá vỡ sự phong tỏa nội lực của mình, chỉ trong nháy mắt đã tăng gấp 3 lần tốc độ ban đầu chui vào trong lòng bàn tay của mình mà bất kể nội lực mạnh mẽ. Trong lòng Thiên Lý kinh sợ vô cùng. Nhất thời phát hiện đặc biệt của ba miếng ngân châm này liền vội vàng lui lại nhưng ngân châm vẫn đuổi theo không buông tha chút nào cả, tốc độ của ngân châm so với tốc độ của thiên lý muốn nhanh hơn một phần. Dưới sự bất đắc dĩ hắn mới biết đây là ám khí chuyên phá nội ra chân khí nên không dám dùng tay không để tiếp nữa mà mạnh mẽ để tụ tiên thiên công lực vào ống tay áo khiến cho nó trở nên cứng rắn như thiết bản đánh ba miếng ngân châm kia lệch khỏi quỷ đạo mới tránh khỏi một kiếp. Nhưng như vậy thì ba miếng ngân châm vẫn đi trượt qua làn da của hắn mới cắm lên trên mặt đất chỉ đào mắt thôi mà vị giang sơn lệnh chủ này đã đi dạo một vòng trước quỷ môn quan trong lòng thiên lý xuất hiện cảm giác vừa đi chào hỏi với tử thần một lần khiến cho vị đệ nhất cao thủ này cảm giác được sự sợ hãi tử vong đã lâu lắm rồi không xuất hiện lại tiểu gia hỏa này quá mức ác độc mà trong lòng thiên lý tức giận vô cùng đang muốn công kích thì thấy lăng thiên phát ra một tiếng trường khiếu nhắm vào vị đệ nhất cao thủ tấn công lăng thiên vung hai tay lên tay trái hướng về bên hông một chảo tay phải bỏ vào trong lòng nhất thời vô số bóng trắng chợt lóe lên bao phủ thiên lý vào trong đó. Trong tay trái của lăng thiên chính là đai lưng trên người hắn, chỉ rung lên một lần thôi đã đánh ra bóng trắng đầy trời. Trong tay phải là một thanh đoạn kiếm lấp lóe hàn quang. Trong ngàn vạn bóng trắng kia còn lẫn theo kiếm quang sắc bén nhắm thẳng vào thiên lý. Hai kiện binh khí một cứng một mềm, phân tâm nhị dụng như hai lăng thiên đồng thời tấn công khiến cho uy lực tăng mấy lần. Thân hình tung hoành huy vũ, Lăng Thiên với một bộ áo bảo trắng giống như một đám mây từ trên cao mạnh mẽ buông xuống. Thế công mạnh mẽ bá đạo này so với thiên lý vừa rồi chỉ hơn chứ không hề kém chút nào cả. chương 396, Quỷ kế đa đoan. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Thiên lý biến sắc, dùng hai tay không tiến lên ngăn cản thế công của Lăng Thiên lại, hắn dùng một chiêu không hề chút nào cả. Nhưng do vừa rồi thi triển sát chiêu, thiên tuyệt địa diệt, và toàn lực tránh né, tẩu mạch ngân châm, nên công lực tiêu hao rất nhiều khiến cho thiên lý dưới thế công này của lăng thiên bị rơi vào hạ phong. Ba ba vang lên hai tiếng, song trưởng của thiên lý cùng với đai lưng của lăng thiên va chạm với nhau khiến cho thiên lý cảm giác hai tay tê dại nên trong lòng giận dữ vô cùng. Đai lưng của lăng thiên vậy mà ẩn giấu huyền bí, trong đó, giống tơ tầm nhưng lại không phải, giống kim loại nhưng cũng không phải kim loại. Mặc dù mềm mại giống như những vải vóc bình thường nhưng sự dẻo dai và mạnh mẽ đến cực điểm song trưởng hùng hồn của thiên lý vậy mà bị đai lưng mềm mại kia hóa giải hoàn toàn, thậm chí còn có thể phản công trở lại nữa. Thiên lý nào đâu biết rằng đai lưng này nhìn bề ngoài không hề thay đổi gì nhưng đây là do lăng thiên dùng 5 năm thời gian lợi dụng thế lực cường đại của lăng thiên đi lục soát khắp thiên hạ tìm kiếm từng sợi thiên tàm thi mới tạo thành. Nước lửa không xâm phạm, có cương có nhu biến hóa khó lường. Cùng với ba miếng ngân châm chuyên phá nội ra cương khí kia chính là tuyệt kỹ bảo vệ táng mạng cuối cùng của lăng thiên. Đai lưng của Lăng Thiên Huy Vũ linh động như linh xà, ngay từ đầu phát ra âm thanh hưu hưu, nhưng cuối cùng âm thanh hợp tạo thành một tiếng gào thét rung trời giống như một cánh cửa nơi địa ngục vừa mở ra liền truyền âm thanh của vạn lệ quỷ đồng thời rít gào. Dưới chiêu pháp quỷ dị này dưới ánh nắng mặt trời chiếu rực rỡ vậy mà lại toát ra âm khí âm sâm như dưới hoàng tuyền địa ngục truyền lên vậy. Khuynh lực nhất bác, đây mới chính là toàn bộ thực lực của Lăng Thiên, từ lúc chào đời đến nay thì đây là lần đầu tiên hắn phát huy ra. Công pháp quỷ dị, thân pháp quỷ dị, binh khí quỷ dị. Trong đó còn kèm tầng tầng lớp lớp ám khí bay thẳng về phía thiên lý không ngừng. Thế công giống như là thiên la địa võng, giống như sóng chiều nơi biển rộng không ngừng vỗ bờ liên miêng không dứt. Sắc mặt của thiên lý đã khôi phục sự bình thản, thân thể gầy yếu như núi cao đứng bất động đó, đôi mắt phát ra tinh quang rực rỡ nhìn vào thế công của lăng thiên mà hóa giải từng chiêu thức không hề hoãn loạn. Đột nhiên lăng thiên bộ phát toàn khiến cho xu thế vừa công vừa thủ của thiên lý biến đổi trở về hạ phong chỉ có thể thủ thôi mặc dù thiên lý chỉ thủ thôi không hề tấn công nhưng dưới hồn của hắn khiến cho chân khí phản kích lại làm cho lăng thiên khó chịu vô cùng thế công của lăng thiên quỷ dị khó lường nhưng thế thủ của thiên lý lại kín như lưới trời không thể chê vào đâu được đừng nhìn cảnh tượng bên ngoài của lăng thiên như có vẻ đứng ở thế công hoàn toàn nhưng trong lòng hắn lại kêu khổ không ngừng vô luận là bên công hay thủ đều không thoải mái và lơ đãng chút nào cả tất cả đều dùng toàn lực ứng phó nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ không thể kéo dài như thế này mãi được Lăng Thiên quyết định không thể cứ tiếp tục dây dưa như thế này nữa, hiện tại hắn còn không nhiều nội lực lắm nên một khi kéo dài quá sẽ bất lợi cho bản thân. Một khi thiên lý có thể chuyển thế thủ sang công thì khi đó Lăng Thiên sẽ gặp phải tình huống rất bất lợi, thậm chí còn bị khốn trong cửa tử nhất sinh nữa. Nghĩ đến đây nên Lăng Thiên phát ra một tiếng rít tận trời, vốn thân ảnh rất mờ mịt nhưng đột nhiên lại ra tốc lần nữa khiến cho thiên lý cảm thấy áp lực quanh thân mình tăng mạnh giống như một long quyển phong từ trên trời giáng xuống thân thể mình, đồng thời đai lưng của lăng thiên như kiếm như phủ lại có lúc mềm như vải khiến cho thiên lý vất vả vô cùng nhưng kinh nghiệm trong chiến đấu của hắn rất phong phú mặc dù thế công của lăng thiên rất ác liệt nhưng đã bắt đầu yếu dần thậm chí có vẻ kiệt lực chỉ cần hắn ổn định thêm một chút nữa thì sẽ đến lúc xui xẻo nhưng thiên lý không muốn làm như vậy bởi vì tiến công vĩnh viễn mới là thể phòng thủ tốt nhất lấy mạnh mẽ phá mạnh mẽ ngay khi lăng thiên thi triển một kích cực mạnh thì hắn đánh bại mới khiến cho lăng thiên biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên thiên lý kêu khẽ một tiếng, ban đầu giống như tiếng huyết gió nhỏ thôi nhưng cuối cùng nó kéo dài liên tục và lớn dần giống như tiếng rồng ngâm. Thân thể gầy gò của hắn chợt di động, nhất thời khắp bốn phía xuất hiện chín thiên lý giống nhau như lúc đang giơ hai tay ra trưởng về phía lăng thiên. Chí cao trưởng pháp của vô thượng thiên cửu cửu liên thai. Chiều này vừa xuất ra khiến cho phong vân biến sắc. Thân ảnh của lăng thiên như hóa thành trăm ngàn ảo ảnh nhưng bây giờ thiên lý huy hóa ra chín người chân thật như bản tôn mỗi một thân ảnh đều đánh ra trưởng lực mạnh mẽ vô kiên bất tồi thế công này không phải là ảo ảnh mà là thực thể đây mới chính là công pháp tối cường của vô thượng thiên Hưu một tiếng thân ảnh của lăng thiên đầy trời tiêu diệt hoàn toàn làm lộ ra chân thân của lăng thiên hắn đối mặt với thiên lý với vẻ mặt nghiêm túc vô cùng đai lưng bằng thiên tàm thi trong tay giống linh long bái vĩ phát ra âm thanh bén nhọn vô cùng đồng thời hắn không ngừng lui về phía sau giống như u linh chín thân ảnh thiên lý đột nhiên biến mất một cái và đồng thời lúc đó xuất hiện một trường lực mạnh mẽ lên đai lưng của lăng thiên khiến cho đai lưng giống như con linh xà bị đánh trúng tất thứ bảy lập tức yếu vô cùng. Sắc mặt của lăng thiên đầu tiên là đỏ lên nhưng chỉ trong nháy mắt đã trắng như tuyết vội vàng bay ngược ra sau. Thân ảnh thứ hai biến mất, lăng thiên cảm giác có một cỗ công lực mạnh mẽ lặng yên tiến tới làm cho lăng thiên chấn động cả người. Thân ảnh thứ ba biến mất, lăng thiên cứ như vậy thối lui 8 lần, khóe miệng tràn ra máu tươi, gân cốt cả người như muốn đứt đoạn, thần quang trong mắt có chút tán loạn. hiển nhiên hắn đã bị thương không nhẹ chút nào. thiên lý thở dài một tiếng có chút tiếc hận. lăng thiên, việc đã đến nước này rồi thì buông tha đi. thân ảnh cuối cùng không có biến mất mà đuổi theo lăng thiên như lưu tinh cản nguyệt. người chưa đến nhưng trưởng lực đã mạnh mẽ đè ép lăng thiên. một trường này mạnh mẽ gấp ba lần tám trường trước kia. một trường tuyệt sát, thân thể lăng thiên khẽ dừng lại một chút, đôi mắt toát ra sự trầm tĩnh một trận hôm nay lăng thiên đã hiểu rõ tiến cảnh võ công của hai người nên lúc này hắn không tiếp tục chạy trốn nữa tiếp theo có thể chạy thoát được thiên lý hay không thì chỉ dựa vào ngay bây giờ thôi tìm đường sống trong đờ chỉ thấy thân thể của lăng thiên đang bay ngược về sau đột nhiên dừng lại hai tay loạn vũ giống như đang đẩy một vật nặng trăm ngàn cân về phái trước một trường cực mạnh của lăng thiên được hắn toàn lực đánh ra ngoài khiến cho nhiệt độ xung quanh tăng mạnh làm cho cây cỏ khô héo dần trong nháy mắt Lăng Thiên đã đưa Kinh Long thần công trở thành thuộc tính trí dương trí nhiệt. Một trường này mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn hướng về thiên lý. Cùng lúc đó, kim quan trên đầu Lăng Thiên phát ra âm thanh, bịch, một tiếng, mái tóc đen của hắn bay phất phơ. Ẩn trong đầu tóc đen đó có ba điểm kim quang chợt lóe lên rồi biến mất. Trong tóc Lăng Thiên có cất dấu ám khí tuyệt độc vô cùng. Ánh mắt của thiên lý chợt lóe lên, thần quang trong mắt bắn ra như muốn hóa thành thực chất. Hắn đối với ám khí quỷ dị của Lăng Thiên sớm đã có đề phòng rồi, cho dù một chiêu này sắp đắc thủ hắn cũng lưu lại ba phần để phòng ngừa. Đột nhiên hắn dừng thân hình lại rồi xoay tròn giữa không trung phát ra kình khí mạnh mẽ khiến cho cây cỏ từ dưới đất bay lên xoay quanh hắn. Âm thanh răng rắc vang lên không ngừng, một ít nhánh cây gãy bay lên hợp vào vòng xoáy quanh thân của hắn tạo thành một tầng bảo vệ dày. Không nói đến ba miếng ngân châm kia, cho dù là có một trăm ngàn lực sĩ đồng thời ném thương ra sợ rằng không thể nào xuyên thấu được, Đồng thời song trưởng của thiên lý không hề dừng lại chút nào cả, một trưởng một trưởng được hắn đánh ra ngoài liên tục. Hai trưởng đầu tiên hắn cảm giác bị trầm xuống như đã tiếp xúc với công lực của lăng thiên nhưng những trưởng sau đó hoàn toàn đánh hụt giống như là đánh vào không khí nhưng nhiệt độ xung quanh ngày càng cao giống như lăng thiên không ngừng công kích. Thân thể thiên lý bay thẳng lên không, hắn mượn ngoại lực ngăn cản ba kim quang kia của lăng thiên. Trong lòng thiên lý cho rằng ba điểm kim quang kia nhất định giống với ba ngân châm lúc trước chuyên phá nội ra cương khí. Cho dù là Thiên Lý cũng phải cẩn thận đối phó, nhưng đến lúc này đột nhiên hắn vẫn chưa cảm giác có gì dị thường nên có chút thiếu kiên nhẫn. Phối hợp với nhiệt độ xung quanh ngày càng cao nên hắn không biết Lăng Thiên đang làm trò gì nên hái nhiệt thân ra. Vừa thấy cảnh tượng trước mặt khiến cho đôi mắt của Thiên Lý muốn lồi ra ngoài. Trước mắt hắn là một bin lửa, Lăng Thiên chọn nơi này là vì nó là một mảnh tùng bách rất dễ cháy dưới kinh long thần công của lăng thiên được hắn chuyển đến thuộc tính trí dương trí nhiệt chẳng khác nào đổ dầu vào lửa khiến cho lửa cháy hừng hực cao đến mấy trượng luôn dưới chân thiên lý có một nhánh cây toát ra ba điểm kim quang nho nhỏ thiên lý nhìn chăm chú vào đó thì thức muốn điên lên ba miếng kim châm này là ám khí hết sức bình thường chứ có phải là ám khí cực độc như hắn suy nghĩ đâu ánh lửa chiếu vào đó phát ra kim quang chợt lóe như đang nháy nháy mắt với thiên lý còn lăng thiên đã biến mất tâm tích rồi Điều duy nhất khiến cho thiên lý cảm thấy an ủi là chỗ lăng thiên đứng lúc nãy có một vết máu tươi đỏ thấm rất chói mắt. Dưới công kích kinh thiên quỷ thần của thiên lý thì lăng thiên đã bị thương nặng. Dưới một chiêu cửu cửu liên thai của hắn thì lăng thiên đã không thể nào tránh thoát được. Thiên lý lẳng lặng đứng đó suy nghĩ một lúc rồi vội vàng nhắm thẳng vào phương hướng lăng thiên bỏ trốn đuổi theo. Ngay lúc này thiên lý cảm nhận được một sát khí mạnh mẽ mang theo sự băng hàn như muốn đóng băng thiên địa từ phía sau lưng hắn chuyển đến trong lúc nhất thời cảm giác được sự rét lạnh của mùa đông, huyết mạch toàn thân như muốn đông cứng. chương 397, Mắc Lừa, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Đúng vào lúc này, đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí bén nhọn, mang theo băng hàn thấu xương, giống như là đóng băng thiên địa, từ sau người thiên lý, cuộn trào mãnh liệt bắn về phía lão. Trong nhất thời, trời đất như đóng băng, nếu như thiên lý bảo trì tư thái này mà tung người ra, vậy thì hắn chắc chắn sẽ nhận một kích kinh thiên ở đằng sau. Mà một kích này, với thân thể mệt mỏi vì vừa trải qua một đại chiến của thiên lý mà nói, nếu không cẩn thận ứng phó, e rằng khó tránh khỏi thụ thương. Người ở đằng sau này đã tạo cho thiên lý một sự uy hiếp lớn lao, trong cảm giác của hắn, dường như không hề dưới lăng thiên. Đương thế chẳng lẽ còn có một nhân vật như thế này ư? Là người trong sư môn của lăng thiên trăng, thân hình vừa phi lên trong nháy mắt lại rơi xuống, thân sắc ngưng trọng đứng trên mặt đất, chậm rãi nói, ở phía sau bên trái bảy trượng là cao nhân phương nào đã xuất thủ rồi cớ sao còn chưa hiện thân. Trong sát na này, thiên lý đã quay người lại, ở sau lưng ánh lửa hừng hừng, lửa cháy ngập trời, nhưng phía trước người năm trượt, không ngờ lại là xương lạnh tê tái, biến thành một màu bạc lạnh toát. Một nóng một lạnh, đối lập cực đoan vô cùng, phía trước và phía sau, không ngờ là ngày đông giá rét và ngày hè nóng bức, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Trong màn xương lạnh, một nữ tử mặc áo màu lam nhạt, mặt đeo sa mỏng, đột nhiên hiện ra như một bóng u linh, thân pháp nhẹ nhàng mỹ diệu, áo lam phất phơ đứng trong sương lạnh tê tái, như có một cỗ băng lạnh cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, giống như một tiên tử trên chín tầng trời, đột nhiên hiện ra tại Hàn Nguyệt cung bao la thoáng đáng. Khi nên buông tay thì buông tay, có thể tha thì nên tha. Các hạ, người chính là thế ngoại cao sĩ, người thuộc lớp tiền bối. Đã chiếm được thượng phong rồi, tội gì phải khăng khăng dồn người ta vào chỗ chết. Làm khó một nhân vật hậu bối làm gì, giọng nói của nữ tử áo lam rất lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng, cả người cũng lành lạnh. Khi lời nói lọt vào tai người khác, tựa hồ như rất đương nhiên, tất cả vốn đều rất đúng. Bản tọa làm việc gì cũng tùy tâm sở dục, chưa từng có ai dám xen vào. Ngươi là ai, vì sao lại cản ta truy sát Lăng Thiên? Thiên Lý cố gắng kiềm chế nỗi tức giận ở trong lòng, lạnh lùng hỏi. Nếu như đối diện không phải là một nữ tử, e rằng Thiên Lý sớm đã xuất thủ giải quyết rồi. Chỉ là tâm lý vi diệu nam nhân tốt thì không đấu với nữ tử đã ngăn cản Thiên Lý. Thiên Lý tuy độc ác vô tình, nhưng chủ nghĩa nam tử lại thâm căn cố đế. Tuy cũng xuất thủ vô tình đối với nữ tử, nhưng lại không chủ động xuất thủ với nữ tử. Một nữ tử nho nhỏ, tội gì phải chen vào trốn giang hồ. Nữ tử nho nhỏ, nữ tử nho nhỏ thì sao? Ánh mắt của nữ tử lạnh băng, chế diễu, không ngờ trong thế giới này cũng có loại người mang chủ nghĩa sô vanh giống như ngươi, quả nhiên thiên hạ đen như quả đen vậy. Nam nhân đáng ghét luôn tự cho mình là đúng kia, người cũng đáng ghét y như tên lăng thiên đó. Không, người so với hắn còn đáng ghét hơn, đáng ghét hơn nhiều, khẩu khí của nữ tử áo lam này tuy rất nặng nề, nhưng kỳ quái là, trên mặt lại vẫn rất hờ hứng. Với nội ý nặng nề như vậy, không ngờ cũng vẫn dùng một loại khẩu khí bình tĩnh lạnh lùng để nói ra. Ánh mắt lành lạnh nhìn thiên lý, giống như nhìn vào hư không, không hề có một chút ba động nào. Bạn đang đọc truyện được copy tại, cái gì, vanh, ngươi nói cái gì, thiên lý có chút ngây ngốc, cơ hồ lần đầu tiên trong đời lão hồ đồ như vậy mình chỉ chẳng qua là tùy tiện nói một câu mà thôi, sao nữ tử trông thì siêu phàm thoát tục như thế này lại có phản ứng như vậy. Hơn nữa lời nói ra cũng kỳ kỳ quái quái, quả thực là khó hiểu, đôi mắt vẫn lạnh lùng như trước, rõ ràng tâm cảnh của nữ tử này không loạn chút nào. Mà với tâm cảnh bình tĩnh như thế này mà lại nói ra những lời nói kịch liệt như vậy, ngay cả thiên lý cũng không thể không thấy thật quái gì. Quái nhân, thiên lý hừ lạnh một tiếng, không đối đáp với nữ nhân mạc danh kỳ diệu này nữa, hai tay phất ra sau, Hai đạo nội lực giống như cuồng long đột nhiên xuất hiện Cái cây đang bốc cháy ở đằng sau đột nhiên giống như nước sôi bị hắt tuyết Lập tức tắt ngóm Quái nhân, ngươi chẳng lẽ không phải là quái nhân à Ngươi vẫn muốn truy sát lăng thiên, có phải không Nữ tử áo lam đột nhiên hỏi Ánh mắt vào thời khắc này đột nhiên lại biến thành lạnh toát Trong lời nói là mờ có ý trào lộng Vậy thì sao, chẳng lẽ bằng vào thực lực của ngươi còn định ngăn cản ta chắc Cho dù thực lực của ngươi đủ để ngạo thị đương đại nhưng cũng không đáng để được lọt vào mắt ta đâu. Thiên lý đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh tanh, sát cơ xuất hiện. Thời gian là quý giá, kéo dài thêm mỗi khắc, lăng thiên liền xa hơn một phần, nếu cứ kéo dài thêm nữa, cho dù thiên lý có công phu truy tung đệ nhất thiên hạ cũng không thể nắm chắc có thể bắt lại được lăng thiên, trước đây đã có quá nhiều ví dụ rồi. Nhưng nữ tử này lại cứ ở đây quấy nhiễu, thiên lý trong lòng không khỏi động nộ khí. Cũng chẳng sao cả, ta kỳ thực chỉ là muốn nói cho người biết, Ngươi đã không đuổi được hắn nữa rồi, dù có đuổi tiếp, khẳng định là cũng đuổi không được. Nữ tử áo Lam dùng ánh mắt thương hại nhìn thiên lý, nếu ngươi không nhiều lời với ta, trực tiếp đuổi sát theo hắn. Với tu vi công lực của ngươi, ít nhất cũng có hơn 8 thành cơ hội có thể đuổi được hắn, nhưng hiện tại thì mọi chuyện đã khác, ngay cả một chút nắm chắc cũng không có dâu. Thiên lý hừ một tiếng nặng nề, có thể nói là đang vô cùng bực mình. Ngươi cho rằng ta nguyện ý nhiều lời cùng ngươi chắc nếu không phải là ngươi đột nhiên tỏa ra thần niệm sát khí để ngăn cản ta sao ta có thể để cho lăng thiên đào thoát có điều giảng đạo lý với nữ tử này thì chỉ tự chuốc lấy phiền não thiên lý cố nuốt giận quay người định bỏ đi thiên lý vốn cho rằng nữ tử này xuất hiện với khí thế hùng hổ như thế này chính là muốn đại chiến với mình một trận mà thực lực của nữ tử này vị tất đã kém hơn lăng thiên nhưng hiện tại xem ra ả à, rõ ràng là không hề có ý tứ này mà với thân phận của mình sao có thể chủ động xuất thủ đối phó với một nữ tử nhỏ tuổi cho nên hắn không khỏi có chút thất vọng chỉ nghe thấy nữ tử áo lam ở đằng sau thở dài một hơi hờ hững nói các hạ nếu muốn đuổi được lăng thiên kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp nhưng nếu không phải là người hiểu rõ lăng thiên e rằng cả tốn cả đời cũng không có cơ hội đuổi được hắn bất kể là ai cũng bất kể là võ công của người đó mạnh như thế nào tài trí cao bao nhiêu thiên lý trong lòng rúng động quay người lại xem ra cô nương chính là người hiểu rất rõ về lăng thiên rồi nữ tử áo lam mỉm cười nhưng ở chân mày thoáng chốc lại hiện lên vẻ sầu muộn, u oán, lầm bẩm có lẽ, trên thế giới này, chỉ có một mình ta có thể hiểu rõ hắn, cũng chỉ có một mình hắn có thể hiểu rõ ta. Trong giây phút này, thiên lý đột nhiên cảm thấy trên người nữ tử này có một loại khí chất đặc thù, tạo cho hắn một cảm giác giống như khí chất của lăng thiên, loại khí chất này. Chính là cô độc, tịch mịch, hả, thiên lý không khỏi bị cô ta gợi hứng thú, chẳng lẽ hai người, thật sự là tâm tâm tương thông ư? Cô nương có thể giải thích rõ ràng không? Nghe ý tứ trong lời nói của cô nương, chẳng lẽ cô nương và lăng thiên không giống như chúng ta? C này, bản tỏa khó có thể tin được, con người của tên lăng thiên này, kỳ thực rất phức tạp. Nữ tự áo lam nhíu mày, tựa hồ như trầm tư gì đó, lại tựa hồ như đang đắn đo cách dùng từ. Một lúc sau mới nói, ta kỳ thực đã nghiên cứu về hắn rất lâu, cuối cùng ta đã đưa ra được một kết luận. Nhưng kết luận này phi thường kinh người, ngay cả bản thân ta cũng phải đại kinh thất sắc, chỉ bởi vì kết luận này quả thực là khó bề tưởng tượng. Trước đây, ta chưa từng nghĩ rằng trên thế giới này không ngờ lại có sự tồn tại của loại người giống như Lăng Thiên. Không biết là có chỗ nào bất đồng vậy, ta hạ xin lắng nghe diệu luận của cô nương, Thiên Lý càng lúc càng thấy hứng thú, hắn đương nhiên cũng phát hiện ra sự bất phàm của Lăng Thiên. Nhưng lúc này nghe thấy giọng nói rất thận trọng của nữ tử này, mỗi một câu đều được đắn đo kỹ càng, rõ ràng là đáp án cũng sẽ vô cùng bất ngờ, không khỏi bình ổn lại hô hấp, cất tiếng hỏi. Còn chuyện truy tung Lăng Thiên, đúng như lời của nữ tử áo lam này, với khinh công của lăng thiên mà luận, quả thực là đuổi không nổi, đã không đuổi được rồi thì thì cứ thoải mái mà nghe chuyện mà mình cảm thấy hứng thú đi. Chuyện của lăng thiên, chính là một trong những chuyện ít ỏi trên thế gian khiến thiên lý cảm thấy hứng thú. Nữ tử áo lam ngẩng mặt trầm tư, chậm rãi bước hai bước, thở dài một tiếng. Rồi lại cúi đầu xuống, dưới chân tựa hồ lại vô thức bước thêm mấy bước, cuối cùng nàng ta ngẩng đầu lên, trong mắt đột nhiên xuất hiện nét cười bấn cợt, vẫn dùng ngữ điệu cực kỳ trầm trọng, chậm rãi mà thận trọng nói, ta phát hiện ra rằng, lăng thiên hắn, 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 không ngờ không phải là, một nữ nhân. Nói xong câu này, nữ tử áo đen bật cười khúc khích, rồi đột nhiên bật người lên, bay vút lên cao, không ngờ trong nháy mắt đã giống như phượng bay trên trời, thần long uống lượn, chỉ nhấp nhô mấy cái đã hoàn toàn biến mất trước mặt thiên lý. Giọng nói réo rắt lại một lần nữa truyền tới, kỳ thực, lăng thiên đã bị thương rồi, người nếu như không nghe đoạn đánh giá cuối cùng của ta về lăng thiên, e rằng ngươi có 10 phần nắm chắc đổi được hắn, có điều hiện tại, ha ha, ngàn vạn lần không ngờ rằng, mình háo hức cả nửa ngày, bình tĩnh tĩnh khí giỏng tai lên để nghe, không ngờ lại nhận được một đáp án dở khóc dở cười như thế này. Không sai, nếu như là lúc bình thường, dừng lại lâu như thế này, tất nhiên là không đuổi được. Nhưng hiện tại, Lăng Thiên cùng mình sống mái một trận, nguyên khí đại thương, lại bị thương nặng, quyết không thể thoát được khỏi tay mình. Nhưng mình bị nữ tử này cầm chân, Lăng Thiên nếu như không chạy thoát được mới là chuyện lạ đó. Trong nhất thời, thiên lý xưa nay luôn trầm ổn cũng phải tức giận. Trước mắt tối sầm, cơ hồ bị nữ tử này làm cho tức giận đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Dưới cơn tức giận đến cực độ, thiên lý không ngờ lại quên cả phát nộ, chỉ thẫn thờ đứng yên một chỗ, lâu sau mới có phản ứng. Quả thực là bị nữ tử này làm cho tức giận đến nỗi hồ đồ rồi. Hỏa diễm ở đằng sau vẫn cháy hừng hực, lớp xương lạnh ở trước mặt lại tan ra với tốc độ rất nhanh, cảnh sát Mỹ lệ quỷ dị, khiến người ta cảm thấy giống như là đang đắm chìm trong một giấc mộng kinh thế. Thiên lý đột nhiên nhớ tới một chuyện mà khiến hắn càng tức giận hơn, đó là thân pháp mà nửa tử áo lam đó đã vận dụng khi đào tẩu, thiên lý nhìn rất quen mắt, đó rõ ràng chính là tuyệt kỹ giữ mạng kinh long bách biến thân pháp của lăng thiên mà. Thì ra hai kẻ này chính là đồng bọn, ít nhất cũng là người cùng môn phái. Thiên lý vì quá ức chế mà ngẩng mặt lên trời hú dài, tung người lên, đuổi tiếp theo phương hướng của lăng thiên. Lăng thiên, Ngươi thực sự có bản lĩnh thoát khỏi lòng bàn tay của ta ư. Vậy được, ta sẽ chân chính đánh với ngươi một ván cờ. Ngươi lên trời, đã sẽ đuổi theo ngươi tới tận điện lăng tiêu, ngươi xuống đất, ta sẽ theo ngươi tới tận cung thủy tinh. Từ ngày hôm nay, ta sẽ chân chính làm một sát thủ để đối phó ngươi, không phải là chỉ có ngươi mới có những thủ đoạn bằng môn tả đạo thôi đâu, ta sẽ cho ngươi biết rằng nhân thượng hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Gặp là giết vào lúc lăng thiên và thiên lý tiếp tục truy tung và phản truy tung giống như chơi trò trốn tìm đám người lăng kiếm cả người mang theo sát khí lẫm liệt đã bí mật tiềm nhập đô thành bắc ngụy hội họp một chỗ với nhân viên tình báo ở chỗ này đương nhiên lần này bọn họ có một thân phận khác đó là thân phận đệ nhất lâu tổ chức sát thủ đủ để khiến cả thiên tinh đại lục phải chấn động mà lâu chủ lăng kiếm của đệ nhất lâu vừa đến đô thành bắc ngụy liền nhận được một tin tức vô cùng phấn chấn khiến hắn vui mừng như đó chính là lăng thần từ thừa thiên chuyển tới một bức mật hàm, viết rằng lăng thiên mượn tay lăng tam thập phát ra một đạo chỉ lệnh chung đối với lăng kiếm lăng thần, diệt bắc ngụy hoàng gia, làm loạn trận doanh của ngọc gia, khuấy đảo cục thế của thiên hạ. chương 398, Diệt tuyệt bắc ngụy, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Công tử không sao cả, khi lăng kiếm dùng biểu tình trầm lạnh nhìn phong mật hàm này, chỉ đọc lạc khoản, thậm chí không chú ý tới nội dung, sau đó thốt lên có chút thất thố trên mặt là vẻ vui mừng như điên so với nội dung của bức mật hàm này lăng kiếm kỳ thực quan tâm tới một chuyện hơn đó là sự an nguy của lăng thiên cho tới nay từ lúc lăng thiên bắt đầu bị giang sơn lệnh chủ truy sát không có nửa điểm tin tức liên quan tới lăng thiên được truyền về tuy nói là không có tin tức chính là một tin tức tốt nhưng lăng kiếm vẫn không sao yên tâm được khác hẳn với vẻ lãnh tĩnh hàng ngày thay vào đó là lo lắng tự trách hận không thể lấy thân ra để thay thế mấy ngày này dài như cả năm tính khí của hắn cũng càng lúc càng biến thành thô bạo ngay cả mấy huynh đệ cùng thuộc đệ nhất lâu của hắn ai ai ở trước mặt hắn cũng câm như hến lúc này cuối cùng cũng nhận được bức thư do lăng thiên tự tay viết chứng thực được tin tức rằng lăng thiên hiện tại vẫn bình yên khỏe mạnh lăng kiếm chỉ cảm thấy trong lòng đầy kích động cơ hồ như muốn rơi lệ lúc này nghe thấy giọng nói vui mừng như phát điên của hắn ai ai cũng giật nảy mình tiếp theo nghe thấy nam chữ mà hắn thốt lên lại nhìn bức mật hàm mà hắn đang vung vẩy trong tay, bộ dạng đầy vẻ kích động, ai ai cũng mừng rỡ, vẻ mặt phấn chấn. Diệt hoàng gia Bắc Ngụy, làm loạn trận doanh Ngọc gia, phá rối cục thế thiên hạ. Đây chính là chỉ lệnh mới nhất của công tử, Lăng Kiếm nắm chặt bức mật hàm trong tay, đi đi lại lại, nhíu mày suy nghĩ. Diệt hoàng gia Bắc Ngụy chính là việc phải làm rồi, nhưng làm loạn trận doanh của Ngọc gia chính là một nhiệm vị rất hư vô mờ mịt, cũng là một nhiệm vụ rất khó hoàn thành chỉ lệnh của lăng thiên bên trên không có nói rõ là nên dùng phương pháp nào, cũng chính là muốn nói, chuyện này là do lăng kiếm tự mình quyết định. Mà làm được hai chuyện này rồi, trên cơ bản tất sẽ làm loạn bố cục thiên hạ. Khiến cả thiên tinh đại lục biến thành một vũng nước đục. Nhưng, làm thế nào mới có ý nghĩa chân chính là làm loạn trận doanh của Ngọc ra đây? Lăng kiếm khổ sở suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới lúc còn nhỏ, mỗi một hạng mục mà công tử giao cho mình, đều là một khảo nghiệm dành cho mình, mà theo mỗi một khảo nghiệm, võ công, trí kế, kinh lịch nhân sinh của mình cũng từng bước trưởng thành hơn. Từ sau khi tiếp quản đệ nhất lâu, loại tình huống này mới ít đi đần. Hiện tại chỉ lệnh này của Lăng Thiên có thể nói là một mệnh lệnh không đầu không đuôi, lập tức khơi dậy ký ức khắc cốt ghi tâm mà Lăng Kiếm vĩnh vĩnh khó quen. Lăng Kiếm nhạy cảm cảm thấy rằng, chỉ sợ đây lại là một khảo nghiệm mới của công tử đối với mình. Trong nhất thời, Lăng Kiếm trong lòng lập tức sục sôi đấu trí. Từ trước cho tới nay, Lăng Kiếm Thủy chung vẫn tin rằng, chỉ cần là khảo nghiệm của công tử đối với mình vậy thì công tử đã cho rằng mình nhất định có năng lực hoàn thành nhiệm vụ cũng là nhiệm vụ mà mình có thể hoàn thành nếu công tử đã có lòng tin với mình như vậy mình sao có thể khiến cho công tử thất vọng lăng kiếm càng nắm càng chặt bức mật hàm trong tay cổ tay nổi lên những đường gân xanh trong mắt sát khí càng lúc càng đậm trên mặt bàn đặt một tờ giấy trắng bên trên vẽ sơ đổ bố phòng và hoán phòng của hoàng cung bắc ngụy được đánh dấu rất rõ ràng Lăng kiếm đưa tay cầm sơ đồ lên, lẩm bẩm hoàng cung bắc ngụy. Hoàng hậu chết sớm, hoàng đế lắm bệnh, tần phi có 6 người, bốn con trai, 9 con gái, thái giám có 333 người, cung nữ có 468 người. Cổ tay của hắn hơi run lên, tờ giấy trắng bay trên ngọn đèn dầu rồi đột nhiên bốc cháy. Dưới ánh lửa chập trờn, khuôn mặt của lăng kiếm biến thành tàn khốc và ngoan độc vô cùng, trong ánh mắt, tràn ngập vẻ giết chóc điên cuồng. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại chấm cơm người phụ trách tình báo ở Bắc Ngụy luôn đứng bên cạnh hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, một cỗ khí lạnh từ bàn chân sộc thẳng lên não. Buổi đêm, bảy bóng người giống như quỷ mị lặng lẽ tiếp cận hoàng cung Bắc Ngụy. Người dẫn đầu phất tay một cái, bảy người tách ra, phân thành bảy hướng, cắt hương sợi, đốt cháy ném vào trong mỗi mỗi xó xỉnh xung quanh hoàng cung. Sau nửa tiếng, bảy bóng ảnh vô thanh vô tức nhảy qua tường mà vào. Trong bóng tối lập tức truyền ra những tiếng động bịch bịch rất khẽ giống như là một người nhẹ nhàng phải bụi trên người mình vậy. Từng cỗ huyết khí bốc lên cao, trong tầm cung của Thái tử Ngụy Thừa Bình, một cung nữ dựa vào hành lang, tựa hồ như nghe thấy gì đó, nhíu mày lẩm bẩm tiếng gì vậy nhỉ, sao kỳ quái thế. Ả à, vừa thò đầu ra, đột nhiên cả người co rút lại, cái miệng nhỏ đã bị một bàn tay to lớn bịt lấy, không khỏi hoa dung thất sắc. Một giọng nói lạnh như băng nhẹ nhàng hỏi, Ngụy Thừa Bình ở đâu? Giọng nói nhu hòa như băng lạnh đó tựa hồ như mang theo một loại ma lực thần kỳ, khiến người ta bất chi bất giác liền phục tùng heo ý của hắn, không hề có nửa điểm ý định làm trái. Cung nữ đó hồn lìa khỏi xác đưa tay chỉ ra sau, dùng một giọng nói run rẩy trả lời. Thái, tử điện hạ, ở, bên đó, cảm ơn, lên đường bình an. Trong ánh mắt kinh hoàng của cung nữ, bàn tay to lớn đã nhẹ nhàng vặn một cái, một tiếng rắc vang lên, xương cổ của cung nữ gãy rời, đầu mềm hoạt ngoẹo sang một bên, hô hấp đứt hoàn toàn, một mạng đi tong một bóng đen giống như là u linh từ sau người cô ta hiện ra, thấp giọng lẩm bẩm, rất xin lỗi, có điều, người thực sự không nên làm việc ở Hoàng Cung Bắc Ngụy, đây là chỗ sai lầm nhất của ngươi. Có lẽ ngươi không có sự lựa chọn, nhưng ta cũng vậy, cũng không có sự lựa chọn đối với việc giết ngươi. Chậm rãi đặt thi thể của cung nữ lên mặt đất, bóng đen không dừng lại một chút nào, bóng ảnh lóe lên rồi vụt tắt. Trên đường, mấy chục cung nữ thị vệ đều ngã xuống đất một cách vô thanh vô tức, ai ai cũng nằm trong vũng máu tiếng chiêng chống kịch liệt vang lên không ngừng lập tức bốn phương tám hướng đều trở nên nhốn nháo vô số thanh âm kinh hoàng thất thố vang lên có thích khách có thích khách vào cung rồi người đâu mau lên người đâu người đâu mau tới bảo vệ hoàng thượng bảo hộ quý phi nương nương á à, đây là ngụy thống lĩnh ngụy thống lĩnh cũng chết rồi cứu mạng với khắp nơi đều có người chết thị vệ chết hết ở đâu rồi hộ già đi tiếp theo là một chuỗi những tiếng gào thét vang trời nối tiếp nhau ở giữa thậm chí còn không có một sự gián đoạn nào liên miên bất tuyệt từ đó có thể thấy tốc độ của kẻ sát nhân nhanh như thế nào cũng độc ác vô tình bao nhiêu cuối cùng cũng bị người ta phát hiện rồi bảy người vốn cũng không nghĩ rằng mình có thể trong vô thanh vô tức giết chết tất cả mọi người trong hoàng cung bắc ngụy dược lực của mê hương mà công tử đặc chế tuy bá đạo nhưng cũng không thể làm cho tất cả mọi người đều ngã gục được lúc này bị phát hiện bảy người ngược lại còn có cảm giác thở phào nhẹ nhõm càng thêm không chút cố kỵ phóng tay mà giết chóc Chém gà giết chó, hà tất phải cẩn thận như vậy. Huống chi, trận chiến này, chính là để lại một lần nữa tạo dựng thanh uy của đệ nhất lâu. Kết quả là, bảy sát thủ giết chóc một cách cao hứng bừng bừng, thống khoái lâm ly. Bắc Ngụy Từ sau thất bại lớn lao trong cuộc đại chiến lần trước, tất cả những cao thủ của thủy gia tiềm phục trong Hoàng Cung Bắc Ngụy đều đã biến mất mất tăm mất dạng trong một đêm. Thân phận của những người này vốn cực kỳ bí ẩn, đột nhiên biến mất tất nhiên là không biết tìm ở đâu. Nhưng do võ công xuất chúng, bản lĩnh xuất sắc của bọn họ, khi còn tại chức, đều đảm đương những chức vụ tương đối quan trọng, một khi biến mất, sẽ tạo một sự đả kích lớn thế nào đến mạng lưới phòng ngự của Hoàng cung Bắc Ngụy thì không cần nghĩ cũng biết. Cho nên, hiện tại tòa Hoàng cung rộng lớn này của Bắc Ngụy, đối với đám người lăng kiếm mà nói, căn bản chính là ra vào như chỗ không người. Hoàn toàn không có bất kỳ ai có nổi một chút năng lực để chống lại họ. Biết được có rất nhiều thích khách thực lực cường đại đang đại khai sát giới ở trong cung. Bác Ngụy Thái tử Ngụy Thừa Bình cả người run rẩy nằm co trên giường ở cung thái tử, gầm lên như bị điên, ra ngoài. Các ngươi mau bắt thích khách đi, ta chi cả đống vàng bạc để nuôi các ngươi, khi có chuyện thì không ngờ ai ai cũng có đầu rút cổ. Ta thà nuôi một đám chó còn hơn, không cản được các ngươi đi chết đi. Các thị vệ ở xung quanh xấu hổ cúi gầm đầu, sắc mặt trắng bệch, trong mắt ánh lên vẻ sợ hãi, tiếng hô thảm của những người sắp chết ở bên ngoài không ngừng truyền vào, lòng ai cũng nặng như trì. Bọn họ cũng là người, đối với những vật khủng bố chưa biết đến cũng có một loại sợ hãi khó nói thành lời không ít người cúi đầu quét mắt nhìn xung quanh hy vọng có thể tìm thấy một con đường sống ngụy thừa bình cuối cũng không chịu nổi áp lực khủng bố này đột nhiên bật dậy cầm lấy roi ngựa mà bình thường yêu thích không nỡ rời tay quất túi bụi vào những thị vệ đứng xung quanh mình mắt đỏ rực há miệng chửi to nước miếng bắn tứ tung thích khách giết vào đến nơi rồi các ngươi vây quanh ta thì có tác dụng gì một đám phế vật bọn bất lực ra ngoài giết chết bọn chúng đi, giết chết bọn chúng đi a a a. Các ngươi đông như vậy, sợ gì chứ? Mau đi đi, trong tiếng thúc dục như phát điên của hắn, ầm, một tiếng, cửa điện dày hơn một thước đột nhiên nổ tung, vụn gỗ bay đầy trời, một người che mặt mặc áo đen tay sách trường kiếm, chậm rãi bước vào, trên mũi kiếm, những giọt máu tí tách rơi xuống. Chỉ một một người thôi, nhưng giống như là diêu quân nơi âm phủ, minh vương trốn địa ngục, hắn tạo cho tất cả mọi người một cảm giác giống như nhau, chỉ có một chữ chết. Người áo đen này tiến vào, giống như một theo một cỗ gió lạnh âm u, trong đại điện, tất cả mọi người đều cảm thấy cả người lạnh cóng, giống như là trời đông giá rét, như nhìn thấy một tử thần đang mỉm cười dữ tợn ở trước mặt mình. Mấy thị vệ đứng ở cửa thấy người áo đen tiến vào, sau sự kinh ngạc lúc ban đầu, nhao nhao gào lên một tiếng, nhấc đao kiếm nghiến răng nghiến lợi lao lên, trong mắt người áo đen hàn quang lấp lánh, cánh tay rung lên. Lập tức trước mặt mọi người xuất hiện một đạo thiểm điện trói mắt, mắt của mọi người bị kiếm quang làm cho lòa đi, không ngờ còn chưa kịp nhìn thấy động tác của người áo đen tất cả đều đã kết thúc người áo đen tay cầm trường kiếm bảo trì tư thế vốn có lặng lẽ đứng yên tại chỗ bịch 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 mấy thị vệ đang lao lên vẫn bảo trì tư thế xông về phía trước cả người không động đậy đột nhiên lần lượt ngã xuống khi vừa chạm đất mỗi một thân thể không ngờ đã bị tứ phân ngũ liệt một kiếm giống như thiểm điện đó không ngờ đã cắt đứt toàn bộ sinh cơ của bọn họ chém thân hình họ thành bốn năm mảnh người áo đen bịt mặt hạ chéo trường kiếm chậm rãi bước vào, hơn trăm thị vệ nhìn lên mũi kiếm của hắn, thấy máu của đồng bạn đang tí tách rơi xuống, ai ai cũng hồn phi phách tán, lui ra sau, hơn một trăm người đối diện với một mình hắn, không ngờ lại không có ai dám quát hỏi chứ đừng nói đến ngăn cản. Người áo đen bịt mặt giống như tử thần chậm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh băng quét qua mặt mọi người, giống như là đang nhìn những thân thể vô tri vô giác, sau cùng, ánh mắt dừng lại trên người ngụy thừa bình, hơn ngừng lại một chút, trong mắt đột nhiên vé lửa, chậm rãi hỏi, ngụy thừa bình chương 399, Nhất Đại Kiêu Hùng, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Người bịt mặt áo đen giống như tử thần chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh căm quét qua mặt mọi người, giống như là nhìn những thi thể không có chi giác. Sau cùng ánh mắt dừng trên người Ngụy Thừa Bình, hơi ngừng lại một chút, trong mắt đột nhiên lóe sáng, chậm rãi hỏi, "Ngụy Thừa Bình?" Giọng nói của hắn tràn ngập uy nghiêm, có cảm giác giống như một thượng vị giả đầy quyền uy. Tựa hồ như hắn chính là một vị thần cao cao tại thương, nắm trong tay đại quyền sinh sát đối với những người ở trước mặt. Trong đại điện, hơn 100 người lần lượt thu lại thành một khối, ai ai cũng trợn tròn đôi mắt đã sợ hãi đến cực điểm, nhìn người áo đen. Đao kiếm trong tay Hàn Quang lấp lánh, nhưng lại không có ai dám bước lên một bước, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Dưới uy thế cường đại của người áo đen, đám người này vốn là đại nội thị vệ cường hoành bá đạo, không ngờ biến thành một đám dê núi ngoan ngoãn. "Ngươi, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì?" Ngụy thừa bình dẫu sao cũng là thái tử một nước, tuy vô cùng sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn cố gắng khống chế âm điệu của mình, giả vờ bộ dạng uy nghiêm, nhưng thân hình vẫn không nhịn được mà run rẩy, không khống chế nổi mà tự giác lui ra sau. Trường kiếm trong tay người áo đen bịt mặt sung lên, giọt máu cuối cùng trên mũi kiếm bay ra. Tốc độc rất nhanh, tét một cái đập lên mặt mùi máu tanh sộc lên mũi. Ngụy thừa bình chỉ trực muốn nôn, nhưng lại nghe thấy người áo đen lạnh lùng nói, Ngụy thừa binh ta vốn cho rằng ngươi là một nhân vật, không ngờ ngươi lại hỏi một vấn đề ấu trĩ như vậy. Một người đã làm chuyện mà mình không nên làm thì luôn sẽ phải chịu báo ứng. Trêu vào người không nên trêu, đồng dạng cũng phải chịu hậu quả. Hôm nay chính là báo ứng của ngươi. Phải rồi, trước tiên ta nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Tiếng gào thét bên ngoài càng lúc càng thảm liệt. Đột nhiên có một tiếng hét vang lên, hắn, chính là hắn đã giết Hoàng thượng. Hoàng thượng quy tiên rồi. Hoàng thượng, Hoàng thượng băng hà rồi bắt lấy chúng bắt lấy hung thủ giết hại hoàng thượng a à, ác đồ này cũng đã giết mấy vị quý phi nương nương không ngờ á lại một tiếng hô thảm rõ ràng là vị nhân huynh hét to nhất đã đi theo chủ tử của hắn rồi nghe thấy chưa lão tử của ngươi đã chết rồi nói cách khác ngươi hiện tại giã là quốc quân của bắc ngụy nghe thấy tin tức mà ngươi mong chờ bấy lâu chắc ngươi vui lắm phải không trong ngữ khí của người áo đen tràn đầy vị đạo mèo vần chuột ngươi ngươi rốt cuộc là ai là ai vì sao vì sao lại muốn hạ thủ đối với chúng ta là ai sai khiến các người phụ hoàng băng hà rồi ta chính là chủ của bắc ngụy bất kể là điều kiện gì ta cũng đều đáp ứng cho các người dưới sự sợ hãi đến cực độ ngụy thừa bình ngược lại trở nên chấn tĩnh trong ánh mắt tuyệt vọng thậm chí còn lộ ra sự hy vọng hắn có thể thuyết phục được người áo đen không đáp án đương nhiên là không rồi mạng người thế gian nắm trong tay thiên hạ phong vân đệ nhất lâu người áo đen chậm rãi ngâm ánh mắt lạnh lẽo nói lời nói của ngươi quá ấu trĩ cũng quá nực cười nói thực cho ngươi biết bác ngụy tân quân ngươi mới là mục tiêu lần này của chúng ta chuẩn bị bước lên hoàng tuyền đi ngụy thừa binh tên tuổi của đệ nhất lâu sẽ nhờ sự diệt phong của hoàng thất bác ngụy các ngươi mà lại một lần nữa chấn động ngữ khí của hắn lạnh băng trong nháy mắt đã tuyên cáo hai chữ tử vong hoàng cung bác ngụy trong một đêm đã hóa thành biển lửa lửa lớn cháy liền ba ngày đốt tất cả hoàng cung thành cho bụi. Nghe nói, trong đêm thứ nhất mà hoàng cung bốc cháy, ánh lửa chiếu cao mấy chục trượng, hơn nóng ngập trời. Mùi thi thể bị thiêu cháy ở ngoài trăm dặm cũng ngửi thấy. Gần ba ngàn người trong hoàng cung, có thể may mắn sống sót không ngờ lại không quá 500 người. Hoàng đế, tần phi, thái tử, công chúa không ai có thể sống sót. Thái tử ngụy thừa bệnh bị chém nứt năm chi, lột trần rồi treo lên cửa thành. Cả người trên dưới không có một khối da thịt nào còn hoàn chỉnh thủ đoạn của người hạ thủ cực kỳ độc ác tàn khốc, quả thức là khiến người khác phẫn nộ. Danh tiếng của đệ nhất lâu lại truyền khắp cả thiên tinh đại lục giống như cuồng phong. Thậm chí là cả thiên hạ, ai ai cũng cảm thấy bất an. Không ai biết bang hội này vì sao sau khi trầm tịch hơn một năm lại đột nhiên hoành không xuất thế, giết vào nhân gian. Hơn nữa vừa ra tay đã làm chấn động cả trời đất. Hoàng thất bắc ngụy lớn mạnh như vậy mà dưới mũi kiếm của đệ nhất lâu lại không có năng lực để chống đỡ, bị diệt môn chỉ trong một đêm. Đây là loại năng lực gì? Ngay lập tức, lời đồn nổi lên khắp cả đại lục. Có người nói Hoàng Thất Bắc, ngụy lần này chính là do đệ nhất thế gia của Bắc Ngụy là Ngọc gia thuê đệ nhất lâu hạ thủ. Ý đồ chính là muốn độc bá Bắc Ngụy, bước vào công cuộc tranh hùng thiên hạ. Cũng có người nói lần này căn bản chính là Thiên Phong đại lục thủy gia thuê đệ nhất lâu hạ thủ, để chảm đi chỗ dựa lớn nhất của Ngọc gia, rồi tùy thời chuẩn bị tiến quân vào Thiên Tinh đại lục. Cũng có người nói, Tiêu gia tài lực hùng hậu, chỉ có tiêu gia mới đủ lực để thuê đệ nhất lâu chấp hành siêu cấp nhiệm vụ điên cuồng này. Đương nhiên, còn có người đoán rằng, Bắc Ngụy từng đối phó với lăng khiếu đại tướng quân của lăng gia, đây có lẽ là do lăng gia thuê đệ nhất lâu tiến hành báo thù. Dẫu sao thì thê tử của lăng khiếu đại tướng quân, mẫu thân của lăng thiên, sở đình phu nhân chính là nữ tài thần nổi danh nhất hiện nay. Nhưng bất kể là thế nào, ngoại trừ người đương sự ra, căn bản không có mấy người có thể đoán ra chân tướng chân chính, tinh đại lục sau sự kiện diệt môn lần này chân chính biến thành một vũng nước đục hoàng thất bắc ngụy đột nhiên bị diệt không còn hậu duệ như rắn mất đầu chẳng khác nào có trong các đại thế lực xuất hiện một khối quyền lợi lớn chưa có chủ các đại thế lực bắt đầu dục dịch nhưng ngại ngọc gia ngàn năm xây dựng thế lực cho nên không có bất kỳ một cỗ thế lực nào dám trắng trợn nhảy vào vào chủ bắc ngụy dương cung bạt kiếm sơn vũ dục lai nhưng vào thời khắc tuyệt đối mẫn cảm này ngọc gia cũng xuất hiện một đại sự bạn đang đọc truyện được copy tại sau khi Ngọc gia dưới sự dẫn dắt của hai trưởng lão tới Thừa Thiên, sau khi chuyện xảy ra mấy ngày Ngọc mãn đường mới biết, hành động quy mô lần này của Ngọc gia không ngờ lại là định hạ chuyện hôn nhân cho nữ nhi của mình, thậm chí còn đưa đồ cưới tới rồi, và đối tượng lại là một người phải chết. Mà chuyện này, phụ phụ Ngọc mãn đường là phụ mẫu thân sinh, không ngờ lại không hề biết tí gì. Do đó không khỏi cực kỳ tức giận, người thành thật nhất của Ngọc gia này, lần đầu tiên đã nổi trận lôi đình. Ngọc gia, trong chỉ điểm Giang Sơn Các, đại ca ta muốn biết hôn sự của băng nhan rốt cuộc là thế nào ngọc mãn đường vội vã xông đến trên đường không ngừng vang lên tiếng hô thảm của thủ vệ giống như gió xoáy đứng trước mặt ngọc mãn lâu ta là phụ thân thân sinh của băng nhan hôn sự của nó ta sao lại không biết gì thân sự của nữ nhi duy nhất của ta ta không ngờ lại hoàn toàn không biết huynh không phải là nên cho ta một lời giải thích chứ lăng thiên cũng không tồi hơn nữa đó chẳng phải là nữ tế mà ngươi tự mình lựa chọn sao ta thay nhan nhi làm chủ, chẳng lẽ không được à? Chẳng lẽ bởi vì Lăng Thiên bị Giang Sơn lệnh chủ tống quân thiên lý truy sát mà muốn phủ nhận hôn sự của chúng sao? Ngọc Mãn lâu chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn đệ đệ của mình, chỉ điểm Giang Sơn các chính là nơi bí mật của gia tộc, không có sự cho phép của ta, bất cứ ai cũng không được tự tiện tiến vào. Vậy mà ngươi hôm nay lại tự tiện xông vào, nên xử tội thế nào đây? Đại ca, trước mặt người ngay không nói lời giả dối. Từ lúc chuyện của băng nhan phát sinh, huynh liền tiến vào chỉ điểm giang sơn các này, chẳng phải là không muốn đối diện với sự chất vấn của ta sao? Trong mắt Ngọc Mãn Đường là một mảng đau lòng đến cực độ, Lăng Thiên và Nhan Nhi sánh đôi, thanh toàn cho bọn chúng vốn là một chuyện tốt. Thậm chí là một mỹ sự, nhưng hiện tại Lăng Thiên bị Giang Sơn lệnh chủ truy sát ngàn dặm, với thực lực của hắn, người khác vị tất đã biết rõ, nhưng Ngọc Gia của chúng ta lại rõ ràng nhất. Đại trưởng lão đời trước của Ngọc Gia chúng ta, đệ nhất cao thủ Ngọc Siêu Trần trưởng lão chính là táng mạng trong tay người này vào thời điểm mấu chốt này mà nói chuyện cưới xin có phải là rất không thích hợp không ngọc mãn lâu híp mắt nói lão nhị người cũng nói rằng nhan nhi và lăng thiên lưỡng tình lương duyệt chẳng lẽ muốn chia cắt bọn chúng sao ngọc mãn đường cười lạnh đại ca vẫn là câu nói đó của ta trước mặt người ngay không nói lời giả dối tính tình của nhan nhi người làm cha như ta biết rõ nhất nó đã lưỡng tình tương duyệt với lăng thiên thì đến chết cũng không thôi cho dù lăng thiên thật sự chết đi cũng sẽ không hối hận mà điều khiến ta đau lòng nhất là, đại ca ngươi lúc này lại lợi dụng hôn sự của băng nhan để ném đá xuống giếng. Đại ca, huynh làm vậy khó chẳng khỏi quá đáng quá đấy. Những gì ta làm chính là vì gia tộc, tự thấy không thẹn với lương tâm. Ngọc mãn lâu vỗ bàn đứng dậy, mắt như điện xẹt, thân là tử đệ của Ngọc gia, tới lúc nên hy sinh thì phải hy sinh. Nữ nhi tình trường, vĩnh viễn không thành đại nghiệp, nhị đệ, ta đã nói với đệ nhiều lần rồi, để cứ tiếp tục đi DNG cảm tình để làm việc như vậy, cơ nghiệp ngàn năm của Ngọc Gia ta sẽ thế nào đây? Nữ nhi tình trường có lẽ không thể thành đại nghiệp, chẳng lẽ đoạn tình tuyệt tính có thể độc bá thiên hạ sao? Ngọc Mãn lâu không nhường bước, nói, đại ca, những năm gần đây, dưới luận điệu của huynh, Ngọc Gia của chúng đã hy sinh, bóp chết rất nhiều tử đệ ưu tú rồi. Huynh không cảm thấy đau lòng một chút nào sao? Di huấn của Tổ Tông chỉ là muốn chúng ta tiếp tục truyền thừa, chứ không hề bảo chúng ta phải xưng bá thiên hạ, độc tôn vũ nội. Đại ca, huynh thực sự tự nhận là không thẹn với lương tâm ư. Thân ở thời loạn thế, không dùng thủ đoạn thiết huyết để điều chỉnh thiên hạ. Cứ ẩn nhẫn mãi là có thể bảo toàn được sao? Nực cười, Ngọc Mãn lâu chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy nhìn xoáy vào Ngọc Mãn đường. Đường đường là nam nhi, lẫm liệt nhất thế. Trời xanh đã trao cho chúng ta cơ hội thống nhất thiên hạ, nên không lợi dụng cơ hội để nắm bắt cơ hội, đứng ở đỉnh phong quyền lợi của thiên hạ. Há chẳng phải làng công sống một đời sao, thế thì có khác gì cây cỏ không? Ta không xấu hổ, cũng không có gì phải hối hận. Lật tay khiến gió mây rung chuyển, úp tay khiến rông tố ngập trời. Vui thì khắp trốn ăn mừng, giận thì vạn dặm phải quỳ lại. Đây là trí nam nhi, đây là khí khái nam nhi, đây là máu nam nhi. Vì sao phải thẹn, vì sao phải hối hận, trở thành vương hầu, có công danh vạn thế, bại thì như cây cỏ, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn thì sao chứ? Ngọc mãn lâu đột nhiên quay người, đưa tay chỉ ra giang sơn như họa ở ngoài cửa sổ sắc mặt có chút dữ tợn đến đáng sợ nói thấy gì không giang sơn như họa giang sơn như họa đó nhị đệ nếu có thể đem giang sơn thiên cổ này dẫm đạp ở dưới chân ai ai cũng cúi đầu run sợ nắm quyền sinh sát của ngàn vạn người trong tay muốn gì được nấy nhân sinh được như vậy thì còn có gì mà phải hối hận trong mắt ngọc mãn lâu thần quang lấp lánh vì đạt được mục tiêu này cho dù thiên hạ sinh linh tất cả đều đồ thán ba đại lục hồng thủy ngập trời. Vậy thì sao chứ, huống chi chỉ là một nữ tử, chỉ hy sinh một chút nhân thủ. Đừng nói bang nhan là chất nữ của ta, cho dù là nữ nhi thân sinh của ta thì cũng vậy thôi. Ta cũng chẳng do dự một chút nào đâu, đã sớm làm như vậy rồi, tất cả sự hy sinh này, so với những gì sắp đạt được thì đáng lắm, đáng lắm. Ha ha ha, chương 400, biến cố của Ngọc Gia, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Điên rồi, huynh điên rồi, Ngọc Mãn đường lắc đầu một cách bi ai, nhìn đại ca mà mình luôn sùng kính từ nhỏ. Đột nhiên một cảm giác xa lạ đến cực độ dâng lên, một cỗ bi thương nồng đậm từ sâu trong tim trào ra, nói, đại ca, trong lòng đệ, huynh luôn là một đại anh hùng. Một anh hùng chân chính đỉnh thiên lập địa, nhưng hôm nay, đệ rất thất vọng, phi thường thất vọng. Ngọc Mãn lâu cười lạnh một tiếng, điên ư, nhị đệ, đệ mới là người sai đó. Ha ha, nhìn tổng quan những lịch triều lịch đại khai quốc quân vương, lịch đại hùng chủ có ai là không như vậy chứ lòng không độc ý không tuyệt sao có thể thành đại sự một người cổ hủ lưu luyến tình thân làm sao có thể xây dựng được đại nghiệp anh hùng ha 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 đây là hai chữ đáng cười nhất từ cổ trí kim có mấy nhân vật anh hùng có thể sống thọ mà chết tại nhà nhị đệ ta nói cho đệ hay người được gọi là anh hùng chỉ có sau khi chết mới trở thành anh hùng thôi có mấy người còn sống mà là anh hùng đâu thân là tử đệ ngọc gia nhị đệ ngươi không ngờ đã gần 40 rồi. Mà vẫn có cách nghĩ cổ hủ không tưởng nổi này, thật đúng là khiến ta phải giật mình đấy. Sau khi Ngọc Mãn Lâu nói những lời này, hắn lại không biết rằng, trước đây không lâu, đối thủ trẻ tuổi của hắn ở trong mình yên lâu cũng đã nói những điều tương tự. Chỉ có điều, quan điểm của Ngọc Mãn Lâu, so với Lăng Thiên thì rõ ràng là cố chấp hơn nhiều, cũng điên cuồng hơn nhiều. Đại ca, huynh sao lại nói vậy? Bá nghiệp của Ngọc Gia có lẽ trong mắt đại ca là quan trọng. Nhưng nếu như vậy, thanh danh ngàn năm của Ngọc gia sẽ như thế nào? Một thanh âm thô hào, rõ ràng là đang cố gắng áp chế tức giận trong lòng. Chính là Ngọc Tam gia Ngọc Mãn Thiên đã tới. Đúng vào lúc hai người đang tranh chấp, Ngọc gia lão Tam Ngọc Mãn Thiên mệt mỏi phong trần trở về, cũng xông vào chỉ điểm Giang Sơn Các. Thủ vệ vừa bị nhị gia trước giờ luôn ôn hòa đánh cho một trận, hiện tại vừa thấy vị Tam gia tính khí so với nhị gia còn nóng nảy hơn ngàn lần đang nộ khí bừng bừng bước tới, nào còn dám có nửa ý nghĩ ngăn cản. Ngọc Mãn Thiên xài bước xông vào chỉ điểm Giang Sơn Các, vừa hay nghe thấy đoạn đối thoại giữa đại ca và nhị ca, hắn tính tình ngay thẳng nên mở miệng phản bác ngay. Tên hồ đồ như ngươi thì hiểu cái gì, còn không mau lui xuống cho ta, người đâu, sao lại không ngăn cản cái tên không hiểu quy củ này. Ngọc Mãn lâu chừng mắt, quát, hôm nay chỉ có nhị đệ thì coi như bỏ qua, không ngờ tam đệ chả hiểu thế nào cũng quay về đúng vào lúc này. Đệ không hiểu gì ư, đệ biết đệ là một tên hồ đồ, nhưng, chính là tên hồ đã này đã trung thành chấp hành chỉ thị tới lăng gia đề thân của huynh mấy ngày trước kết quả không ngờ lại hại một nhà người ta đệ không hiểu đây là đạo lý gì nhưng đệ ít nhất cũng biết chữ nhân viết như thế nào ngọc mãn thiên sau khi biết nội tình của việc đề thân vốn đã giận dữ từ lâu hôm nay về nhà câu đầu tiên không ngờ lại bị gian đe một trận tính khí nỏng này nên không thể chịu nổi nữa lập tức nổi trận lôi đình nhảy dựng lên đệ muốn hỏi huynh hỏi một người thông minh như huynh loại chuyện xấu xa bất nhân bất nghĩa này huynh làm sao có thể quyết định ra được trước tiên là hy sinh thanh danh ngàn năm của ngọc gia tiếp đến là hy sinh danh thiết của ngọc băng nhan càng quá đáng hơn là huynh không ngờ còn chỉ thị cho ngọc tràm thủy hạ thủ với băng nhan ngọc mãn lâu ta hỏi huynh ngọc băng nhan có phải là thân chất nữ của huynh biết rõ trong người nó có bệnh khó có thể sống lâu không ngờ lại vẫn nhẫn tâm cắt đứt hạnh phúc cả đời của nó huynh sao có thể há miệng ra mà nói vậy tinh khí cuồng bạo của Ngọc Mãn Thiên đã bạo phát thì không còn cố kỵ gì nữa. Ngay cả đại ca cũng không gọi, trực tiếp gọi là Ngọc Mãn Lâu, há miệng gào to, nước miếng bắn tứ tung, vô cùng kích động. Hốn trướng, ngươi nói gì vậy, Ngọc Mãn Lâu tức giận đến nỗi cả người run rẩy. ngươi đang nói chuyện với ta sao, ra ngoài được vài ngày, ngươi bị điên rồi sao, quyết định của gia tộc, lúc nào mới tới lượt ngươi tới hỏi, sao hả, làm không đúng thì ta tới hỏi, quyết định của gia tộc cái dám chó chẳng phải là quyết định của gia chủ ngươi sao ngọc mãn thiên đốc lại bộ dạng không sợ trời không sợ đất ngươi tuy là gia tộc của bản gia nhưng chẳng lẽ có thể bịt miệng ta sao làm sai thì không thể để người ta nói à đây là quy củ gì vậy lão tử chưa từng nghe thấy ngọc gia có gia quy này bốp ngọc mãn lâu xuất thủ như điện hung hăng tát cho ngọc mãn thiên một cái trầm giọng quát ngươi phản rồi ngươi sưng lão tử với ai vậy khôn hồn thì ngậm miệng lại cho ta còn dám nói năng cản dỡ với ta nữa, lão tử sẽ lấy ra pháp để xử trí ngươi đó. Ngọc Mãn lâu dưới cơn kích động, không nhịn được cũng thuận miệng xưng là lão tử, ngay cả bản thân mình cũng không phát hiện ra. Hiện tại là lúc nào rồi? Trong thiên hạ gió mưa ngất trời, Ngọc ra nguy tại sớm chiều. Các ngươi không ngờ còn có tâm tình để cãi vã với ta ư. Thật đúng là ngu hết thuốc chữa. Hai người các ngươi, lập tức tới từ đường của tổ tông quỳ xuống sám hối cho ta. Nếu còn chưa nghĩ thông thì đừng ra nữa mau cút đi, còn ngây người ở đó làm gì? Không xong rồi, không xong rồi. Gia chủ, nhị gia, tam gia, ngoài cửa lớn xảy ra chuyện rồi. Người, một cao thủ bạch ngọc hoang mang chạy vào, giọng nói hoảng hốt vô cùng. Chuyện gì vậy, hoang mang thế này thì còn ra thể thống gì? Ngọc mãn, lâu quát lớn một tiếng, giọng nói bạo nộ chấn cho cả chỉ đềm giang sơn các rung rung. Nhưng huynh đệ ba người vẫn quay sang nhìn nhau, đều cảm thấy chuyện không tầm thường. Lúc này, tiền viện lờ mờ truyền tới mùi máu tanh cũng khiến ba người trong lòng trầm xuống đây là biến cố nhiều năm chưa từng gặp của ngọc gia thân tại đại bản doanh của bác ngụy ngọc gia tới vuốt dâu hùng chứ nhưng ba huynh đệ không hổ là nhân vật đã trải qua nhiều sóng gió thoáng chốc đã chấn định lại vào thời khắc quan trọng như thế này nếu thực sự phát sinh chuyện lớn mình một khi hoảng loạn vậy thì hậu quả thực sự là khó lường nghe cao thủ bạch ngọc đó lắp ba lắp bắp kể lại ba huynh đệ ngọc mãn lâu ngọc mãn đường Ngọc Mãn Thiên đều cảm thấy trước mặt tối sầm. Đặc biệt là Ngọc Mãn Lâu, người trầm ổn như hắn mà cả người cũng lão đảo, cơ hồ sắp ngã xuống. Trên khoảng đất trống ở tiền viện của Ngọc Gia, hơn 10 cỗ thi thể được đặt rất chỉnh tề. Xung quanh là những tiếng khóc rung trời, một phu nhân trung niên khoảng tứ tuần đã khóc đến ngất xỉu. Khóc cái gì, không được khóc, Ngọc Mãn Lâu quát lớn, từ từ bước về phía trước, không ai biết được rằng, vào lúc này, Ngọc Mãn Lâu đã phải dùng hết công lực toàn thân mới khống chế được thân thể của mình không run rẩy. Nhưng trước mặt hắn đã là một mảng mờ mịt, trong những thân thể trên mặt đất, có thi thể của một người trẻ tuổi, chính là nhi tử thân sinh Ngọc Lưu Vân của hắn. Lúc Ngọc gia đại công tử Ngọc Lưu Vân ra ngoài du ngoạn mệt mỏi quá liền trở về, trước khi bước vào cửa lớn của Ngọc gia đột nhiên bị hai người che mặt áo lam lai lịch bất minh kích sát tại đương trường. Thi thể tứ phân ngũ liệt, chết thảm vô cùng, thị vệ đi theo cũng không có ai thoát chết, bị tàn sát tại chỗ đại ca huynh hãy cố nén bi thương ngọc mãn đường và ngọc mãn thiên vào lúc này sớm đã quên đi ủy khuất mà mình phải chịu vừa rồi một trái một phải đỡ lấy đại ca của mình cất tiếng an ủi nhưng trong mắt hai người sớm đã nước mắt nhạt nhòa ngọc mãn đường nhìn thi thể vẫn còn hơi ấm của đứa cháu một hàng lệ nóng không ngăn được mà tôi rơi vào lúc này hắn thậm chí quên cả mình với tới chỗ đại ca đòi công đạo cho nữ nhi của mình thân hình kiện tráng của ngọc tam ra ngọc mãn thiên cũng tự run rẩy không thôi đó chính là đứa cháu mà từ nhỏ mình đã xem như bảo bối, giờ đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Trong lòng hai người đau đớn đến tận xương tủy, hai tay ngọc mãn lâu run run, run giấy khỏi hai đệ đệ đang đỡ mình. Thân hình tuy vẫn thẳng như bút, mắt vẫn sáng quắc, nhưng trong mắt những người khác cảm thấy gia chủ của mình trong nháy mắt đã già nua đi nhiều. Thân ở loạn thế, không giết người thì bị người giết. Cách nói này còn có người hoài nghi ư, hôm nay mất mạng chỉ trách mình học nghệ không tinh. Có gì mà đáng để bi thương đau khổ chứ? Điều phải làm hiện giờ là truy tìm hung thủ, tế vong hồn người mà đã mất mới là quan trọng nhất. Người đâu?" Câu cuối cùng của Ngọc Mãn Lâu, hai từ giống như là được phun ra khỏi miệng, vang vọng khắp cả thành Minh Ngọc. "Có." Ngọc Mãn Đường, Ngọc Mãn Thiên đồng thời bước lên trước, chắp tay nghe lệnh. Lúc trước tuy bất mãn đối với đại ca, nhưng hiện tại là tới khắc gia tộc Lâm Nguy, huynh đệ dẫu sao cũng vẫn là huynh đệ bất luận là chuyện lớn như thế nào đều đợi sau khi nguy cơ qua đi rồi hãng nói. Ngọc Mãn Đường chỉ có một nữ nhi là Ngọc Băng Nhan. Ngọc Mãn Thiên thì càng không có niềm vui gia đình, sớm đã coi nhi tử của đại ca là nhi tử của mình. Ngọc Lưu Vân đột nhiên bị hại, cũng chẳng khác nào nhi tử của họ bị hại. Ngọc Mãn lâu nhìn hai vị đệ đệ, thấy khuôn mặt họ cũng đang đau xót, nội tâm đã bi thương tới cực điểm bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại ấm áp. Lúc này, dường như huyết mạch tương thông của huynh đệ ba người lại một lần nữa nối liền với nhau đại công tử của ngọc gia không ngờ lại bị người ta dùng thủ đoạn độc ác giết chết ngay tại địa bàn của ngọc gia đây căn bản chính là động thổ trên đầu thái tuế ngọc mãn thiên dưới cơn bạo nộ đã hạ lệnh điều tra cả thành minh ngọc thà giết nhầm còn hơn bỏ sót mệnh lệnh vừa xuống tất cả cao thủ thuộc ngọc gia đều xuất động nhưng mệnh lệnh vừa phát ra chưa được bao lâu thì khố phòng ở nội viện của ngọc gia đột nhiên bốc cháy lửa cháy ngút tời lửa theo thế gió cơ hồ đã lan ra cả nửa ngọc gia thế lửa cực mạnh tới khi khó khăn lắm mới dập được thì khố phòng lớn nhất của ngọc gia đã là cháy thành một đóng cho tàn ngay sau tin tức hoàng thất bắc ngụy bị diệt tuyệt, chuyện của ngọc gia cũng nhanh chóng được truyền khắp thiên hạ hai chuyện xảy ra liên tiếp đã khiến cho các đại thế lực lập tức hiểu ra gì đó ừ tựa hồ như là địch nhân nhiều năm chưa từng xuất hiện của ngọc gia cuối cùng cũng xuất hiện rồi hơn nữa còn triển khai càn quét đối với ngọc gia không chút lưu tình mà Ngọc Gia trong đoạn thời gian này, thế lực vô cùng phân tán, đặc biệt là hơn một nửa số cao thủ tinh nhuệ đã được điều tới tận thừa thiên. Thực lực yếu đi nhiều, tất cả những điều này không nghi ngờ gì nữa đã cấp cho địch nhân cơ hội xuất thủ lớn nhất. Tất cả mọi người đều biết rằng, Ngọc Gia ngàn năm ở ẩn mới là địch thủ tranh bá thiên hạ lớn nhất của các giải thế lực. Một khi chiến loạn nổi lên, có lẽ Ngọc Gia mới là phe có hy vọng lớn nhất có thể thống nhất thiên hạ. Các đại gia tộc xưa nay tuy ngoài mặt thì cung thuật, nhưng hiện tại một khi thấy Ngọc Gia tựa hồ như lâm vào tình huống bấp bênh bốn bề thọ địch, các thế lực lập tức có phản ứng. Cùng chủ các phương đều là nhất đại bá tài, ai mà chịu dễ dàng khuất phục dưới người khác chứ. Không khí chiến tranh dày đặc, chương 401, phong vân động đáng, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Minh Mã Đông Triệu ở dưới tuyến giữa hai nước đã đem 20 vạn đại quân Bắc Thượng 200 dặm, xâm nhập lãnh địa của Bắc Ngụy trên danh nghĩa là diễn luyện giã chiến. Quan phương mượn cớ là tới chia buồn với hoàng thất của Bắc Ngụy, phát ra mấy vạn quân tinh nhuệ, do các cao thủ của Đông Phương Thế gia xuất lĩnh, tiến vào Bắc Ngụy, thuận tiện tiến hành thăm hỏi những biến cố của Ngọc gia trong đoạn thời gian gần đây. Tây Hàn đồng dạng cũng không tỏ ra yếu kém, đại tướng quân Tây Môn Trùng Thiên nóng lòng muốn lập công cũng xuất lĩnh 20 vạn đại quân, chấm rãi tiến gần Bắc Ngụy. Ngô Quốc Nam Trịnh cũng đình chỉ nội chiến giữa hai nước, nhao nhao chỉnh đốn binh mã, lờ mờ có ý đồ bắc thượng. Lúc chia tay, ta đã nhiều lần dặn dò, chỉ cần hai người các ngươi trước tiên tới ứng phó với lăng gia mà thôi, thậm chí nếu không ổn thì trực tiếp san bằng lăng gia cũng không phải là không thể, chẳng phải ta ít nhất cũng giao trên bảy thành lực lượng tinh nhuệ của gia tộc cho các ngươi sao. Nhưng cử động hiện tại của Ngọc Tram Thủy lại hoàn toàn là một mình muốn tiếp nhận cả thừa thiên. Cho dù thực lực của Ngọc Gia có mạnh tới mức nào đi chăng nữa, cũng không thể trắng trợn nuốt gọn cả thừa thiên như vậy. Âm thầm hành động, phải âm thầm hành. Trước khi đi đã dặn dò cả trăm lần rồi, vị đại trưởng lão này vẫn hành động một cách đao to bố lớn. Đặc biệt là những gì họ đang làm, không ngờ dùng cao thủ tinh nhuệ nhất của Ngọc Gia đi làm cái chuyện vụn vặt đó, thế chẳng phải là dùng dao mổ trâu đi giết gà sao. Hiện tại nếu như tiếp nhận những cái này, tất nhiên sẽ mang tới thu nhập cực lớn cho Ngọc Gia, nhưng vô hình chung sẽ làm mỏng đi lực lượng cao thủ của Ngọc Gia. Mà những cái này, đợi khi tương lai chiếm lĩnh được thừa thiên rồi vẫn có thể chậm rãi mà lấy, lúc đó sẽ có nhân tài chuyên nghiệp tới phụ trách, sẽ không lâm vào tình trạng bó tay như hiện tại, người ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề. Trong lúc này, Ngọc Mãn Lâu thực sự có một loại xung động muốn bóp chết Ngọc Trảm Thủy, Ngọc Trảm không. Nếu chỉ có chiều hướng ở phía thừa thiên thì còn đỡ, bất kể là như thế nào, bằng vào lực ảnh hưởng khổng lồ ngàn năm tích lũy của Ngọc Gia, cho dù xuất hiện bất kỳ chuyện gì thì tin rằng cũng có thể tạm thời áp chế được. Nhưng đúng vào thời khắc này, Bắc Ngụy Hoàng thất lại bị tổ chức sát thủ khủng bố nhất của thiên tinh đại lục tiêu diệt triệt đề. Cái này có thể gọi là nhà rột lại gặp mưa to, thuyền vỡ lại gặp gió lớn. Hai chuyện này, nếu chỉ có một chuyện phát sinh đơn độc, tất nhiên cũng sẽ làm oanh động thiên hạ, nhưng bằng vào sự tích lũy ngàn năm của Ngọc gia, cũng lắm thì cũng chỉ là một trận rối loạn mà thôi. Nhưng hai chuyện lại một trước một sau cơ hồ là đồng thời phát sinh, Ngọc gia lập tức trở thành cái đích của mọi người. Trong thiên hạ, tất cả mũi dùi đều toàn bộ chuyển hướng vào Ngọc gia. Cho dù ngươi là thế gia ngàn năm, nhưng ngươi nếu như muốn diệt ta, ta sẽ không ngồi yên chờ chết đâu. Mọi người vốn cho rằng, cho dù Ngọc Gia thật sự muốn tranh bá thiên hạ, vậy cũng nhất định sẽ ẩn nhẫn tới lúc tối hậu mới phát động. Nhưng không ai ngờ rằng, trong trường phân tranh thiên hạ này, người đầu tiên nhảy ra chính là Ngọc Gia, quả thực là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Vốn bởi vì chuyện của Giang Sơn lệnh chủ, Lăng Gia đã trở thành đối tượng gây chú ý của thiên hạ, cũng là một khối thịt ngon mà các đại thế lực đều muốn cắn một miếng, nhưng hiện tại Ngọc Gia hoành không xuất thế, lại tựa hồ như là treo một thanh cương đao sáng loáng trên đầu các thế lực. Nếu Ngọc Gia thành công, những người này chắc chắn sẽ đối mặt với sinh tử quan đầu. Vào thời khắc này, ai mà còn muốn tới cắn một miếng thịt chứ? Thế là, trong khoảng thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Ngọc Gia tiếp nhận vị trí của Lăng Gia, trở thành tiêu điểm của cả thiên hạ. Đúng vào lúc này, một tin tức khủng bố đột nhiên truyền ra, triệt để bước Ngọc Gia vào thế đối lập với tất cả các đại thế lực. Tây Hàn Tây môn thế gia đột nhiên bị Lăng Thiên tập kích diệt sạch, một đại lượng lớn cao thủ trong môn hoặc chết hoặc bị thương, tổn thất thảm trọng, ngay cả gia chủ Tây môn vô ý cũng thân thụ trọng thương, sinh tử chưa rõ. Thế gia trăm năm, cơ hồ như hủy trong phút chốc. Người chủ sự hiện tại của Tây môn thế gia đổi thành nghĩa tử của Tây môn vô ý Tây môn tạp, còn rất trẻ tuổi. Mà sau khi Tây môn tạp tiếp quản Tây môn thế gia, quyết định đầu tiên mà hắn đưa ra là thề sẽ báo thù cho gia tộc, tuyệt không bỏ qua cho lăng thiên. Để báo được đại cừu này, Tây Môn Tạp không tiếc dâng thư cho Ngọc Gia gia chủ Ngọc Mãn Lâu, tỏ ý quy thuận của nhà mình. Nói là chỉ cần Ngọc Gia có thể giúp Tây Môn Thế Gia báo được đại cừu này, Tây Môn Thế Gia từ đây sẽ đời đời kiếp kiếp để Ngọc Gia chỉ đâu đánh đó. Đây vốn là hành động tuyệt mật giữa hai đại gia tộc, nhưng không biết là vì sao lại bị tiết lộ ra ngoài. Trong nhất thời thiên hạ ai ai cũng dõi mắt nhìn vào. Khi Tây Hàn Hoàng gia chất vấn Tây Môn Tạp, tân nhiệm gia chủ Tây Môn Tạp trước tiên là ấp úng, Thủy chung không chịu thừa nhận, sau cùng tây môn tạp thẹn quá thành giận không ngờ lại đánh đuổi sứ giả mà hoàng đế phái tới ra khỏi cửa và tuyên bố thế gia kết minh vốn là chuyện bình thường có chỗ nào đáng ngạc nhiên đâu tây môn thế gia và ngọc gia kết minh có gì mà không được ai dám có ý kiến thì sẽ đồng thời trở thành kẻ địch của hai đại thế gia tây môn gia và ngọc gia đặc biệt là sau cùng vị gia chủ trẻ tuổi này còn gào lên một câu vô cùng cuồng vọng ai dám không phục thì đứng ra đây cho lão tử Sơn Hà ba ngàn dặm của Đông Nam Tiêu gia đột nhiên giới bị xâm nghiêm, đại quân từ từ tập kết lại, theo người biết rõ tình hình tiết lộ, phòng trừng binh giáp tinh nhuệ của Tiêu gia chắc có khoảng hơn 30 vạn. Cục thế của cả thiên tinh đại lục giống như một một dây cung đã kéo căng, chạm vào là nổ. Trong thành thừa thiên, hai vị trưởng lão của Ngọc Gia thấy lăng gia đã có. Thoái nhượng, đám người của Ngọc Gia hành sự càng không kiêng nể ai, có. Vị như đã làm chủ thừa thiên, duy ngã độc tôn, Ngọc gia dưới tiền đề chưa trưng cầu ý kiến của Lăng gia đã trực tiếp dùng một lượng vốn lớn, cường hành mua lại chỗ ở cũ Dương gia, thậm chí còn mua lại sạch hơn trăm ngôi nhà xung quanh. Sau khi xong chuyện thì giải thích với Lăng lão phu nhân rằng Ngọc gia đưa của hồi môn tới, song phương tuy là người thân, nhưng gần ngàn người không tiện cứ ăn không ngồi rồi tại Lăng gia, như vậy thì quá mất đi phong phạm thế gia ngàn năm của Ngọc gia, huống chi còn phải đợi đến ngày đại hôn của Lăng Thiên và Ngọc Băng Nhan, đoạn thời gian này cũng cần phải có một nơi đặt chân tại đây vân vân. Lăng lão phu nhân oán thầm không thôi, trước mắt biết mình là thế gia ngàn năm lại bắt đầu nói quy cũ, nói phô trương. Chuyện thất lễ lúc trước sao không nói, rõ ràng là muốn bồi dưỡng thế lực của mình ở địa giới thừa thiên mà, có điều sớm đã có ám kỳ của lăng thần cho nên lão phu nhân cũng không quá để ý, ngược lại còn cười ha ha đáp ứng. Từ lúc này càng không hỏi tới chuyện này nữa, mặc cho Ngọc gia tự mình chạy qua chạy lại, thậm chí thỉnh thoảng còn giúp đỡ mấy việc nhỏ, dù sao thì họ cũng ở địa bàn của mình mà. Ngọc gia tuy thế lớn, nhưng mua nhà mua đất khẳng định là không thể thuận buồm xuôi gió có điều dưới sự giúp đỡ của lăng gia cho nên cũng không xuất hiện tình huống ép mua ép bán dưới sự tận lực giúp đỡ của lăng gia thế là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngọc gia đã dựng được một chỗ đứng tại thừa thiên nếu như có đủ thời gian để chiêu binh mãi mã e rằng trong một khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục được khí thế hưng thịnh của dương gia năm nào thậm chí còn vượt quá cả dương gia cái khác không nói chỉ với tổng bộ của ngọc gia tại thừa thiên cũng đã hơi có quy mô địa bàn rộng lớn hơn nhà cũ của dương gia ngày trước đến mấy lần dưới lực huy hiếp cực lớn của ngọc gia mấy gia tộc cỡ lớn và cỡ nhỏ ở trong thành thừa thiên bắt đầu từ từ thử dựa vào ngọc gia hết lòng nịnh bợ ngọc gia dưới sự nỗ lực giúp đỡ họ ngọc gia cũng lần lượt nắm được một số thế lực bản thổ của thừa thiên đang dần dần từng bước mở rộng thế lực đề thăng một cách vững trải còn những thế lực hắc ám của thành thừa thiên cuồng phong bang vốn cực thịnh nhất thời dưới sự từng bước tiến bước của Ngọc Gia đã dần dần thu nhỏ thế lực của mình lại, nhượng bộ Ngọc Gia, bất kể là Ngọc Gia gây hấn như thế nào, giữa hai không ngờ lại không. Phát sinh chút xung đột đẫm máu nào, trong tính toán của hai vị trưởng lão, với tư liệu thôi diễn mà Ngọc Gia thu thập được, Ngọc Gia cho dù có thể hủy diệt, chinh phục cuồng phong bang, bang phái địa đầu xà của thừa thiên này thì cũng sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Nhưng cuồng phong bang lại bất ngờ làng tránh, càng khiến cho người của Ngọc Gia thêm ngang ngược kiêu ngạo, có ý vị như ta đây là nhất. Tựa hồ như trong cả thành thừa thiên, bất tri bất giác đã phát sinh một cuộc giao nhận quyền lực trên quy mô lớn, bầu không khí mỗi ngày đều áp ức đến cực điểm, giống như là chỉ cần một tia lửa cũng có thể khiến cho nó nổ tung, nhưng thủy chung lại không bạo phát. Sức uy hiếp của thế gia ngàn năm ngọc gia này có thực sự là lớn vậy không? Thế lực vốn có của thành thừa thiên tựa hồ như đang nằm dưới sự thao túng của một bàn tay to lớn, những bộ toàn diện một cách ngay ngắn trật tự. Ngay cả mình yên lâu danh mãn thiên hạ trong đoạn thời gian này cũng thu mình hành sự âm trầm đến cực điểm. Trong sự mập mờ khó hiểu như vậy, tựa hồ như dưới sự ngầm đồng ý của các phương, dã tâm của hai người Ngọc Trảm Thủy, Ngọc Trảm không có thể nói là bành trướng tới cực điểm, thậm chí còn không đem tình hình bất thường này báo lên trên, tự tin vào thế gia ngàn năm của mình. Bọn họ với lòng tin duy ngã độc tôn, hùng tâm bừng bừng chỉ huy tất cả các thế lực của Ngọc Gia Chú tại Thừa Thiên nhanh chóng hóa thành các xúc tu, đặt một chân vào cơ hồ như lại tất cả các hành nghiệp ở Thừa Thiên. Thế cho nên, ngay lập tức, thế lực của Ngọc Gia bành trướng nhanh chóng như một quả bóng hơi. So với địa bàn đang cấp tốc bành trướng mà nói, hơn một ngàn người của Ngọc Gia tới Thừa Thiên thì còn lâu mới đủ dùng. Dù sao thì cao thủ làm việc cũng án theo số người mà tính, một cao thủ trong chiến đấu có thể tương đương với 10 người, thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng trong như sự việc thời bình, năng lực làm việc của cao thủ cũng giống như một người bình thường, cho nên đại quân tinh nhuệ có thể chống đỡ hơn vạn người của Ngọc Gia này, khi làm những việc vụn vặt thì không bằng những nhân viên bình thường nhưng mà vào lúc ngọc tràm thủy cảm thấy có lòng tin đầy đủ có nhiều thành tựu mới dám gửi phi cáp truyền thư yêu cầu tổng bộ ngọc gia lại phái thêm một lượng lớn nhân thủ tới để viện trợ muốn xây dựng một ngọc gia thứ hai ở thừa thiên thì vào thời khắc vô cùng tế nhị này ngọc gia chính xác mà nói thì là cả bác ngụy lại trở nên rối loạn một cách không có dấu hiệu báo trước vào lúc ngọc mãn lâu bận truy tìm hung thủ thì đột nhiên nhận được hồi báo dương dương đắc ý của ngọc tràm thủy đọc xong nội dung của tín hàm hai mắt ngọc mãn lâu đờ ra chân run run cơ hồ như là giận đến nỗi ngất đi. chương 402, Bày Ngưu Lập Kế, chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Những lời nói này của Tây Môn Tạp được truyền ra, lập tức khắp thiên hạ đều xôn xao. Nếu như không có sự giúp đỡ của một thế gia ngàn năm nào, chỉ bằng vào thế lực hiện tại của Tây Môn Thế Gia, tân nhiệm tiểu gia chủ Tây Môn Tạp sao dám kiêu ngạo như vậy. Nghi vấn này thậm chí ngay cả người của Tây Môn Thế Gia cũng phải tán đồng. Tuy bọn họ không biết rõ Tây Môn Thế Gia có phải là chân chính dựa vào Ngọc Gia rồi không, nhưng thấy ý tứ của gia chủ như vậy, ít nhất thì Tây Môn Thế Gia cũng có một chỗ dựa vững chắc khác. Sự phân tích này khiến những đệ tử nhân tâm đang hoảng hốt của Tây Môn Thế Gia lại một lần nữa run lên. Mà lúc này, cái gọi là hậu đài của Tây Môn Thế Gia bức thư của Ngọc Mãn lâu hồi đáp Tây Môn Tạp Căn Bản vẫn đang trong giai đoạn đắn đo dùng từ. Bắc Ngụy Minh Ngọc Thành đã triệt để trở thành tiêu điểm của cả thiên hạ. Vô số nhân viên tình báo của các nơi đều lấp lấp tiến vào Minh Ngọc Thành như thủy triều. Bất kỳ nhất cử nhất động của bất kỳ một ai trong Ngọc Gia, bao gồm cả các môn vệ canh cửa, thậm chí cả gã sai vặt trong nhà bếp đi ra. Ngoài mua đồ cũng có người chuyên môn phụ trách chỉnh lý và nghiên cứu. Sau đó mỗi một tin tức đều liên tục không ngừng được truyền đi bát phương. Dã Tâm lớn như vậy, thực sự đã trở thành kẻ địch chung của thiên hạ. Độ phát triển của sự tình cho đến giờ đều rất thành công. Vậy thì Bước tiếp theo nên làm thế nào? Thừa Thiên, Lăng phủ, Lăng lão phu nhân dựa vào giường mềm, mỉm cười nhìn thiếu nữ vẻ mặt điềm tĩnh ở trước mặt, lộ ra vẻ tán thưởng, thật không ngờ Thiên Nhi không có ở đây, chỉ một mình con trống đỡ biệt viện, tiến thêm một bước nữa là cả Lăng gia. Hơn nữa, có thể lặng lẽ hoàn toàn hóa giải khí thế to lớn của Ngọc gia, khiến nhân mã của Ngọc gia tiến công Thừa Thiên hoàn toàn lâm vào vũng bùn, còn Dương Dương đắc ý tự cho mình là đúng. Hiện tại, thủ đoạn này trước mắt càng làm Thiên Hạ thêm rối ren thần nhi, xem ra lão nhân ta trước giờ đã đánh giá thấp con rồi. Tất cả những điều này đều là sự an bài của công tử. Thần nhi chẳng qua là nghe theo mệnh lệnh của công tử, theo kế mà làm thôi. Nào dám kể công, lăng thần điềm tĩnh mỉm cười, trong đôi mắt đẹp chiếu ra cảm tình xấu sắc. Ồ, sao còn gọi là công tử, cái con nhà đầu này, không thể đổi cách xưng hô à. Lăng lão phu nhân hít mắt lại, ý vị thâm trường cười nói, chẳng lẽ con nghĩ là lão thân mắt mở chân chậm rồi ư chỉ tại thiên nhi không hăng hái nếu như tiểu tử hắn hăng hái lão ta đã có hy vọng được bế chất rồi lão phu nhân lăng thần lập tức mất hẳn sự rụt rè mặt đỏ rực ha 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 lăng lão phu nhân cười sang sảng nói chuyện của người trẻ tuổi các con lão thân sẽ không hỏi đến nữa tất cả để thiên nhi làm chủ là được tin rằng thiên nhi sẽ không khiến lão thân thất vọng đâu càng sẽ không để con thất vọng những lời này của lăng lão phu nhân tựa hồ như có ý gì khác lăng thần đỏ mặt vội vàng chuyển đề tài, với cách nhìn của lão phu nhân, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Cứ làm theo ý con đi, nhà đầu con nghĩ thế nào thì làm thế ấy. Lăng lão, phu nhân cười cười nói một câu, rồi đột nhiên mặt nghiêm lại, nói trước mặt lão thân, con không cần phải giấu giếm làm gì, nói tất cả những tính toán của con ra đi. Lão thân sẽ giúp con hợp kế, dẫu sao thì kế hoạch cũng không được biến hóa quá nhanh, cho dù là kế hoạch có chu mật đến thế nào đi chăng nữa, theo biến hóa của tình thế cũng luôn cần phải tùy cơ ứng biến. Lăng Thần nhu thuận vâng một tiếng, nói, lão phu nhân nói phải. Thiên hạ hiện nay đã biến thành một loạn cục, tới mức độ nhất xúc tứ phát rồi. Tuy trước mắt chúng ta nhiều lần vận dụng mưu kế, đem tất cả sức chú ý của các đại thế lực chuyển hết lên người Ngọc gia Bắc Ngụy, nhưng đối với sự tích lũy ngàn năm của Ngọc gia, tin rằng bất kỳ một thế lực nào cũng không dám khinh cử vọng động. Ngọc gia nếu muốn được ăn cả ngã về không, đầu tiên sẽ hạ tử thủ nhắm vào bất kỳ một nhà nào đó bất kể đó là nhà nào đều khó tránh khỏi mệnh vận bị tiêu diệt cho nên thiên hạ tuy loạn nhưng vẫn chưa loạn tới mức nhất định các thế lực đều đang quan vọng hoặc có thể nói là đang siết đợi đợi có một nhà trong đó không nhịn nổi mà xuất thủ trước đợi đã lăng lão phu nhân tựa hồ như nhớ tới gì đó nói nhưng kế hoạch lần này của chúng ta lại thực sự là quá thuận lợi thậm chí ngay cả bản thân triệt thối ẩn nhẫn như thế nào đều giống như là trước khi xảy ra chuyện đã diễn luyện qua đặc biệt là hành động bên đó của Bắc Ngụy thực sự là quá thuận lợi đó. Lăng lão phu nhân nhíu mày, thần nhi, kế hoạch này các người đã chuẩn bị rất lâu rồi phải không? Không dám giấu lão phu nhân, chuyện đúng là vậy. Lăng thần mỉm cười, khẩu khí hờ hững nhưng lại khiến lăng lão phu nhân kinh hãi. Các con sao có thể tính toán xa như vậy? Thiên nhi hắn làm thế nào vậy? Lăng thần mỉm cười nói có điều kế hoạch dùng để đối phó với Ngọc gia chính xác là Lâm thời mới quyết định. Trong kế hoạch nguyên bản của công tử. Ngọc Gia không phải là mục tiêu chủ yếu. Công tử sớm đã đoán rằng, Thừa Thiên có vị trí đặc thù, chỉ cần Thừa Thiên có biến động gì, nhất định sẽ có các phương thế lực mạnh mẽ trên thế giới tiến tới. Nhưng công tử lúc trước lại không hề lo lắng về Ngọc Gia, từ sau khi biết ân oán ngàn năm của hai nhà Thủy Ngọc, công tử Thủy Trung mang thái. Độ kính nhi viễn chi đối với Ngọc Gia, bởi vì bất kể là như thế nào, Ngọc Gia cũng bị kẻ địch ngàn năm Thủy Gia này kiềm chế. Trước khi hai nhà chưa phân thắng phụ thì không cần phải để ý đến không phải là Ngọc Gia. Vậy là, sắc mặt của lăng lão phu nhân có chút kinh sợ, tựa hồ như đoán ra gì đó nhưng lại không dám xác định, hoặc có thể nói là không muốn xác định. Bạn đang đọc chuyện được copy tại, kế hoạch này của công tử vốn là để nhắm vào tiêu gia. Lăng thân giọng giặc nói ra, giọng nói trầm thấp, nhưng lại đánh gục một tia ảo tưởng cuối cùng của lăng lão phu nhân, tiêu gia mới là kẻ có dã tâm bừng bừng, thực lực thâm tàng bất lộ, cao thâm mà chắc tuyệt không dưới ngọc gia nhát là họ luôn nhìn chằm chằm vào lăng gia như hổ đói. Hội đấu giá của tiêu gia tại Thừa Thiên vốn có ý muốn dồn lăng gia ta vào chỗ chết, với thực lực của họ mà nói, thực sự là kình địch lớn nhất trong công cuộc tranh bá thiên hạ của lăng gia ta. Trong những năm gần đây, công tử đã tốn bao tâm tư để xử lý tất cả thế lực của tiêu gia tại Thừa Thiên, muốn trừ tận gốc lên, cắt đứt tai mắt, chính là vì kế hoạch này. Khi cần Thừa Thiên có biến, tất cả hành động của tiêu gia, công tử liền sẽ khởi động kế hoạch, hoàn toàn dồn tiêu ra vào trung tâm sóng gió, trở thành cái đích nhắm của mọi người. Trên mặt lăng thần mang theo một nụ cười kính phục, chậm rãi nói rồi lại đột nhiên thở dài, nói, song công tử tuy thần cơ diệu toán, trung quy vẫn tính sai một nước, do thủy gia bất ngờ tham gia vào chuyện của thiên tinh đại lục, ngọc gia vì thế không thể bảo trì trầm mặc phát động thế công trước. Cho nên, sau khi phía thừa thiên có biến động, người có hành động đầu tiên lại chính là ngọc gia, đây vốn là điều mà công tử không ngờ đến mà hai đại thế lực ngọc gia và tiêu gia luôn cố kỵ nhau một khi ngọc gia động thủ trước tiêu gia nhất định sẽ tạm thời hành quân lặng lẽ tiếp tục ẩn nhẫn chỉ bởi vì hai nhà này nếu như nổi lên xung rột trước vậy thì lập tức chính là thời điểm mà cả thiên hạ đều rơi vào chiến cục phân loạn mà hiện tại bất kể là ngọc gia hay là tiêu gia đều còn lâu mới chuẩn bị được thỏa đáng hoặc có thể nói hai nhà đều có cố kỵ riêng của mình đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà hai đại gia tộc này nhiều năm như vậy vẫn bình an vô sự với nhau Do hai nhà đều muốn trước tiên từng bước nuốt gọn những thế lực nhỏ, sau khi từ từ lớn mạnh mới quyết thắng phụ với cường địch. Còn cử động bất ngờ của Thái tử Bắc Ngụy Ngụy, thừa binh, lại triệt để phá vỡ sự bình hành vi diệu này. Ngọc Gia tuy chưa chuẩn bị vạn toàn, nhưng nếu nhất ngay lập tức kéo đổ lăng ra ta Thủy Trung vẫn là hại nhiều hơn lợi, nhưng lúc này lại liều lĩnh động thủ với chúng ta. Hiện tại Ngọc Gia đã lựa chọn hạ thủ với chúng ta trước tiêu gia, chuyện đã tới trước mắt, chúng ta chỉ đành khởi động kế hoạch nhắm vào Ngọc Gia. Xem như là để tiêu gia thoát được một kiếp đi, Lăng Thần ngạo nghễ nói, nếu như lần này tới là tiêu gia, dưới kế hoạch đã được chuẩn bị nhiều năm của công tử, e rằng tiêu gia cho dù không lập tức tan thành mây khói thì cũng đại thương nguyên khí. Cho nên mới nói, Ngọc gia lần này đã gánh nạn hộ tiêu gia. Trở thành một kẻ tiêu tiền như nước nhiều nhất và cũng là xui xẻo nhất. Có điều hành động lần này của chúng ta đối với Ngọc gia thủy chung vẫn là khởi sự vội vàng, tất nhiên không quá hoàn thiện. Cho nên, trong kế hoạch này vẫn tồn tại kẽ hở. Có điều, may mà lần này tới thừa thiên chính là Ngọc Trảm Thủy và Ngọc Trảm Không. Nếu là bất kỳ ai trong hai huynh đệ Ngọc Mãn Lâu hoặc là Ngọc Mãn Đường, tin rằng ai cũng đủ thủ đoạn để có thể phá hỏng mưu đồ của chúng ta. Ngọc Trảm Thủy và Ngọc Trảm Không võ công tuy cao, nhưng Trung Quy vẫn chỉ là hai kẻ võ phu. Vào thời khắc chúng ta cố ý dâng lực lượng cho chúng, quả nhiên tham cái lợi nhỏ mà đuổi theo. Điều này cũng tạo thành cục diện quẫn bách của Ngọc Gia hiện tại. Tất cả những điều trước mặt này tất nhiên đều là bố cục tinh diệu của công tử, nhưng cũng không hẳn không phải là nhờ ông trời đã chiếu cố lăng ra. Lăng thần trong mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ, nói, nhưng cuốn cảnh lần này của Ngọc Gia chỉ là cơ duyên xảo hợp, chắc sẽ không kéo dài bao lâu. Tới lúc đó, tất nhiên sự chú ý của các đại thế lực sẽ lại quay về phía thừa thiên. Lúc đó bọn chúng đã mượn cơ hội lần này, hoàn tất tập kết toàn bộ thực lực, nếu đối phó với chúng ta, sẽ càng thêm khó ứng phó. Cho nên chúng ta phải trong đoạn thời gian này làm một số việc gì đó, còn luôn đợi công tử truyền mệnh lệnh về. Nhưng công tử lại không có bất kỳ đề nghị gì về việc này. Nói xong, Lăng Thần khổ sở nhíu chặt mày, trong giây phút nhận được thư tín của công tử, Lăng Thần đã rơi lệ, mà trong mật hàm mà Lăng Thiên Thiên gửi cho Lăng Thần lại chỉ có mấy chữ mơ hồ. Chỉ chỉ ra phương hướng đại thể còn cách làm cụ thể lại không viết một chữ nào. Thậm chí chuyện về sau nên làm như thế nào cũng không nhắc tới một câu chỉ biết là công tử đã có thể thông qua Lăng Tam thập truyền thư tín về. Như vậy với thực lực trải khắp thiên hạ của Lăng gia mà nói, hắn cho dù mỗi ngày truyền một phong thư cũng là điều hoàn toàn có thể. Hắn thậm chí còn có thể chỉ huy từ xa cuộc chiến tranh này. Nhưng hắn lại không làm như vậy, Thiên Nhi đây là có lòng tin mạnh mẽ đối với các con, tin rằng các con có thể làm tốt. Lăng lão phu nhân cười ha ha, Cổ Vũ, Thần Nhi, con ngàn vạn lần đừng để Thiên Nhi phải thất vọng. Lão Thân tin rằng trong lòng con đã có tính toán tổng thể rồi đúng không? Lăng Thần đỏ mặt, nói tính toán thì đã có, nhưng vẫn cần lão phu nhân ra mặt. Thần Nhi sợ rằng sẽ khiến lão phu nhân phải mệt mỏi. Cái này, Lăng lão phu nhân cười ha ha, đưa tay ra ấn một cái lên trán Lăng Thần, cười mắng, cái con tiểu nha đầu này, học cái khác của công tử thì không học, cái trò lão cá mập mờ thì lại học đủ cả 10 phần. Từ lúc con bước vào phòng của lão Thân, lão Thân đã biết con không có chuyện thì không vào tam bảo điện mà lúc này không ngờ lại bày ra bộ dạng ái náy để lừa gạt lão thân. Thật đúng là đáng đánh vào mông, chương 403, đuổi hổ nuốt sói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lăng thần tuy rằng thông tuệ nhưng mặt thì vẫn quá mỏng, nghe lão phu nhân trêu chọc, khuôn mặt trắng như tuyết đỏ rực lên, xấu hổ nói kế hoạch của thần nhi là. Với tình hình trước mặt, trường thiên hạ phân tranh hiện tại, cục diện càng hỗn loạn thì càng có lợi cho lăng gia ta. Đây cũng là điểm mà công tử trước giờ luôn kiên trì, nhưng duy có một điểm, phàm là chuyện thì đều phải có mức độ, cục diện có thể loạn, nhưng lại không thể loạn tới mức thực sự dẫn tới chiến tranh. Thứ nhất ở phía ta công tử tạm thời không có mặt, chúng ta thiếu thực lực và sự chuẩn bị cần thiết, không có công tử thì. Chúng ta không có được phương hướng chỉ đạo xác thực. Thứ hai là nếu thiên hạ thực sự đại loạn, kẻ được lợi chính là những người chân chính hữu tâm và có thế lực hùng hậu. Chúng ta cho dù hữu tâm, nhưng lại thiếu sự tích xúc của thế gia ngàn năm. Cho nên, về phương diện chừng mực, nhất định phải nắm vững mới được. Chúng ta tuy muốn lôi kéo toàn bộ các phương thế lực đương thế vào, để bọn họ chế ngự lẫn nhau, cũng để cho bọn họ tiêu hao lực lượng của nhau. Nhưng vẫn phải bảo đảm để chiến tranh không thể thực sự bạo phát toàn diện, ít nhấn thì cũng phải kéo dài cho tới sau nửa năm nữa khi công tử quay về. Cho nên, ba chuyện trước mắt không thể không làm, hơn nữa nhất định phải làm cho thật hoàn mỹ. Lăng lão phu nhân trên mặt thoáng hiện vẻ lo lắng, hỏi ba chuyện nào. Khó lắm ư, lăng thần tinh thần chấn động, suy nghĩ lại trong lòng một lượt, rồi chậm rãi nói, độ khó của ba chuyện này tất nhiên là có rồi. Có điều thần nhi vẫn có lòng tin có thể hoàn thành. Chỉ cần có một số chỗ then chốt cần lão phu nhân kiểm định hộ thần nhi. Chuyện thứ nhất, chính là liên quan tới tiêu gia, thế lực lớn nhất mà ở trong cuộc phân tranh này cho tới bây giờ vẫn giữ thế quan vọng, cần khiến bọn họ phải ra mặt tham dự. Hình thành cục thế chế ngự lẫn nhau với Ngọc Gia, như vậy hai đại thế lực một Bắc một Nam sẽ ở vào thế quân bình các nước ở giữa tất nhiên sẽ chỉ đứng nhìn, tuyệt không dám khinh cử vọng động. Tin rằng bất kỳ một phía nào chỉ cần hơi sơ hở, tất sẽ gặp sự đả kích lôi đình của cả hai thế lực. Mà nói tới sự lý giải về tiêu gia, tin rằng sẽ không có ai hơn được lão phu nhân. Lăng lão phu nhân nhắm mắt lại, trầm tư một hồi lâu rồi chậm rãi nói, hai huynh đệ tiêu phong hàn, tiêu phong dương đều là người có tâm tư cẩn mật, tâm cơ thâm trầm. Nếu như không nắm chắc phần lớn, không có cái lợi to lớn, e rằng hai người sẽ không động tâm điểm này, e rằng đã tương đối khó làm rồi. Nếu đổi lại là trước kia, chuyện này đương nhiên rất khó làm. Thậm chí tuyệt đối không có cơ hội hoàn thành, duy có lúc này là khác. Lăng thần nói như đã có chỗ dựa trong lòng, mà hiện nay lại vừa hay công tử không có nhà. Lão phu nhân chính là chủ tâm nòng cốt của lăng gia, cũng là người có quyền tuyệt đối. Nếu lão phu nhân có thể tự mình ra mặt, muốn tiêu phong. Hàn bảo toàn lời hứa hẹn của lăng gia, đối với tiêu gia sớm đã ngấp nghé nhỏ ngó lăng gia rồi cả thừa thiên mà nói, khẳng định là chuyện cầu mà không được. Hơn nữa Ngọc Gia vốn là gia tộc mà tiêu gia trước giờ cố kỵ nhất, vừa hay hiện tại đã trở thành đích ngắm của mọi người. Tiêu gia rất có thể lợi dụng đoạn thời gian này để vận tác tất cả, mà chúng ta lại có thể ung dung đứng giữa hai đại thế lực này. Lăng lão phu nhân mắt sáng lên, vỗ tay nói, không sai, dưới tình thế hiện tại, nếu nói tiêu phong hẳn sẽ không xuất thủ, vậy thì hắn nói gì cũng không cam tâm đâu, quả nhiên là diệu kế. Ta chỉ đang nghĩ xem nên nói như thế nào với hắn. Nói đến đây, lang lão phu nhân đột nhiên thở dài một tiếng, chậm giọng nói cũng không biết lần này, thiên nhi có thể thoát khỏi đại nạn này không. Nếu không, lão nhân làm vậy, há chắc phải là khiến cho tiêu gia vớ bở sao. Lão phu nhân, người, người đã biết rồi ư, lăng thần cả kinh, nhịn không được mà ngẩng đầu lên. Chuyện lớn như vậy, chấn động cả thiên hạ, sao có thể giấu được ta? Vô thượng thiên, giang sơn lệnh, một lệnh đổi một mạng, ai, lăng lão phu nhân cười khổ, các ngươi cho rằng, lão thái bà ta thực sự đã già đến mức hồ đồ rồi ư. Nếu không phải là thiên nhi đang ở vào cảnh cửu tử nhất sinh, ngươi cho rằng tiêu gia sẽ đồng ý lời hứa hẹn của ta ư. Lão phu nhân, công tử đã dám chủ động đề ra trận đánh cược này. Thậm chí còn dù bận mà vẫn truyền tin tức về, bố trí tất cả. Còn thuận lợi giải quyết vấn đề của Tây Môn Thế Gia. Điều này chứng tỏ công tử vẫn có dư lực, tuyệt không nguy hiểm. Lần thần nói với lòng tin 10 phần, cho nên, Công tử nhất định sẽ không sao đâu. Xin lão phu nhân người yên tâm. Lăng lão phu nhân hơi hé mắt ra, gật đầu không tỏ rõ ý kiến, nói: nói xem chuyện thứ hai của con là gì. Mấy năm qua vì kế sách của ngày sau, biệt viện dưới sự âm thầm bố trí của công tử sớm đã thành trạm lương thực cho các thế lực nhỏ được xây dựng ở các nơi trên cả đại lục thuộc về lăng gia ta. Nhưng trước chuyện này thì cục thế vẫn coi là bình ổn, hay là cũng muốn giấu người, nên trước giờ chỉ mua vào bán ra bình thường. Tối đa chỉ là một nơi chứa lương thực với phạm vi nhỏ mà thôi. Hiện tại đã tới thời khắc ra sức, chúng ta án chiếu theo kế hoạch trước kia của công tử, bắt đầu thu mua lương thảo ở khắp nơi, thậm chí chỉ nhập mà không xuất. Nhưng có một tiền đề, chính là cần có một số vốn cực kỳ to lớn chống lưng, nhưng dựa vào thu nhập kinh doanh trong đoạn thời gian này của biệt viện thì còn lâu mới đủ. Cho nên, cái này cũng không thành vấn đề. Lăng lão phu nhân gật gật đầu, nói, lát nữa ta sẽ nói với phu nhân nhà ngươi là được. Lăng ra mấy năm nay thu gom của cải, cho dù là thủ phủ thừa thiên cũng không vượt qua được. Chỉ kim khố của phu nhân nhà ngươi thôi cũng đó phải mở rộng ra mấy nơi, giờ cũng đến lúc cần dùng rồi. Nếu không, kim ngân tổn nhập mốc meo hết. Vừa nghe thấy câu này, lăng thần không khỏi mỉm cười, nói việc sau cùng chuyện thứ hai cũng có chỗ khó giống nhau. Cũng là cần một lượng tiền tài lớn, chính là thu mua một lượng lớn binh khí, bất chấp là tốt hay dở đều mua vào hết. Một khi đại loạn nổi lên, những thứ này sẽ trở thành bảo bối đầu cơ kiếm lợi của chúng ta. Cái này cũng tùy vào con, lăng lão phu nhân không chút trần chờ trực tiếp vỗ bản định luật, bất kể là cần bao nhiêu, cho dù là cả lăng gia phải khuynh ra bại sản, cũng phải hoàn thành hai chuyện này trong hạn độ lớn nhất. Nghe thấy sự đồng ý của lăng lão phu nhân, lăng thần mỉm cười, trong lòng mừng rỡ vô hạn, công tử, sự an bài của người, thiếp đã làm được toàn bộ rồi. Sự chuẩn bị mà người cần, thiếp cũng sẽ chuẩn bị thỏa đáng trong nửa năm cho người đợi khi người trở về chính là thời khắc triển khai kế hoạch lớn sau nửa năm người thực sự sẽ quay về chứ công tử người hiện tại đang ở đâu có khỏe hay không thần nhi đang đợi người thiếp sẽ sống vì người thiếp yêu bên kia hai huynh để thủy thiên huyễn và thủy thiên nhu đang lo lắng chờ đợi hoàng thất bắc ngụy đột nhiên bị diệt cao tầng của ngọc gia bị tập kích hai chuyện lớn này đã làm cho cả thiên hạ phải chấn động người khác có lẽ không biết duyên cớ nhưng huynh muội Thủy Thiên Huyễn và Thủy Thiên Nhu sao có thể không biết. Nhưng chính bởi vì biết nên Thủy Thiên Huyễn càng thấy hối hận không thôi. Hát người đồng thời nhớ tới lời nói hờ hứng của lăng thần hôm đó, ta đã dùng nhiều tiền để mời đệ nhất lâu xuất động. Bọn họ sẽ phối hợp hành động với các ngươi, hai người trong lòng đồng thời hít một hơi lạnh, đây, chính là thực lực của đệ nhất lâu ư, thực sự là quá kinh người, quá khủng bố, kinh thiên động địa. Nghĩ tới một điểm này, huynh muội hai người đồng thời thở dài một hơi hối hận vô cùng vì đã bỏ lỡ cơ hội nếu lúc này lực lượng tinh nhuệ của gia tộc mà tới phối hợp với hành động báo thù của lăng gia lần này triển khai đả kích mạnh mẽ đối với ngọc gia lại có cỗ lực lượng đệ nhất lâu cực kỳ cường hoành hỗ trợ tất sẽ tạo thành sự thương hại tuyệt đối lớn cho ngọc gia ít nhất cũng có thể khiến ngọc gia bị thương tổn tới gân cốt chỉ đáng tiếc thời cơ không thể quay lại thế giới này cũng không có thuốc chữa hối hận thời cơ trời ban này không ngờ lại bỏ lỡ một cách vô ích như vậy huynh đệ hai người thổn thức ca thán không ngớt, lần đầu tiên trong lòng sinh ra sự oán hận mạnh mẽ đối với tốc độ hành động chậm chạp của gia tộc. Tiếng gió vang lên, một thiếu niên áo trắng xuất hiện trước mặt hai người, cười nói thanh nhã, hai vị, mấy ngày không gặp, hai vị vẫn khỏe chứ. Là ngươi, Thùy Thiên Huyến bước nhanh lên trước, tiểu huynh đệ hôm nay tới đây, không biết là có chuyện gì, xin nói ngay ở đây đi. Người tới chính là Lăng Trì, chỉ nghe thấy hắn ung dung cười nói, phụng mệnh lệnh của đại tỷ, tới hỏi hai vị một câu thống khoái. Những ngày nay, đã phát sinh chuyện gì chắc hai vị không thể không biết. Thành ý và thực lực của phe ta có thể lọt vào mắt của hai vị chứ. Không biết nhân thủ của quý phương từ trong triều đình Bắc Ngụy rút ra hiện tại đang ở đâu. Nhân số có bao nhiêu, lực lượng như thế nào, có thể dùng được không? Thủy Thiên huyễn biến sắc, các người sao biết được chúng ta đã rút nhân thủ ra từ Bắc Ngụy. Lăng trì mỉm cười, ý vị thâm trường nói, chỉ cần có tiền, có tin tức gì mà không mua đâu. Thủy Tinh Lâu, Thủy Tinh Lâu tái hiện nhân gian rồi ư, Thủy Thiên Huyến kinh hãi thốt lên, các người mua tin tức từ Thủy Tinh Lâu Ư. Các người có thể liên hệ với Thủy Tinh Lâu Ư, con mắt của Thủy Tiên Huyến co lại, đây chính là một tích tức vô cùng chấn động. Thủy Tinh Lâu, danh như ý nghĩa, đó là bất kỳ tin tức gì trong thiên hạ, trong mắt Thủy Tinh Lâu dường như đều trong suốt như Thủy Tinh. Nghe nói rằng, trong thế gian không có tin tức gì mà Thủy Tinh Lâu không biết. Chỉ là người có thể chi được bao nhiêu tiền mà thôi. Câu này đã lưu truyền rộng rãi trong giang hồ. Nhưng một năm gần đây Thủy Tinh Lâu đột nhiên mai danh ẩn tích, thế nhân cũng không có ai có thể mua tin tức từ Thủy Tinh Lâu nữa. Chỉ cho rằng là nó đã bị một phương thế lực nào đó trừ khử rồi. Nhưng lúc này nghe thấy lời nói của Lăng Trì, tựa hồ như lâu này vẫn tồn tại, chỉ là hành sự bí mật hơn nhiều mà thôi. Có thể giao dịch cùng Thủy Tinh Lâu chính là một loại bảo chứng của thế lực cường đại. Giống như là sự chấn hám mà Lăng ra có thể dễ dàng sai khiến đệ nhất lâu đi đả kích ngọc ra vậy. Lăng Trì mỉm cười, chẳng tỏ rõ ý kiến, mắt nhìn vào thủy thiên huyễn đợi hắn trả lời không phủ nhận thì chính là ngầm thừa nhận rồi thủy thiên huyễn thở dài một tiếng nói đại bộ phận nhân mã của chúng ta tuy rằng đã rút ra ngoài nhưng đang ẩn náu trước khi chưa có mệnh lệnh của tộc trưởng không thể khinh cử vọng động chúng ta không có quyền dễ dàng sử dụng số người đó hơn nữa những người này võ công không phải rất cao đại bộ phận đều là nhân tài lo nội chính e rằng không có tác dụng lớn ha 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 Lăng trì bật cười, hiện tại bác ngụy hoàn thất đã bị diệt, giống như quần long vô thủ. Bác ngụy minh mông, tặng ai làm chủ đây? Thủy công tử dưới tay có một cỗ lực lượng trọng yếu như vậy. Sao lại không dùng, không nhân cơ hội này mà hoành không xuất thế, tiến nhanh chiếm quyền khống chế bác ngụy thì còn đợi lúc nào nữa? Đại tỷ từng nói, song phương liên minh như thế này, phía ta đã tận hết thành ý rồi, quý phương cơ hội như vẫn còn có chỗ giấu giếm. Chẳng lẽ cơ hội trời ban lần này lại lãng phí vô ích như vậy ư? nếu chuyện gì cũng đợi sự quyết định của quý gia tộc trước, vậy chẳng lẽ các người tới thiên tinh lần này chỉ là để du lịch thôi sao? Thủy Thiên huyễn mắt sáng lên, rồi lại chợt ảm đạm, nói, ời của các hạ không phải là không có đạo lý, nhưng có ngọc gia ở Bắc Ngụy. Việc này đâu có dễ như vậy, chỉ hơi sợ ý là những con cờ khó khăn lắm mới cho được vào Bắc Ngụy sẽ bị chôn vùi hết. Cái được không đủ bù đắp cái mất đó. Chương 404, xúc cốt công. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com nếu những người này không thể thực sự phát huy tác dụng vậy thì giữ bọn họ lại cũng có tác dụng gì đâu vốn là cắm dễ tại bắc ngụy chẳng lẽ lại muốn bọn họ tới đông triệu tây hàn mới có thể phát huy được tác dụng ư lăng trì cười nhạt nói chúng ta tốn ngàn vạn trọng kim mới mời được đệ nhất lâu toàn lực phối hợp hành động hiện giờ người của đệ nhất lâu đã lẻn vào bắc ngụy triển khai hành động giết chết trưởng tử lưu vân của ngọc gia tạo nên phong ba ngập trời mà các ngươi vọng xưng thế ra ngàn năm nhưng lại không có chút thành ý không ngờ lại không phối hợp một chút nào, bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, thực sự là vô cùng đáng cười. Thủy Thiên Huyễn thân thể chấn động, kinh hỉ nói, ý của ngươi là đệ nhất lâu không phải giết người xong sẽ lập tức rút lui mà ở lại phối hợp hành động với chúng ta ư. Giết người rồi rút lui, nực cười, nếu chỉ là như vậy thì có đáng cái giá trên trời như vậy không? Lăng chỉ biểu môi nói, đệ nhất lâu ở đằng trước giết người, sau đó chúng ta phải ở phía sau lần lượt khống chế những chiếc vị trống do người chết để lại, từng bước nắm giữ đại bộ phận quyền lực của Bắc Ngụy, đạt được mục đích làm tan rã quyền thế của Ngọc Sa, đây mới là cả bộ phận kế hoạch ở phía Bắc Ngụy. Đợi sau khi phía Bắc Ngụy tất cả đều thỏa đáng, chắc rằng cao thủ của các người cũng đã tới Thừa Thiên rồi, sau đó chúng ta lại triển khai hành động đối với cao thủ của Ngọc gia ở Thừa Thiên, đến lúc đó tự sẽ có kế hoạch thực hiện ở phía Thừa Thiên. Nếu không, bằng cái gì mà đi đối phó với liên quân cường đại gồm 300 bạch ngọc, 500 tử ngọc cao thủ chứ? Thủy Thiên Huyễn càng nghe mắt càng sáng lên, đứng bật dậy, nói thần tiểu thư quả nhiên nhìn xa trông rộng, tính toán không chút sơ hở, đã như vậy, chuyện cũng không thể chậm trễ được nữa, chúng ta lập tức tới Bắc Ngụy triển khai hành động bước tiếp theo. Ai, huynh đài, chuyện lớn như thế này, sao không nói trước một tiếng? Thủy Thiên Huyến có chút hưng phấn, nhưng cũng có chút oán thán. Thủy Công Tử, đây vốn là những chuyện mà các người phải tận dụng triệt để mà tự động triển khai, chúng ta cho rằng thế ra ngàn năm như Thủy gia tình hình bên trong luôn nắm rất rõ, sao có thể không hiểu đạo lý đục nước béo cò này chứ. Nào ngờ các người lại thực sự không chịu hành động, thật khiến người ta quá thất vọng. Lăng chỉ thở dài một tiếng, mang theo một chút vị đạo hận vì rèn sắt không thành thép. Thủy Thiên Huyễn nhất thời lắp bắp, mặt đỏ tới tận mang tai, nói không ra lời. Và lại, phía Bắc Ngụy, Thủy Công Tử một mình tiến vào có được không? Lăng Trì nhắc nhở, phía Thừa Thiên luôn cần Thủy Cô Nương ở lại chủ trì. Đại cục, dẫu sao thì các người cũng không thể gạt thừa thiên sang một bên được phải không? Và lại, Thủy Cô Nương có tới Bắc Ngụy hay không thì cũng chẳng có vấn đề gì. Huynh muội hai người nhìn nhau, đều cảm thấy quả thực là rất có triển vọng, hơn nữa lăng gia đã xuất lực nhiều như vậy, thể hiện cả 10 phần thành ý, phía mình nếu không chứng tỏ gì thì quả thực không không ổn, cho nên lập tức đồng ý. Có điều Thủy Thiên Nhu vẫn luôn thấp thỏm trong lòng, mơ hồ cảm thấy trong kế hoạch tựa hồ như có chỗ nào đó không đúng, nhưng suy nghĩ kỹ càng thì tuy có nguy hiểm nhưng lại không có hại gì đối với thủy gia ít nhất thì cũng là lợi nhiều hơn hại tuy trong lòng vẫn thấy khả nghi nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng chỉ dặn đi dặn lại ca ca của mình nhất định phải bảo trọng vạn sự không được mạo hiểm nếu chuyện không ổn thì trước tiên lấy việc bảo vệ mình làm trọng thủy thiên nguyễn đương nhiên biết tự mình đi bắc ngụy lần này là khá nguy hiểm nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con cả ngàn năm nay thủy ngọc lưỡng ra phàm là đụng chạm nhau có lần nào là không cực kỳ nguy hiểm đâu. Một chút nguy hiểm thì đáng là gì chứ? Nếu có thể nhân cơ hội này mà làm yếu đi được thực lực của Ngọc gia, vậy thì dù phải chết cũng có ngại gì đâu. Hơn nữa gia tộc luôn rất kỳ vọng vào mình, nhưng mình từ lúc tới Thiên Tinh đại lục đã hai lần khiến gia tộc thất vọng, cứ thế này mãi, e rằng địa vị người kế thừa đệ nhất của thủy gia của mình sẽ không thể giữ được. Bất luận là vì gia tộc hay là vì bản thân, mình đều nhất định phải tận lực hoàn thành công tác này. Việc ở Bắc Ngụy chỉ được thắng chứ không được bại cho nên Thủy Thiên Huyễn thực sự không do dự một chút nào. Biệt viện lăng ra, trong mật thất, Ngọc Băng Nhan trên mắt che vải đen dày cộp, tác dụng lớn nhất của vải đen chính là trùng kín được hai mắt, trước mặt là bút mực, trên vách tường ở xung quanh treo đầy giấy tuyên thành màu trắng. Giấy ở hai bên tường hiện tại đã được vẽ đầy tranh. Nhắm mắt vẽ tranh chính là để kiểm tra trí nhớ, cảm giác ổn định ở tay của họa sĩ, mà loại vẽ tranh trên tường này thì càng khó hơn, còn đối với Ngọc Băng Nhan không lâu trước đây hoàn toàn chưa từng biết loại thần kỹ vẽ tranh này mà nói, thành tựu trước mắt có thể nói là rất đáng quý, mà sự chua xót, khổ cực mà lần này nàng phải chịu càng không đủ để nói cho người ngoài. Khóe miệng Ngọc Băng Nhan hơi nhếch lên, lộ ra đường cong yêu nhã kiên cường bướng bỉnh. Trong đầu nàng, thủy chung có giọng nói của một người, ôn nhu mà lại kiên quyết, dùng họa để nhập võ, giúp đỡ Lăng Thiên ta. Chỉ có mình thành công lấy võ nhập họa rồi lại lấy họa nhập võ mới có thể chân chính có tư cách giúp đỡ lăng thiên, giúp đỡ người mà mình yêu nhất. Nếu không, sự tồn tại của mình còn có ý nghĩa gì chứ? Từ lúc tới biệt Việt của lăng phủ, Ngọc Băng Nhan liền cắm đầu vào mật thất, chuyên tâm nghiên cứu thần kỹ bịt mắt vẽ tranh, ăn uống đều tại nơi này cho đến tận hôm nay. Ngọc Băng Nhan rũi Ngọc Thủ ra, nắm chính xác lấy bút lông trên bàn rồi nâng bút, nhúng mực, múa bút, động tác giống như hành vân lưu thủy, hoàn toàn không có một chút trở ngại, một bức sơn thủy chi đồ khí thế bao la trong khoảnh khắc liền xuất hiện trên tờ giấy tuyên thành trên vách tường, núi cao vời vợi, nước chảy minh mông, ý cảnh siêu nhiên. Một bức sơn thủy đồ rất đẹp, thần kỹ bịt mắt vẽ tranh tuyệt vời. Lúc này, nếu có người ở bên cạnh, sẽ kinh ngạc phát hiện ra rằng, trên bức bát mặc sơn thủy mà Ngọc Băng Nhan vừa hoàn thành, bất kể là đỉnh núi chọc trời hay là sông suối cuộn trào mãnh liệt không chỗ nào là không toát ra kiếm khí dày đặc, giống như một tòa vạn kiếm chi sơn, vạn kiếm chi thủy, khiến người ta vừa nhìn vào liền không khỏi chấn động tâm thần, kinh hồn táng đảm. Lấy võ nhập họa, kiếm trong lòng hiện ra núi, hiện ra nước, hiện ra trời đất bao la ức họa. Bước đầu tiên rốt cục cũng hoàn thành rồi. Ngọc băng nhan kéo vải đen xuống, trên khuôn mặt trắng ngần như ngọc tuyết khẽ lộ ra một nụ cười hưng phấn, khóe miệng hơi cong lên, khăn che mắt không khỏi bị nước mắt làm ướt. Từ nhỏ đã bị cái bóng ám ảnh của huyền âm thần mạch ràng buộc, khiến mình trở thành một phế nhân võ học danh phù kỳ thực, mình sao mà bất hạnh thế trên người mắc tuyệt chứng không thể chữa khỏi nhưng mình lại cũng rất may mắn trời cao cho mình gặp được lăng thiên lại có thể hết lòng yêu thương nhau người trong tim mình không chỉ khiến mình có thể ngẩng đầu lên trên võ học mà thiên của tuyệt chứng huyền âm thần mạch cũng từ từ có chuyển biến tốt thân thích thân tích thuộc về bản thân ta từ nay về sau ta sẽ không còn là một cái bình hoa có dung mạo suốt chúng nữa ta sẽ trở thành một cánh tay đắc lực của thiên ca ngọc băng nhan lệ tuôn như suối sự tự ti từ nhỏ đã chất chứa trong lòng, sự thương hại lúc trước do gia tộc gây nên, trong lúc này nếu so sánh với mục tiêu của mình thì trở thành nhỏ bé không đáng nhắc đến. Lăng thiên thở hổn hển dựa vào một gốc cây đại thụ, khóe miệng dính một tia máu, hắn cảm giác cả người trên dưới đều không còn chút sức lực. Dưới một kích toàn lực sau cùng của thiên lý, lăng thiên tuy mượn thế mà lui, thành công hóa giải một bộ phận của thiên lý, nhưng công lực của thiên lý hùng hậu như thế nào chứ, lăng thiên rốt cuộc vẫn không tránh khỏi bị trọng thương sau khi dùng lửa để ngăn địch, Lăng Thiên biết rõ ràng không cản thiên lý được lâu, liệt hỏa hừng hực căn bản không thể ngăn cản được một cao thủ nhất cấp như thiên lý, chỉ cần thiên lý phá được kế mưu của mình, tất sẽ nhanh chóng đuổi theo. Cho nên Lăng Thiên không để ý đến thương thế, toàn lực triển khai kinh long bách biến thân pháp chạy chối chết, dọc đường không ngừng thay đổi phương hướng để đánh lửa đối phương, thậm chí bản thân Lăng Thiên cuối cùng cũng không phân biệt nổi phương hướng, tùy tâm sở dục chạy tới nơi này thì đã đạt tới cực hạn của thân thể. Nếu miễn cưỡng chống đỡ tiếp, rằng không cần thiên lý truy sát, thân thể của mình cũng tự không chịu nổi. Hắn ngã xuống đất mà không lật nổi người, trước ngực lại ngâm ngấm đau. Lăng Thiên chậm rãi đứng dậy, lau máu khóe miệng, đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, không khỏi cười khổ một tiếng. Nếu mình đoán không lầm, đây căn bản là ở bên cạnh một đường núi, mình vốn một lòng muốn chui vào núi sâu rừng rậm, mượn tâm pháp kỳ diệu để né tránh thiên lý, nhưng không ngờ lại chạy tới ven đường núi rừng. Tuy nơi đây đã là trong núi lớn rồi, nhưng cách mình không xa là một sơn đạo gập ghềnh, lại không an toàn. Đối diện với đại địch giống như thiên lý, mình bất luận là như thế nào cũng không được lơ là. Lăng Thiên lúc này lại không biết được rằng, nữ tử che mặt đó không ngờ lại mạo hiểm lừa gạt thiên lý để tranh thủ rất nhiều thời gian cho mình. Nơi này đã có đường, vậy thì nhất định có người lai vãng. Thậm chí cách đây không xa có thể còn có khu dân cư. Lăng Thiên thở dài một tiếng, duỗi tay ra vỗ nhẹ lên thân cây xem ra mình vẫn phải chống đỡ cái thân thể đang bị thương này mà đổi một nơi giấu mình khác vậy hy vọng không hoạt động quá kịch liệt thân thể vẫn có thể miễn cưỡng chịu nổi ong lăng thiên vỗ lên thân cây không ngờ lại không phải ra một tiếng bốp như bình thường ngược lại là một tiếng ong ong hắn không khỏi ngây người quay lại nhìn thát kỹ phía trước cây dưới dưới sự che lấp của cỏ dại ở gần gốc của cây đại thu to bằng hai người ôm này không ngờ lại có một gốc cây đen đen to khoảng miệng bát một đại thụ như thế này bên trong không ngờ lại trống rỗng nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không tin rằng, gốc đại thu thô tráng cao mấy chục trượng này, bên ngoài thì xanh um tươi tốt tựa hồ như sinh cơ giạt rào, nhưng phần dễ lại đã thối giữa chỉ còn lại một lớp vỏ cây dày. Mắt lăng thiên sáng lên, tiện tay ngắt một cành cây chọc vào đo thử độ sâu của hốc cây, không khỏi bật cười trần an. Sinh cơ, sinh cơ khả ngộ bất khả cầu mà ông trời ban cho mình. Sau nửa tiếng, Lăng Thiên nhìn những con sóc chân sau buộc những mảnh vải trắng mang máu của mình chạy lung tung khắp nơi, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, lặng lẽ vận xúc cốt thần công độc môn, xương cốt toàn thân vang lên tiếng lách cách quái dị, cả thân thể đột nhiên biến thành nhỏ đi một nửa, thân hình tiêu sái thon dài biến thành nhỏ như một đứa trẻ 10 tuổi, rồi vô thanh vô tức chui vào trong hốc cây, thân hình vặn vẹo mấy cái, lập tức một sự tình không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Hốc cây to như miệng bát đứa bé 78 tuổi cũng không chui vào được nhưng Lăng Thiên lại cứ thế biến mất ở bên trong, thậm chí không có một chút miễn cưỡng nào. Tất cả đều không lưu lại bất kỳ một dấu vết nào chương 405, tin tình báo với giá trên trời. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Trong hốc cây tất nhiên hơi ẩm ướt, không gian cũng không quá lớn, nhưng cũng miễn cưỡng có thể đủ cho một người ngồi khoanh chân, có thể có một nơi ẩn thân an toàn như thế này, vốn đã là may mắn lắm rồi, nhưng điều còn thiếu để hoàn mỹ chính là bên trong có một mùi rất khó ngửi, khiến người ta buồn nôn. Lăng thiên thở dài một hơi, nhân chóng nghịch chuyển kinh long thần công, lập tức một nội tức cực nóng ngập tràn không gian bé nhỏ này, trong thoáng chốc, trong động huyệt biến thành khô giáo, cái mùi khó ngửi đó cũng theo cỗ nội lực cực nóng này mà bị bốc hơi ra ngoài. Lăng thiên khôi phục lại thân hình của mình, lại một lần nữa về động khẩu, đơn trưởng nhất dẫn, nội lực phun ra. Một khối vỏ cây đã được chuẩn bị trước trong bụi cỏ đối diện sớm đã dưới sự dẫn dắt của trọng lực, lăng không bay lên, bốc một tiếng gắn lên hốc cây, kín khít, tựa hồ như cây đại thụ này là do thiên nhiên sinh ra như vậy, chưa từng có một cái hốc nào. Trong bóng tối, lăng thiên cười hắc hắc, trong lòng không nén được mà cảm. Thấy thương xót không thôi, nếu mình không có nhiều chuyện quan trọng phải làm, tin rằng chỉ cần có đủ nước và lương thực, cho dù sống trong hốc cây này một năm, tin rằng thiên lý có làm cách nào cũng không tìm thấy mình. Thiên lý, ngươi cho rằng thực sự có thể thay thế cho thiên lý ư. Lăng thiên hơi lắc đầu, cười khổ một tiếng, ngồi khoanh chân. Bất kể là thế nào, tiến hành khôi phục thân thể của mình, chuyên tâm trị khỏi nội thương mới là chuyện quan trong đầu tiên trước mắt. Qua hốc mắt, lỗ mũi, một cỗ nội lực tinh thuần từ đan điền chầm chậm trào lên sau khi vòng một vòng quanh thân thể lăng thiên lại một lần nữa rơi vào trong điều tức thâm trầm không lâu sau trên đầu liền bốc lên một làn khói nhàn nhạt, nhạt ngừng động không tan mà trong mũi của lăng thiên tiếng hô hấp cũng lập tức biến mất chỉ có ngực là hơi hơi nhấp nhô không ngờ đã tiến vào tiên thiên thai tức chi cảnh thần bí đờ vô nhân vô ngã vật ngã lưỡng vong cũng không biết là qua bao nhiêu lâu trong đầu lòng đột nhiên có báo hiệu nội lực đang lưu chuyển đột nhiên dừng lại sau đó bừng tỉnh, dưới sự vận khí nội thị, chỉ cảm thấy nội lực toàn thân trở nên hoạt bát, khôi phục lưu chuyển tự nhiên như trước, cả người nhẹ nhàng như muốn bay lên, cảm giác tương tức trước ngực cũng biến mất hoàn toàn, biết rằng nội thương cơ bản đã khỏi hẳn, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Nhưng đúng vào lúc này, một loạt bước chân khe khẽ từ xa tiến đến gần, hướng về phía mình. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng lộn xộn, rõ ràng không chỉ có một người, mà là của một đám người dường như có võ công, hơn nữa lại có cao có thấp. Một thanh âm thô hào nói, đại ca, ta thực sự không hiểu, chúng ta cứ như một con ruồi bay loạn khắp thiên hạ, sao có thể trùng hợp gặp được tên tiểu tạc lăng thiên đó. Thế này chẳng phải là lãng phí thời gian một cách vô ích sao? Tìm ta ư, lăng thiên trong lòng ngẩn ra, đây là thế lực của phương nào vậy? Tìm ta làm gì, không ngờ còn gọi ta là tiểu tạc, to gan thật, một giọng nói trầm ổn vang lên, người gấp cái gì? Tin tức truyền ra là hắn đang ở cảnh nội Tây Hàn, sao có thể nói là không có mục tiêu? hơn nữa gia chủ chỉ là muốn có thể xác định tin tức lăng thiên đã chết mà thôi chứ không có nói là chúng ta phải tự tay giết hắn bất kể là thế nào chỉ cần biết được tin tức lăng thiên đã chết chúng ta liền có thể về báo cáo mà lăng thiên dưới sự truy sát của giang sơn lệnh chủ cho dù hắn thủ đoạn thông thiên thì cũng liệu có thể sống được bao lâu trong thiên hạ từ cổ trí kim có ai có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của giang sơn lệnh chủ đâu không chừng hắn hiện tại đã mất mạng rồi cũng nên thanh âm thô hào đó oán giận nói, mấy ngày này cứ bồn ba trên lưng ngựa, mông lão tử đau lắm rồi, tiếp theo lại phải tìm khắp núi đồi, mệt chết ta mất. Đại ca, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi, đã chỉ cần xác định một tin tức, chúng ta tội gì phải liều mạng như vậy. Nói xong liền nghe thấy khen một tiếng, rõ ràng là đã ném binh khí lên đất, giọng nói rất gần, tiếp theo lại nghe thấy một tiếng hài, một người dựa mạnh vào đại thụ mà lăng thiên đang ẩn thân, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Mấy người khác cũng nhao nhao ngồi xuống, Lăng Thiên trong lòng thầm tính toán nhân số, ưm, tổng cộng có 6 người, vô cùng trùng vây quanh cây đại thủ mà Lăng Thiên đang giấu mình. 6 người ai cũng không ngờ rằng, Lăng Thiên mà bọn chúng đang lao tâm khổ tứ đi tìm đang bị chúng vây ở giữa như ngàn sao quanh trăng. Thanh âm ổn trọng nhất đó lại nói, ai, các người đó, lão ngũ, không phải là ta muốn nói người đâu, người tự mình nghĩ lại đi, với tính khí này của ngươi, người đã bao nhiêu lần phải chịu khổ rồi, vẫn không biết thay đổi ư. Bộp chộp như vậy, chẳng trách chủ thượng chưa bao giờ giao cho ngươi một nhiệm vụ quan trọng nào. Cứ thế mãi, tương lai đại sự nếu thành công, chủ thượng luận công ban tưởng, ngũ đệ ngươi liệu được đứng ở chỗ nào. Giọng nói thô hào cười hắc hắc hai tiếng, tiếp theo lại nghe thấy một tiếng ca thán buồn bực, phòng trực là đã nằm xoài trên đất, ôm ôm nói, chỉ giao cho ta nhiệm vụ quan trọng thì có ích lợi gì chứ, vẫn không thống khoái bằng cả đám cùng nhau ra ngoài làm việc. Lão ngũ ta chỉ cần có rượu uống, có cơm ăn là đủ rồi, quản nhiều như vậy làm gì? Thăng quan phát tài ư, tiểu đệ tự hiểu lấy mình, tự thấy không có bản sự, việc gì phải nghĩ xa. Nếu tới lúc đó có thể, giữ lại một mảng, đợi các vị ca ca có ngày nở mặt, tiểu đệ tùy tiện chọn một nhà rồi đến ăn nhờ sống nhờ là được rồi. Mấy người còn lại diếu cợt, nhao nhao nói, đúng rồi đúng rồi, con người của lão ngũ, sống khoái hoạt như thần tiên, chuyện người không biết, làm việc không làm, có tiền đồ hay không cũng chẳng thèm quan tâm. Ha ha, ha ha, lại có một người nói, lão ngũ muốn ăn chùa uống chùa, Xem ra chỉ có theo đại ca. Không chỉ là lão ngũ, mấy người chúng ta cũng không có số được phong quang đâu, hơn nữa muốn làm một chức quan nho nhỏ cũng đâu có khó đâu. Tới lúc đó làm một chức quan đánh rắm rồi cùng nhau tụ tập ở phủ của đại ca, sáu huynh đệ cùng nhau ca hát uống rượu, được thế là thỏa mãn lắm rồi. Được thế là thỏa mãn lắm rồi ư? Đúng là một đám không có chí khí. Vị đại ca đó cười mắng mọi người một câu, mấy huynh đệ là cười một trận một lát sau mới nghe thấy một người trong đó trầm giọng nói đại ca có điều tiểu đệ cảm thấy việc này hơi kỳ lạ giang sơn lệnh chủ đó truy sát lăng thiên của lăng gia nhưng trong gia tộc lại muốn mấy người chúng ta ra ngoài nghe ngóng tin tức ở đâu lại có đạo lý đó thật ra chuyện này này cứ nhẫn nại đợi một đoạn thời gian là ắt sẽ có tin tức truyền ra chủ thượng phái chúng ta ra ngoài hơn nữa chọn lọc còn rất nghiêm khắc không biết là muốn để làm gì nếu nói để chúng ta đối phó với giang sơn lệnh chủ chúng ta có khác nào pháo hôi huynh đệ chúng ta cho mình là cao nhưng mình rốt cuộc có mấy cân mấy lượng thì vẫn có thể tự biết nếu chỉ là thám thính tin tức một là vẽ vời thêm chuyện hai là cũng thực sự có chút đại tài tiểu dụng tất nhiên sẽ không phải là thám thính tin tức một cách đơn thuần còn việc phái chúng ta ra ngoài chủ yếu là ý tứ của nhị gia vị đại ca đó nói không biết vì sao nhị gia vẫn luôn cho rằng giang sơn lệnh chủ vị tất đã có thể giết chết được lăng thiên cho nên nhị gia luôn kiên trì nhất định phải phái mấy người chúng ta ra ngoài ừ kỳ thực trừ chúng ta ra nhị gia còn bí mật phái thêm một nhóm nhân thủ nữa thậm chí là bản thân nhị gia cũng rất có khả năng sẽ tự mình xuất động mục đích chỉ có một vạn nhất giang sơn lệnh chủ không thể giết chết lăng thiên vậy thì chúng ta cho dù phải liều mạng cũng tuyệt không thể để lăng thiên sống sót trở về lăng thiên ở bên trong hốc cây cười khổ biết rằng vị nhị gia này thực sự rất coi trọng mình chỉ là không biết rốt cuộc đó là vị nhị gia nào là nhị gia của tiêu gia hay là của ngọc gia nam cung gia hay là nhị gia nào đó khác. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên mỉm cười, cho dù không biết, nhưng chỉ tính thử một chút đã phát hiện ra thế giới này thực sự có không ít nhị gia. Giang Sơn lệnh chủ không giết được Lăng Thiên. Ha ha ha, một người nghe thấy vậy liền bật cười, nhị gia lần này thực sự quá cẩn thận rồi. Cho dù Lăng Thiên chính là thiên tiên hạ phàm, bắt đầu luyện công từ trong bụng mẹ, luyện tới hiện tại thì chẳng qua cũng chỉ được 16 năm mà thôi. Người khác có lẽ không biết, nhưng ta đã từng nghe nói. Phô Thượng Thiên Đương Kim Giang Sơn lệnh chủ tống quân thiên lý từ lâu đã được công nhận là cao thủ đệ nhất thiên hạ, tựa hồ như ít nhất đã hơn 60 năm rồi, ha ha, ai có thể bằng được hắn ta chứ? Nhị ra thật là, ha ha ha, nói tới đây, lại cười ha ha hai tiếng không nói tiếp, nhưng trong lời nói của hắn, mọi người sớm đã hiểu được rất rõ y tứ bên trong. Cười cái gì, đại ca đó chừng mắt lườm hắn, nhị ra luôn cẩn thận như vậy đó ông ấy đã một mực chắc chắn rằng giang sơn lệnh chủ vị tất đã có thể giết chết được lăng thiên tất nhiên là có đạo lý của mình cẩn thận luôn là đức tính tốt không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất chúng ta thà rằng tin là có chứ đừng tin là không huống chi trước khi ra ngoài ta còn nghe nói tới một chuyện khác chính là vì chuyện này mới khiến ta cảm thấy rằng khả năng giang sơn lệnh chủ giết được lăng thiên là không lớn chuyện gì vậy năm người còn lại đồng thanh hỏi là chuyện giang sơn lệnh chủ cùng lăng thiên tử vong truy sát nhị gia từng liên hệ với tổ chức tình báo đệ nhất Thủy Tinh Lâu trong truyền thuyết, chi ra giá trên trời trăm vạn lượng bạc mua một tin tức chính xác, nhưng Thủy Tinh Lâu lại khước từ không tiếp nhận giá này, bọn họ trực tiếp đưa ra mới cái giá cao hơn nữa, nói là nếu muốn thực sự có được tin tức về chuyện này, ít nhất cùng cần 100 vạn hoàng kim, tương đương với 2.000 vạn lượng bạc đó. Vị đại ca đó khi nói câu này, cũng không biết là có tâm tình gì mà ngữ khi có chút quái dị. 100 vạn lượng hoàng kim, 2.000 vạn lượng bạc, bọn họ sao không đi cướp quốc khố đi, con mẹ nó, cho dù là tiêu gia giàu ngang thiên hạ cũng không mua được loại tin tức này. Thủy tinh lâu thực sự đúng là bị điên mà, năm người còn lại nhao nhao, bất bình thốt lên, lão tử khổ sở cả đời tới cuối đời cũng không biết là có kiếm được vạn lượng hoàng kim hay không. Thủy tinh lâu này không ngờ lại bán một tin tức với giả 100 vạn lượng hoàng kim. Quả thực là điên rồi, lăng thiên ở trong hốc cây trong lòng cây SNG khỏi cười thầm một tiếng, nếu thủy tinh lâu bán tin tức này ra ngoài một cách đơn giản thì mới là thực sự bị điên đó giọng nói trầm ồn của vị đại ca đó lại vang lên chính bởi vì chuyện này nhị ra mới càng kiên định ý nghĩ của mình hơn phải biết thủy tinh lâu đã ra một cái giá trên trời như vậy thì chính là muốn trực tiếp cự tuyệt cuộc mua bán này mà thủy tinh lâu vì sao lại lựa chọn trực tiếp cự tuyệt lý do không ngoài hai điều hoặc là thủy tinh lâu không nắm chắc tìm được hành tung của giang sơn lệnh chủ và lăng thiên cho nên không dám bảo đảm có thể nhận được tin tức cụ thể về chuyện này đầu tiên, hoặc là Thủy Tinh lâu không thể xác định giữa Giang Sơn lệnh chủ và Lăng Thiên rốt cuộc là ai thắng ai bại, ai mạnh ai yếu. Người nói xem, cái này chứng tỏ điều gì? chương 406, Cao Thủ Tụ Tập, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Chứng tỏ cái gì, ta làm sao mà biết được, không phải là đang nghe đại ca huynh nói sao? Lão ngũ có giọng nói thô hào giật mình hỏi lại, đồ ngu, điều này chứng tỏ trong mắt của Thủy Tinh Lâu, lăng thiên có thực lực đối kháng được với giang sơn lệnh chủ vị đại ca đó ngữ khí trầm trọng nói th nào nhị ra lại muốn dồn lăng thiên vào tử địa đây chính là lý do tuổi tác đó thực lực đó gia thế đó võ công đó lăng thiên thực sự là một nhân vật nguy hiểm đệ nhất vào lúc này nếu hắn chân chính đủ lông đủ cánh thiên hạ liệu ai có thể hơn được hắn đây nhưng lăng thiên giảo hoạt cơ cảnh cơ hội có thể dồn hắn vào tử địa là không nhiều mà nhân chuyện của giang sơn lệnh chủ không nghi ngờ gì nữa chính là một cơ hội tốt nhất cũng có thể là cơ hội tốt cuối cùng có hy vọng giết được hắn nhất một loạt những tiếng hít sâu vang lên năm người còn lại đồng thời hít một hơi lạnh bọn họ đều hiểu rất rõ đại ca của mình hắn không bao giờ đưa ra kết luận một cách vì tiện nếu lăng thiên thực sự là như vậy sáu người bên mình vạn nhất đụng phải hắn vậy thì có khác nào làm rau cho hắn thái nói chi đến chuyện giết hắn bọn họ không nói gì nhưng lăng thiên ở trong hốc cây lại càng hồ đồ hơn sáu người này trung khí sung túc, hô hấp kéo dài, rõ ràng đều là cao thủ nội gia có nội lực bất phàm, võ công bất tục, rốt cuộc là thuộc thế lực của phương nào. Vị nhị gia đó rốt cuộc là nhị gia của nhà nào. Những người này nói chuyện cả nửa ngày, không ngờ lại không có một ai nhắc tới đề tài mà Lăng Thiên thấy hứng thú. Thủy Tinh Lâu, tổ chức tình báo thần bí nhất, uyên bác nhất thiên tinh đại lục. Sự tồn tại của nó cơ hồ không khiến Lăng Thiên phải bận tâm, tin tức mà vị đại ca đó nói ra chấn động như vậy, nhưng cũng không khiến lăng thiên động dung. Đột nhiên mùi rượu nồng nặc bay ra, bên ngoài trở nên xôn xao, lão ngũ ha ha cười nói, kệ mẹ nó cho Giang Sơn lệnh chủ đấu với lăng thiên đi, chẳng bằng lão tử uống một ngụm rượu thật thoải mái. Con mẹ nó lão ngũ, nhiệm vụ quan trọng như vậy, người không ngờ còn dám mang theo rượu. Mau mau, cho ta uống trước, từ từ, đừng cướp, mọi người đều có phần mà, ta mang theo hai bình, gấp cái gì mà gấp. Hừ, ra ngoài làm nhiệm vụ, không ngờ còn dám mang theo rượu, đúng là không còn vương pháp gì cả. Nếu nhị ra biết, các huynh đệ cũng sẽ bị ngươi làm liên lụy đó. Đưa đây, ta tịch thu. Ha ha ha, đại ca muốn lấy làm việc công để mưu cầu lợi riêng ư. Có điều chiêu này của huynh đã dùng mấy lần rồi, không còn linh nữa đâu. Sáu huynh đệ cười vui một trận, sau đó liền nghe thấy sáu người đánh nhau. Sáu người này rất coi trọng nghĩa khí, thật là thú vị. Lăng thiên trong lòng thầm nói, người thấy mùi rượu nồng nặc, hắn nuốt nước bọt, Đột nhiên cảm thấy mình khát như phát điên. Đằng sau, tiếng tay áo phần phật vang lên, tựa hồ như có người đang chạy về phía này. Nhưng sáu huynh đệ ở bên ngoài chỉ lo cướp rượu của nhau, lại thêm tu vi kém hơn, cho nên không hề nghe thấy. Lăng Thiên ở trong hốc cây trong lòng rung lên, người tới không nhiều, chỉ có ba người, nhưng võ công của người nào cũng cao hơn sáu người bên ngoài rất nhiều. Lăng Thiên dùng thần thức để thăm dò, lần đặt chân sau cùng của ba người này cách đây 15 trượng, nhưng tay áo theo gió vang lên. Lần đặt bước tiếp theo đã chỉ còn cách 10 trượng, rồi sau đó dừng thân pháp lại, chậm rãi bước về phía này. Điều này cũng nói lên rằng, mỗi một lần tung người của ba người này đều vượt quá cự ly ít nhất là 5 trượng. Loại khinh công này, cho dù là thủ hạ của Lăng Thiên, có thể đạt tới cấp độ này hoặc là cao hơn một chút thì chỉ có Lăng Thần, Lăng Kiếm và bọn Phong Vân Lôi Điện Trì mà thôi. Còn đám người Lăng thập cửu gia nhập đệ nhất lâu muộn hơn một chút thì còn chưa đạt tới được trình độ này từ đâu mà tới ba nhất lưu cao thủ lai lịch kỳ quái như thế này. Người tới là ai, cuối cùng cũng có người phát hiện ra ba người này, không ngoài sở liệu của Lăng Thiên, người vừa hỏi là vị đại ca trong sáu người. Chỉ nghe thấy một người nói, rượu ngon, người anh em tao nhã thật, lưng dựa vào cây, mặt đối diện với núi, nói cười vui vẻ, tận tình thưởng thức rượu. Ngon, thực sự là cực kỳ tiêu sái, bọn tại hạ hâm mộ vô cùng. Không biết có thể hỏi thăm chư vị một chuyện không? vị đại ca rõ ràng phát hiện ba người này không dễ trêu cho nên cực kỳ lễ phép nói, vị huynh đài này quá lời rồi, cái này gọi là trong nhà thì dựa vào phụ mẫu, ra ngoài thì dựa vào bạn bè, lại nói trong tứ hải đều là huynh đệ, không biết rằng huynh đài có điều chi cần hỏi, nếu chúng ta có thể trả lời, tất sẽ không ngần ngạ. Vậy thì tại hạ xin đa tạ trước, người đó mỉm cười, nói không biết chư vị có nhìn thấy một thiếu niên anh Tuấn đi qua đây không, người này thân hình cao lớn, diện mạo Tuấn Mỹ, thân mặc bạch bào, trên đầu mang kim quan, cử chỉ rất tiêu sái, lời nói lễ độ, võ công cao cường. Hắn còn chưa nói xong, vị đại ca đó đã mỉm cười, người các vị hỏi phải chăng là lăng thiên lăng đại công tử của thừa thiên. Giọng nói của người nọ trở nên vui mừng, không sai, chính là lăng thiên, thì ra huynh đài quả nhiên nhận ra, xin huynh đài chỉ giáo. Vị đại ca đó cười cười lắc đầu, không giấu gì mấy vị, chúng ta cũng là vì lăng thiên mà tới. Nhưng cho tới tận giờ vẫn chưa phát hiện ra tung tích của hắn. Ồ, Người đó ồ dài một tiếng, tựa hồ như có chút thất vọng, đột nhiên hỏi. Không biết cái vị muốn tìm Lăng Thiên là vì chuyện gì? À à, chúng tôi phụng mệnh đến đây, thực sự không tiện tiết lộ, xin huynh đài thứ lỗi. Vị đại ca đó thi lễ, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, nói. Ồ, đã là như vậy, xem ra mục tiêu của chúng ta là giống nhau rồi. Người nọ tựa hồ như không hề cố kỵ sáu huynh đệ trước mặt, hời hợt nói, ba người chúng ta tới đây, mục đích chỉ có một, chính là khiến lăng thiên cả đời này cũng không về được thừa thiên. Trừ đi một đại hỏa hại cho thiên hạ, lăng thiên nghe vậy liền nhíu mày, người này mở miệng ra đã gọi mình là hỏa hại, nói cũng rất thuận miệng, lăng thiên hận không thể tức khắc phi. Thân ra một trường đánh chết những tên này, nhưng lập tức nghĩ lại, hai đám người tụ lại với nhau, nói không chừng mình có thể nghe được đề tài bí mật nào đó, hiện tại giết chết chúng thì quá đáng tiếc. Thì ra là người đồng đạo rồi, cái này gọi là tương thỉnh không bằng ngẫu ngộ, mọi người đã có chung một mục tiêu, ba vị đừng ngại ngồi xuống cùng uống một chén nghỉ ngơi một lát vị đang cả đó đưa tay ra mời sau đó ba người nó cũng không khách sáo vui vẻ ngồi xuống hai nhóm người ở bên ngoài muốn giết mình không ngờ lại hợp thành một nhà điều này khiến lăng thiên cảm thấy có chút buồn cười và cũng muốn ân bọn họ có thể có thủ đoạn gì chỉ nghe thấy vị đại ca đó bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu các huynh đệ của mình thì ra sáu người phía này chính là huynh đệ kết nghĩa lão đại là nhạc tử phong lão nhị là trương trường cung lão tam chữ tiếu hành lão tứ chu hữu bằng lão lục trần phong tháp còn lão ngũ Suốt môn thô hào tên cũng biêu hãn nhất không ngờ được gọi là vương ngũ không biết binh khí của hắn có phải là đại đao không nhạc tử phong trong lòng hiểu rõ nếu như giang sơn lệnh chủ tống quân thiên lý chưa chắc giết được lăng thiên vậy thì sáu huynh đệ mình vạn nhất gặp phải tên sát tinh lăng thiên này tuyệt đối chỉ có đường chết ngay cả cơ hội lấy mạng đổi mạng của không có cho nên trên đường hắn không hề đốc thúc huynh đệ của mình như trước kia ngược lại còn có ý tứ dung túng Vạn nhất gặp phải Lăng Thiên thì tất nhiên là không còn gì để nói. Nhưng nếu như không tìm thấy thì cũng không cần phải tới suối vàng mà tìm, cho nên trên đường chậm chạp như du sơn ngoạn thủy. Đại khái là chỉ mong trước khi sáu huynh đệ tìm thấy Lăng Thiên thì đã nghe thấy tin báo tử của Lăng Thiên, vậy chẳng phải là tuyệt lắm ư? Còn công lao, phần thưởng trọng hậu đều là để cho người sống dùng, nếu như mất mạng rồi thì có được những thứ này cũng có để làm gì đâu. Duy lúc này bất ngờ lại gặp được ba người áo xanh có chung một mục đích. Trong lòng lập tức thay đổi cách nghĩ, bất kể là ba người này thuộc thế lực của phương nào, trong hoàn cảnh trước mắt đều không còn quan trọng. Địch nhân của địch nhân chính là người phe mình, quan trọng hơn là võ công của ba người này đều rất cao cường, hơn xa sáu người mình, nếu có thể đi cùng một, đường dưới sự tương trợ của ba vị cao thủ này, cho dù thực sự xui xẻo gặp phải Lăng Thiên, cũng có lực để liều mạng. Nếu ba người này thực sự tài giỏi, có thể giết chết Lăng Thiên thì càng tốt. Lúc đó bất kể là mấy huynh đệ mình có tổ thủ bàng quan hay là bình chân như vậy, hay là thừa cơ thêu hoa trên gấm thì cũng là một đại công từ trên trời rơi xuống. Mà nếu xui xẻo thì có ba người này gánh hộ, chắc rằng Lăng Thiên cũng sẽ chỉ chú ý tới người có thể gây uy hiếp cho hắn, mấy nhân vật nhỏ như mình tuyệt đối có thể có đủ thời gian để chạy thoát thân. Càng nghĩ hắn càng thật dự tính của mình rất hay, quả nhiên là tiến có thể công, lui có thể thủ, thế là lão giang hồ như hắn liền ra sức nịnh hót ba người này, không biết vì sao, ba người đối diện tựa hồ như cũng có ý đồ khác, không ngờ lập tức đáp ứng yêu cầu đi chung đường của nhạc tử phong. Mọi người đã có cùng một mục tiêu, thì L người cùng đường, vậy thì cũng không cần phải giấu giếm nữa, mấy vị nhân huynh, các vị là cao nhân phương nào vậy? Đám người nhạc tử phong đã nói ra danh tính của mình, nhưng ba người này lại vẫn giấu kín như bưng, đã thế lại còn hỏi thêm một câu, moi hết cả gốc rễ NS người ta ra, nhưng ngữ khí hở hứng, lại tràn đầy ý vị của thượng vị giả không cho phép người ta từ chối trả lời. Bạn đang đọc chuyện được copy tại Nhạc tử phong trong lòng có chút tức giận Liếc thấy các huynh đệ nét mặt của ai cũng hiện lên vẻ bực bội Không khỏi đánh mắt ra hiệu trước Tỏ ý bảo mọi người cố nhẫn nại Thói đời này, nắm đấm lớn chính là đạo lý Huynh đệ bên mình không đáng để người ta để vào mắt Tất nhiên là khinh thường không thèm trả lời mình Dẫu sao thì chỉ cần các ngươi sẽ không giúp đỡ lăng thiên là được rồi Lập tức cười bồi, nói tại hạ là gia tướng của đông phương thế gia Lần này phụng mệnh của nhị gia ra ngoài tìm tung tích của lăng thiên không biết tôn tính đại danh của ba vị tiền bối là gì. Có điều nhìn phong phạm của các vị tiền bối, chắc hẳn bất kể là người của nhà nào thì tất nhiên cùng đều là dạng nhân vật lãnh tụ uy danh hiển hắc rồi. Đông Phương Thế Gia là tên tiểu tử Đông Phương Kinh lôi phái các ngươi đi sao? Một lão già mặc áo xanh hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nói, không ngờ rằng tên tiểu tử đó cũng có mấy phần kiến thức. Liếc nhìn sáu người, hơi trầm ngâm rồi nói, chúng ta là người của tiêu gia. Người có thể gọi ta là tiêu đại, kia là tiêu nhị, ở xa nhất là tiêu tam. Thì ra là cao nhân tiền bối của tiêu gia, nhạc tử phong mặt đầy vẻ kính ngưỡng, lăng thiên ở trong hốc cây càng nghe càng thấy có chút không đúng. Sáu người trước không ngờ lại là do Đông Phương ra phái ra, hơn nữa là tới để giết mình. Đông Phương kinh lôi vì sao lại muốn giết mình, tựa hồ như không hợp lý lắm. chương 407, Ngọc Gia Hồn Phách, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lăng Thiên nhớ tới lúc Đông Phương Kinh lôi rời khỏi Thừa Thiên, đặc biệt tới bái phỏng mình, ngôn từ tha thiết, nói năng thân mật, tựa hồ như không giấu được sự chân thành, rất có ý tứ hận vì gặp nhau quá muộn, trong lời nói, để lộ ra ý tứ đông phương thế gia bằng lòng kết minh với lang gia một cách rất rõ ràng. Thậm chí còn tặng cho mình một gốc huyết sâm ngàn năm thuộc loại bảo vật vô giá, vô tình đã giúp mình luyện chế thành cực phẩm đại hoàn đan. Tuy lúc đó đã biết rằng đông phương kinh lôi lòng mang ý đồ, nhưng trong lòng lăng thiên cũng không khỏi mang một tia cảm kích. Nhưng hiện tại mới cách lúc gió chưa quá hai tháng, Đông Phương Kinh Lôi không ngờ lại nhân thời cơ mình bị Giang Sơn lệnh chủ truy sát, ồ ạt phái người truy sát mình. Vậy thì tất cả những gì hắn làm lúc đó há chẳng phải hoàn toàn vô nghĩa sao? Bên trong lại có huyền cơ gì đây? Lẽ nào, chỉ là bởi vì sự tình ở Thừa Thiên lúc đó có thể khiến cho Đông Phương Kinh Lôi cố kỵ mình như vậy ư? Đột nhiên, trong đầu Lăng Thiên lóe lên linh quang, chẳng lẽ Đông Phương Thế Gia cũng muốn nhập chủ Thừa Thiên, động thủ với Lăng Gia ư? Cho nên mới lựa chọn lúc này để hạ thủ đối với mình. Nghe đám nhạc tử phong luôn miệng gọi tiêu đại gia, tiêu nhị gia ngọt xuất, lăng thiên trong lòng lại càng thêm hoài nghi thân phận của ba người này. Ba người này có lẽ là thực lực của phía tiêu gia, nhưng tuyệt đối không phải là thuộc hạ của tiêu gia. Mọi người đều biết, tiêu gia gia chủ tiêu phong hàn ở bên ngoài luôn luôn được xưng hô là tiêu đại gia, mà nhị gia tiêu phong dương của tiêu gia thì trên đời chẳng ai không biết. Ba người này không ngờ lại tự xưng là tiêu đại tiêu nhị tiêu tam, thậm chí Nhạc Tử Phong dùng cách xưng hô đại gia nhị gia để gọi mà ba người này không hề kiêng kỵ, mà cái tên này rõ ràng đã phạm kỵ quý, nếu đúng là cao thủ thuộc hạ của Tiêu gia, sao dám làm như vậy? Nếu như không phải là cao thủ dưới quyền Tiêu gia Tiêu Phong Hàn, vậy bọn họ tự xưng là người của Tiêu gia thế chẳng phải là giả mạo sao? Bọn họ rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Chẳng lẽ đằng sau Tiêu gia? Lăng Thiên không nghĩ tiếp nữa, cách nghĩ này khó tránh khỏi có chút khó bề tưởng tượng có lẽ thật sự là vô xảo bất thành thư rồi, tin rằng bất kể là như thế nào, ngày mà chân tướng lộ ra rõ ràng đã không còn xa nữa. Đằng sau lại có tiếng tay áo phất gió truyền tới, lại có hai người đến, thân pháp tinh diệu phiêu hốt, rõ ràng cũng là cao thủ có nội lực cao tuyệt, võ kỹ siêu quần. Ba người áo xanh tự xưng thuộc tiêu gia trên mặt lần đầu tiên lộ ra thần sắc thận trọng. Hiển nhiên công phu mà hai người vừa đến biểu hiện ra đã khiến cho ba người này tuyệt đối không dám khinh thường. Lăng thiên cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chuyện lạ ngày nào cũng có, nhưng hôm nay thì đặc biệt. Nhiều, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ở nơi hoang vắng, hòn núi nhỏ xưa này ít người hỏi thăm này không ngờ lại biến thành nơi cao thủ võ lâm tụ họp ư. Những cao thủ cấp thiên tiên ngày thường khó mà gặp được, lúc này không ngờ lại biến thành rau cải trắng bán đầy ngoài chợ, chỗ nào cũng thấy. Chuyện này thực sự là vô cùng quái lạ, chẳng lẽ có chuyện gì mà mình không biết đã phát sinh ư? Lăng thiên giấu mình ở trong hạch tâm của cây đại thụ, tin rằng khắp thiên gia ngoại trừ thiên lý may ra có thể bằng vào lục thức kỳ diệu và thiên thị địa thính kinh thiên động địa mà tìm được vị trí một cách mơ hồ ra, tuyệt đối không có người thứ hai có thể tìm thấy tung tích của mình. Nếu như những người này đều vì mình mà tới, vậy thì bọn họ sao có thể khẳng định rằng mình đang ẩn thân ở trên tòa núi này? Nếu là trùng hợp, sao lại có thể nhiều người đồng thời xảo hợp như vậy mà đến được đây, như vậy thì khó tránh khỏi trùng hợp một cách quá đáng rồi. Trừ phi ở phía này có gì đó kỳ lạ. Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Thiên Lý chẳng không phải là loại gà mái như vậy chứ? Nếu như hắn tiết lộ chỗ mà mình có thể giấu thân, cách nghĩ này quả thực quá vô lý. Lăng Thiên trong lòng lập tức lược qua mấy chục loại suy đoán, nhưng lại không có một loại nào hợp tình hợp lý cả. Vào lúc Lăng Thiên đang âm thầm suy đoán các loại khả năng, tình thế ở bên ngoài đã phát sinh biến hóa vi diệu. Ha ha, thật không thể ngờ rằng, giữa ban ngày lại thực sự nhìn thấy quỷ. Đây là giọng nói của một trong ba người tự xưng là người của tiêu gia, bên trong đầy vẻ cười nhạo. Đại ca sai rồi, hai thì hai thật, có điều bằng vào chúng thì chưa được gọi là quỷ đâu, giỏi lắm thì chỉ là hai hồn phách mà thôi. Một giọng nói khác cũng cười chế diễu theo, nghe thanh âm có lẽ là của tiêu tam. Một giọng nói âm trầm vang lên, ta đang nghĩ không biết là ai mà dám ở đây nói sằng nói bậy, thì ra là ba con cá lọt lưới các ngươi. Thật không ngờ rằng, ba con cá nho nhỏ, hôm nay lại vừa to vừa béo, xem ra miếng cưỡng cũng đủ một bữa đó hắc 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 tiêu nhị cười lạnh nói giữa ban ngày ban mặt mà xuất hiện hồn phách lẽ ra phải bị trời phạt mới đúng người anh em phải đề phòng đó đừng khinh suất vạn nhất bị xét đánh thì không phải là chuyện đáng cười ư một giọng nói u ám giống như là là có người làm nhảm lúc ngủ mê vang lên thế giới rộng lớn chỗ nào không thể để hồn phách trú thân bị ai chính là những người ngay cả gốc rễ cũng bị dọn sạch thành cô hồn giã quỷ, tư vị phải ăn nhờ ở đậu có dễ chịu không? Bọn ta tuy là hồn phách nhưng cũng tự do tự tại, không giống như ai đó, à không, những con cá không được tự do nào đó. Ngọc vô phách, cho dù bọn lão phu chính là cá lọt lưới thì ngọc ra các ngươi cũng không phải là người tung lưới, các ngươi đắc ý cái gì. Cho dù một phái chúng ta bị người ta tiêu diệt thì cũng không phải là các ngươi hạ thủ. Đừng có lấy thành tích của người khác ra mà ra vẻ ta đây trước mặt bọn ta, ngọc vô phách, ngươi còn muốn giữ mặt mũi không? mấy người càng nói càng găng vừa thấy mắt đã định động thủ người của ngọc gia thì ra người mới đến là của ngọc gia đám người nhạc tử phong vốn định bước lên phụ họa nhưng nghe thấy mấy chữ này tất nhiên là nuốt ngược những lời định nói ra vào bụng hai đám người trước mặt một bên chính là ba vị cao thủ của tiêu gia bên còn lại là người của ngọc gia bất luận là phía nào thì sáu huynh đệ mình cũng đều không trêu vào được nếu bởi vì nói thêm mấy câu mà mang tới phiền phức cho chủ thượng vậy thì sáu huynh đệ mình cho dù là có cả ngàn cái đầu cũng không đủ chém, tùy tiện nói ra một câu thôi là khẳng định không được chết ra. Lăng thiên ở trong gốc cây cười khổ một tiếng, người của Đông Phương gia, người của Tiêu ra, người của Ngọc ra không ngờ vào lúc này, ở tại nơi này bất ngờ tụ lại một chỗ. Lại thêm nhân vật ở trong bóng tối là mình, cơ hồ tất cả thế lực có máu mặt trên thiên tinh đại lục đều tụ tập lại với nhau ở trên một hòn núi nhỏ vô danh, hoang vu như nghĩa địa này có điều có một điểm lăng thiên cho rằng vẫn có lợi cho mình, đó chính là ba người của tiêu gia và hai người của ngọc gia hình như có ân oán với nhau. Điểm này, có lẽ có thể lợi dụng cũng không chừng. Lăng thiên ầm thầm thần công, hữu trưởng nhẹ nhàng phất động, trong vô thanh vô tức, đã cạo xuống vỏ cây ở trước mặt thành những vụn gỗ nhỏ li ti, trong nháy mắt, vỏ cây trước mặt đã chỉ còn lại một lớp mỏng tang gần như là trong suốt. Trong bóng tối, khóe miệng lăng thiên hơi nhấc lên, đưa ngón tay ra dính một chút nước bọt rồi nhẹ nhàng chọc một cái một tia ánh sáng trói mắt lập tức xuyên vào lăng thiên vội vàng nhắm mắt lại hắn không biết mình đã sống trong bóng tối bao lâu rồi nhưng lại biết rằng mình đã sống ít nhất là hai ngày trong hốc cây này con mắt hai ngày không thấy ánh sáng nếu lúc này mà nhìn thẳng vào ánh sáng e rằng sẽ bị tổn thương không nhìn thấy gì cho dù là luyện nội công rất cao thâm nhưng cũng không luyện lên được tới mắt tuy hắn ở trong hốc cây nên không ai có thể phát hiện ra hắn nhưng điều lăng thiên phải làm hiện tại là nhìn tất cả những gì ở bên ngoài thế sự hay thay đổi vạn nhất vào trong sát na mà mắt hắn không nhìn được mà cục thế bên ngoài lại phát sinh biến hóa gì đó vậy thì nên làm thế nào cho phải chẳng lẽ lại mở cái hốc này ra ư lăng thiên nhắm mắt lại một lúc tiếp theo liền hơi hít mắt lại rồi nhìn về phía ánh sáng một lúc sau mới khôi phục lại được thị lực bình thường ghé vào cái lỗ nhỏ ngưng thần nhìn ra phía ngoài bên ngoài vang lên tiếng quát mắng liên hồi đã có hai người động thủ rồi lăng thiên vừa nhìn ra đập vào mắt hắn chính là một hán tử trung niên áo đen thân hình gầy yếu, sắc mặt trắng bệch tàn tạ, hai hốc mắt sâu hoắc, rất giống một cương thi vừa nhảy ra từ trong mộ phần. Vô luận là thân thể làm ra động tác gì, trên mặt đều không có nửa điều biểu cảm, điều khiến Lăng Thiên cảm thấy hứng thú nhất là khinh công thân pháp của hắn. Xương cốt toàn thân tựa hồ như có thể tùy ý vặn vẹo, thân hình bay lượn ngang dọc trong không trung mà không hề có tiếng tay áo xé gió, dưới bóng cây chập chờn, cứ thế bồng bềnh như một u linh hữu hình vô chất cho dù hiện tại ánh nắng chói trang, trời quang mây đáng, nhưng người nhìn. Thấy cảnh này trong lòng cũng không nhịn được mà run rẩy. Đối điện hắn, một thân ảnh mặc khô gầy mặc áo xanh đang lăng phong phiêu dáng, ghim chặt lên đất giống như bàn thạch, hai tay vung ra trường ảnh ngập trời, tiếng gào rít sắc bén ngang dọc đan sen vang lên, một bước cũng không nhường ngăn cản thế công tới tấp của đối phương, vừa hay tương phản với nội lực cực kỳ âm nhu của người áo đen. Trường lực cường hoành của hai người đan sen với nhau, nhưng lại trung hòa một cách rất kỳ quái, không ngờ lại không hề phát ra thanh âm trường lực chạm nhau nào, giống như là một màn kịch câm không có tiếng động. Nhưng tình hình bên trong lại cực kỳ hung hiểm, chỉ hơi sơ hở là phân rõ sinh tử. Mắt của Lăng Thiên nhìn ra xung quanh, sáu người đang đứng ở một bên xem trận đấu chắc chắn chính là sáu vị nhân huynh của Đông Phương Thế Gia. Phó công của sáu người này không không phải là rất cao, nhưng trong lời nói là biểu hiện ra sự nghĩa khí, Lăng Thiên rất hân thưởng và cũng rất hâm mộ điều này. Từ trước tới nay, Lăng Thiên luôn biết rằng cái mà mình lựa chọn chính là một con đường cô độc, giống như là võ đạo chi lộ của thiên lý vậy, con đường trí tôn này cũng cô độc vô cùng. Đạo của hai người tuy khác biệt, nhưng lại cùng đường. Cho dù mình có bọn lăng kiếm, lăng trì, cho dù mình thật lòng coi bọn họ là huynh đệ của mình, cho dù mình có biểu lộ rõ ràng hơn đi chăng nữa, nhưng bọn lăng kiếm vẫn tuyệt đối không dám coi mình là đại ca, huynh trưởng của họ. Mà chỉ coi mình là chủ nhân, là chủ công mà bọn họ thuần phục. chương 408, Nữ tử áo lam Chuyện được thực hiện bởi audio com Cho dù đây chỉ là tình huynh đệ rất bình thường, nhưng lại trở thành chân tình mà loại người như Lăng Thiên hâm mộ nhất và cũng khó có được nhất. Dù mạnh như Thiên Lý cũng vô cùng coi trọng tình bằng hữu. Hắn có thể vì Diệp Khinh Trần mà không thèm hỏi lý do giết chết trưởng lão thủ tịch của thế gia ngàn năm ngay. Tuy là có thực lực nhưng cũng không hẳn không phải là biểu hiện coi trọng tình bằng hữu. Dạng tình cảm này Lăng Thiên cũng có, nếu không, ngày đó khi Thiên Lý tập kích nếu như quả thật có lăng thần lăng kiếm ngũ tiểu và thêm bản thân lăng thiên chỉ cần chịu hy sinh cho dù không thể thủ thắng nhưng thiên lý nếu muốn giết hắn dễ dàng thì còn khó hơn lên trời nhưng lăng thiên lại thà mạo hiểm mạng sống của chính mình cho nên mới tạo thành nguy cơ như ngày hôm nay nguyên nhân trong đó không thể nào nói ra với người ngoài đứng đối diện ở xa xa có một người diện mục rất giống với nhân vật giống như cương thi đang chiến đấu chắc là hai huynh đệ mà từ phía mình chỉ có thể nhìn thấy mặt bên và bóng lưng của hai người kia, chắc chính là hai người còn lại của Tiêu gia. Trong trận một tiếng bốp bốp khe khẽ vang lên, hai người đang đánh nhau đồng thời bay nhào ra. Nhân vật giống như cương thi lui ra xa ba trượng, thân hình lắc lư một cái, khuôn mặt trắng bệnh thoáng trở nên đỏ hồng rồi nháy mắt lại khôi phục lại nguyên trạng. Còn người áo xanh đối thủ của hắn thì siêu siêu vẹo vẹo lùi ra ngoài ba trượng, thân hình lắc lư kịch liệt, khóe miệng lộ ra một chút máu. Người thua rồi, Mộng Phá Thiên ngọc vô phách giống như cương thi đó mặt không biểu tình lạnh lùng nói mười năm trước ngươi không phải là đối thủ của ta hôm nay sau mười năm ngươi vẫn không được may mắn gì hơn võ công thực lực là không có may mắn đúng ta thua vậy thì sao chứ mộng phá thiên phun ra một ngụm máu sắc mặt lập tức dễ coi hơn nhiều mười năm trước mộng mỗ chỉ đơn độc một mình nhưng hôm nay ba huynh đệ chúng ta đều đã tề tụ trong mắt của hắn bắn ra thần quang sắc bén lấy ba đối hai huynh đệ hồn phách của Ngọc Gia các ngươi vị tất đã là đối thủ của ba huynh đệ chúng ta. Ngọc vô hồn trước sau chưa lên tiếng hờ hững nói, bây giờ là lúc nào rồi mà còn muốn đấu đi đấu lại với chúng ta. Đã phân rõ thắng bại rồi thì bỏ đi, nếu thực sự muốn giải quyết ân oán thì đợi sau khi giải quyết được tên tiểu tặc lăng thiên đó rồi chúng ta hẹn ở một nơi nào đó, thỏa thích đấu một trận là được. Hiện tại tiêu hao đại lượng chiến lực không phải là điều khôn ngoan đâu. Nói xong liền hung hăng nhìn vào hai người vừa tách ra, rõ ràng là cực kỳ bất mãn đối với sự dễ bị kích động của bọn họ. Không sai, đợi giải quyết lăng thiên rồi, chúng ta sẽ giải quyết ân oán đã tích tụ 10 năm nay. Một người áo xanh quanh lưng về phía lăng thiên nói, giọng nói lạnh như băng không có chút cảm tình. Không biết vì sao, lăng thiên sau khi nghe thấy câu này, nhìn bóng lưng của người áo xanh đó, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác quen thuộc. Người này, mình nhất định đã gặp ở đâu đó, nhưng, rốt cuộc là gặp lúc nào, ở đâu. Cao thủ như vậy, mình chỉ cần nhìn thấy một lần tin rằng sẽ không bao giờ quên. Nhưng lúc này, Lăng Thiên lại có chút mê hoặc, đột nhiên trong đầu lóe linh quang, Lăng Thiên nhớ tới khi vị hắc y nhân thần bí mà chắc lúc mình 5 tuổi đã theo tiêu gia gia chủ tiêu phong hàn tới thừa thiên. Thì ra là ngươi, lúc đó hộ tống tiêu phong hàn tới thừa thiên, còn dùng thân phận hạ nhân của tiêu gia để che giấu mình. Nhưng hôm nay không ngờ lại tự xưng là tiêu đại trong đây chắc có điều gì đó kỳ quặc. Vào lúc này, trong lòng Lăng Thiên dâng lên một cỗ xúc động dị dạc, hận không thể lập tức hiện thân, bắt tất cả mấy người này lại, hỏi rõ ràng những nghi vấn trong lòng mình. Nhưng suy đi tính lại, có hai lý do đã ngăn cản ý nghĩ dụ người này của Lăng Thiên. Thứ nhất cho dù mình đi ra, mặc dù có thể chiến thắng nhưng lại không nắm chắc có thể chế phục toàn bộ những người này. Thậm chí còn có thể rơi vào sự vây công của bọn chúng. Ít nhất thì cũng sẽ vì thế mà bại lộ hành tung của mình. Nếu dẫn thiên lý tới, e rằng mình thực sự là chịu không nổi. Thứ hai chính là lăng thiên nhạy cảm phát hiện ra rằng, hiện trường ngoại trừ những người này ra tựa hồ như còn có một vị cao thủ có đẳng cấp rất cao. Đang ẩn thân trong bóng tối, thần niệm của Lăng Thiên dò xét một lượt, cảm thấy công pháp của người trong bóng tối rất quỷ bí, không biết hắn ẩn tàng như thế nào, nhưng khí thức toàn thân thu liếm lại thành một thể, không lộ ra ngoài một chút nào. Thậm chỉ cỗ công pháp này, Lăng Thiên cảm thấy phi thường quen thuộc. Một cảm giác thân thiết không tên, một khắc trước, Lăng Thiên cơ hồ còn cho rằng là Lăng Thần tới tìm mình, nhưng sau khi phân tích tử tế, Phó công của người này e rằng còn mạnh hơn lăng thần một bậc. Dù là kém hơn mình nhưng không là bao nhiêu. Không ngờ vào thời khắc phi diệu này lại xuất hiện một cao thủ hoành không xuất thế. Nhân vật như thế này là địch hay là bạn? Những người này làm thế nào mà tìm tới được đây? Bên trong có duyên cơ gì? Có phải là kế sách của thiên lý hay không? Nhưng vấn đề này cứ quanh quẩn trong đầu lăng thiên. Chắc rằng huynh đệ các người cũng là người thông minh. đã như vậy, mọi người một lời đã định. Huynh đệ chúng ta bái biệt tại đây núi cao sông dài sau này gặp lại mộng tuyệt trần một khi chuyện này giải quyết xong huynh đệ chúng ta tùy thời cung ninh đại giá của ba người các ngươi ngọc vô hồn ngọc vô phách cười lạnh một tiếng quay người bỏ đi sơn hàn lộ trọng hai vị hãy cố mà bảo trọng mong rằng sẽ gặp hung hóa cát gặt nạn hóa lành chớ đừng để bị tổn hại đến thân thể mộng phá thiên vờ vĩnh nói không quên châm trích huynh đệ họ ngọc thêm một câu ngọc vô hồn đi đằng sau rừng bước lại quay đầu nhìn trong mắt lóe lên một đạo lãnh điện, một tia hung quang, tiếp theo liền nhanh chóng triển khai thân pháp, thoát ly sơn L huynh đệ của mình biết mất trong rừng rậm. Nhìn hai huynh đệ của mình, mộng tuyệt trần nhỏ giọng phân phó, huynh đệ hồn phách của Ngọc Gia võ công siêu quần, chỉ dưới trưởng lão Ngọc siêu quần của Ngọc Gia, trước giờ luôn là thiếp thân thị vệ của Ngọc Gia gia chủ Ngọc Mãn Lâu, là một trong những át chủ bài thần bí nhất của Ngọc Gia. Ngay cả nhân vật trong Ngọc Gia biết tới sự tồn tại của hai người này cũng không nhiều. Từ sau trận chiến 10 năm trước, cho tới giờ chưa từng hiện thân trong giang hồ. Lần này không ngờ lại tự thân xuất động, hai người dắt tay nhau cùng tới, từ đó có thể thấy Ngọc Mẫu Lâu đã quyết định chủ ý phải tuyệt sát Lăng Thiên rồi. Mà mấy vị trưởng lão cao thủ còn lại vẫn ở Thừa Thiên. Nội bộ Ngọc Gia hiện tại chính là lúc trống rỗng, đối với phía chúng ta mà nói, đây có thể là một cơ hội tuyệt hảo. Chuyện này phải lập tức thông chi cho gia tộc, xem xem trong đó liệu có chỗ có thể lợi dụng được hay không. Ngoài ra, đợi chuyện ở đây xong rồi, tất phải tụ họp những người đã xuất động lần này. Lăng thiên tất nhiên sẽ không để bọn họ sống trở về đâu. Nhưng hai tên ngọc vô hồn ngọc vô phách này đã lâu không xuất thế, nhất định phải lưu chúng lại không cho chúng trở về. Với khinh công xuất quỷ nhập thận của chúng, chắc chắn sẽ trở thành hai sự phiền phức đáng ghét nhất. Hai người còn lại gật gật đầu, mộng tuyệt trần nhìn sáu người bọn nhạc tử phong ở đằng sau, nói nhỏ, hiện tại gia tộc đang bí mật liên hệ qua lại với đông phương thế gia, có ý kết minh mấy người này tạm thời lưu lại để họ truyền lời cũng là chuyện tốt. Nói sao thì chúng ta cũng phải nể mặt mũi của đông phương thế gia, trước tiên cho một họ nhận một phần tình đi, sau này có lẽ sẽ có chỗ dùng. Đại ca cao kiến, hai người còn lại đồng thời cười hắc hắc, tiếp theo thấy bọn họ gọi sáu người nhạc tử phong rồi lần lượt bỏ đi. Trong chốc lát xung quanh là một mảng yên tĩnh, lăng thiên không để ý đến sự ly khai của những người này. Điều thực sự khiến hắn phải chú ý chính là vị cao thủ thần bí đó cho tới hiện tại chưa bỏ đi mà vẫn nhẫn nại tiềm phục trong bóng tối, không hề có bất kỳ dấu hiệu đáng nói nào mà giống như là không hề có người mai phục vậy. Nhưng Lăng Thiên lại biết rằng, chắc chắn là có một cao thủ thần bí đang ẩn phục. Mà cao thủ thần bí này rất có lòng nhẫn nại, hắn thậm chí có thể đã biết được sự tồn tại của Lăng Thiên, nhưng Thủy Trung vẫn bất động. Lăng Thiên trong lòng cười thầm, vậy thì chúng ta thi nhẫn nại nhé. Lăng Thiên từ tiền thế tới đây, giỏi nhất là tiềm tung ly tích, chờ đợi thời cơ, tự tin rằng sớm đã luyện thành tính nhẫn nại mà không ai sánh bằng. Lâu sau, mặt trời đã dần dần ngã về Tây, sườn núi này vẫn không có nửa điểm động tính, chỉ có mấy con sóc ngẫu nhiên nhảy ra, tinh quái nhảy nhót. Một lúc rồi đuổi theo nhau tới nơi khác, ngoài trừ cái này ra thì chính là gió thổi vu vút, con trùng vo ve, còn đâu thì không có thanh âm nào khác. Thực sự là không có nửa điểm dấu vết của con người. Cuối cùng, một tiếng gió khe khẽ vang lên, một bóng người yểu điệu đột nhiên xuất hiện trên cỏ. Quần áo màu lam nhạt, trên mặt cũng che vải màu lam nhạt, chỉ lộ ra hai đôi mắt sáng như sao. Thần tình trong mắt thanh thanh đạm đạm, tựa hồ như vạn vật trong thế giới đều không để ở trong mắt, trong lòng. Theo sự xuất hiện của bóng người màu lam này, bãi cỏ bình phàm ở giữa núi tựa hồ như mang đầy cảm giác như mộng ảo. Vào giây phút mà nữ tử áo lam này vừa hiện thân, Lăng Thiên đã nhận ra. Đây chính là nữ tử ở khoảng rừng ngày đó, võ công thần bí mặt chắc lăng thiên có thể xác định trước đây mình chưa từng gặp mặt nữ tử này nhưng không biết vì sao lăng thiên trong lòng đột nhiên có một cảm giác mà chính bản thân mình cũng cảm thấy rất hoang đường quá quen thuộc đây là một loại cảm giác quen thuộc tới từ trong linh hồn nàng ta là ai vậy lăng thiên chăm chú nhìn vào nữ tử áo lam này đột nhiên có một cảm giác thiết thực ở trong lòng tựa hồ như sự cô độc đã lâu thoáng chốc biến mất hết loại cảm giác này thực sự là rất kỳ diệu khó tả khó hiểu nữ tử áo lam lặng lẽ bước hai bước trên mặt cỏ đột nhiên mỉm cười lẩm bẩm nói về lòng nhẫn nại ta quả nhiên không bằng ngươi chỉ có điều ở chỗ đó ngươi không không thấy khó chịu à nơi đây không có tuyệt thế cao thủ đó truy sát ngươi chỉ có một nữ tử yếu đuối như ta mà ngươi cũng không dám ra mặt sao lăng thiên trong lòng cười lạnh một tiếng thầm nghĩ ngươi là nữ tử yếu